chương 161, Kim Hỏa Diễm. Không ai tin Giang Thần. Theo như người nhà họ Hà thấy, chính đường sở sở đã nói cho Giang Thần biết trước một số tình hình của Hà Huỳnh Đông. Giang Thần giả vờ bắt mạch, nói ra một số tình trạng này, bắt trước làm thần y. Giang Thần cũng không phản bác lại sự nghi ngờ của mọi người. Anh vốn không muốn khoe khoang, cũng vì nể mặt đường sở sở nên mới bắt mạch giúp, nếu đã bị nghi ngờ vậy thì cứ mặc kệ thôi đường sở sở lại sốt ruột đến nỗi phải giải thích, mọi người đang nói bậy gì đó, tôi không nói cho Giang thần biết trước, hơn nữa đã 10 năm tôi không đến đây rồi, sao tôi biết tình hình của ông ngoại ra sao được chứ, sao tôi biết 3 tháng trước ông ấy đã từng làm phẫu thuật, chuyện này thật sự là do Giang thần đã bắt mạch mới biết được. Đường sở sở không nó còn đỡ, cô vừa nói ra lại càng không có ai chịu tin, mọi người càng tin chắc rằng do cô đã nói trước. Audio điện tử võ tấn bền mục đích là để giả vờ ra vẻ ta đây chỉ có vậy mà thôi nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của mọi người đường sở sở lại nói tiếp thật đó tôi nói thật hết đó lúc này ngay cả hà diễm mai cũng chán nản bà ta cũng tưởng rằng đều do đường sở sở đã nói trước bởi vì chỉ bắt mạch sao có thể biết nhiều như vậy được như thế quá thần kỳ rồi thần kỳ đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi vô dụng đúng là vô dụng không có bản lĩnh mà còn ra vẻ cái gì. Người nhà họ Hà tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Đường Sở Sở kéo Giang Thần, nói, "Giang Thần, anh giải thích đi." Giang Thần khẽ nhún vai nói, "Có gì để giải thích chứ?" Giang Thần không định nói gì, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm thôi, anh cũng không quan tâm. Nhưng Lý Du lại không có ý định tha cho anh. "Giang Thần đúng không, cậu giả vờ gì đó tôi cũng không quan tâm, nhưng cậu nghi ngờ trình độ y thuật của tôi, cậu phải xin lỗi tôi." Lý Du là thành viên của Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc. Xin gia nhập suốt 5 năm mới được vào Hiệp hội. Bác sĩ đồng y ở Giang Trung không đến 100 vạn, cũng có khoảng 80 vạn. Mà trong cả Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc cũng chỉ có khoảng 1 vạn. Ông ta có thể bộc lộ tài năng, gia nhập vào Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc, đó cũng là điều ông ta tự hào và kiêu ngạo, bây giờ bị nói là kê thuốc bừa bãi, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục rất lớn. Xin lỗi. Giang thần, mau xin lỗi bác sĩ Lý đi. Người nhà họ hà hồi nhau nói. Ngay cả hà diễm mai cũng mở lời, Giang thần, mau xin lỗi đi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Xin lỗi. Chuyện này sao có thể? Nếu như Lý Du có y thuật cao siêu thật, anh xin lỗi cũng chẳng sao. Giang thần chợt hít một hơi thật sâu. Nghĩ lại thì quả thật y thuật của Lý Du này cũng rất được, ít nhất cũng có thể giúp trạng thái tinh thần của Hà Huỳnh Đồng mấy năm nay rất tốt chỉ là hai người có cách tiếp xúc khác nhau cho nên cũng hiểu khác nhau anh xem xét chuyện này theo quan điểm của mình nếu như dưới góc độ của bác sĩ đông y bình thường quả thật y thuật của lý du rất tốt để ông xem thử thế nào mới là bác sĩ đông y thật sự giang thần nhìn lý du chợt lấy ra một số kim châm anh ngồi xổm trước hà huỳnh đồng nói ông ngoại cháu châm cứu giúp ông chị dứt điểm di chứng để lại sau khi ông bị thương ông kéo ống quần lên đi Ô ha ha, Lý Du bỗng nhiên bật cười nói, giả vờ cũng ghê gớm thật, ông cụ hà, ông nghe theo đi, tôi phải xem thử tên nhóc này có thể làm nên trò chống gì. Hà Huỳnh Đồng làm theo, ven ống quần của mình lên. Giang thần dặn dò nói, chuẩn bị cồn. Lập tức có người nhà họ Hà đi lấy cồn đến. Giang thần mở lọ cồn ra, trực tiếp vẩy lên kim châm. Sau đó ngón trỏ và ngón giữa đặt song song nhau, phút chốc ấn lên bắp đùi Hà Huỳnh Đồng không ngừng chuyển động. Trong thời gian ngắn, ấn mười mấy cái, từ bắp đùi cho đến lòng bàn chân. Thế này là đang bấm huyệt trị liệu sao? Lý Du nhìn đến thẫn thờ. Tốc độ của Giang Thần quá nhanh, làm liền một mạch từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Vào lúc này, Giang Thần cầm lọ cồn lên, trực tiếp vẩy lên trên đầu gối của Hà Huỳnh Đồng, sau đó lấy bật lửa ra. Phượt, bỗng chốc, đầu gối của Hà Huỳnh Đồng chợt xuất hiện một đám lửa nhỏ cảnh tượng này khiến sắc mặt người nhà họ Hà đều thay đổi. Giang thần, cậu làm gì vậy? Làm bừa gì đó, mau dừng lại đi. Thế nhưng, Giang thần lại không hề dừng lại, anh cầm kim châm lên, nhanh chóng ra tay. Một cây, hai cây, ba cây. Trong thời gian ngắn, trên chân của Hà Huỳnh Đồng đã xuất hiện từng hàng kim châm. Chuyện thần kỳ cũng xuất hiện vào lúc này. Lửa trên đầu gối đã tắt hết, tất cả tập trung trên đầu kim châm những kim châm này giống hệt như từng cây kim lửa, đang bốc cháy không ngừng. Kim, kim hỏa diễm, Lý Du Kinh ngạc hô lên. Đông y được lưu truyền 5.000 năm, trong lịch sử có rất nhiều kỹ thuật đông y đã thất truyền, chỉ có một số sách cổ còn ghi lại một ít. Lý Du là thành viên của Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc, y thuật của ông ta chắc chắn đứng hàng đầu, ông ta cũng từng đọc rất nhiều sách y học, trong một số sách y học cổ cũng có ghi chép về kim hỏa diễm. Đây là một loại thuật châm cứu xưa, nhưng đến bây giờ đã thất truyền rồi, chỉ còn tồn tại trong sách cổ mà thôi. Vẻ mặt Lý Du lập tức thay đổi. Nhìn kim hỏa diễm trên chân Hà Huỳnh Đồng đang bốc cháy. Kim hỏa diễm, đây là, đây là kim hỏa diễm trong truyền thuyết sao? Ông ta không dám tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt. Phương pháp châm cứu ghi trong sách cổ, sao Giang Thần lại biết được? Lúc này, Giang Thần bỗng nhiên phất tay, lửa trên kim châm chợt vụt tắt. Xeo xeo xeo. Vào lúc lửa tắt, kim châm trên đùi Hà Huỳnh Đồng bắt đầu run lên, phát ra tiếng xèo xèo xèo, ngay sau đó khẽ lung lay. Đây là kim đinh. Lý Du lại kinh ngạc thốt lên. Còn Giang Thần thì mãi chăm chú vào kim châm. Khoảng chừng 10 giây sau, anh bắt đầu rút kim ra, rất nhanh đã rút hết toàn bộ kim châm trên chân Hà Huỳnh Đồng. Sau đó, anh nhìn Hà Huỳnh Đồng hỏi, "Ông ngoại, ông thấy thế nào?" "Thoải mái, thoải mái quá." hà huynh đồng không nhịn được kêu lên lúc này ông ta cảm thấy chân của mình rất dễ chịu có cảm giác gì đó thật khó tả thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được rõ dệt dòng máu đang lưu thông trong cơ thể mình giang thần mỉm cười thản nhiên còn người nhà họ hà lại chố mắt nhìn không nhắc đến y thuật của giang thần cảnh tượng kim châm bốc cháy này quả thật rất kỳ diệu nhìn thôi cũng khiến người ta rúng động còn lý du đã không thể nói nên lời nữa rất lâu sau ông ta mới hít sâu một hơi, nhìn Giang Thần, miệng run rẩy nói, "Đây, đây là kim hỏa diễm và kim đinh được ghi trong sách cổ sao?" Giang Thần thản nhiên bật cười, nói, "Cũng coi như có chút kiến thức, biết tôi dùng kim hỏa diễm và kim đinh." Phịch. Lý Du bỗng quỳ phịch xuống đất. Quỳ như thế khiến người nhà họ Hà đều vô cùng sửng sốt. Gương mặt Lý Du tràn đầy nhiệt huyết, kích động nói, "Thầy ơi, xin hãy nhận tôi một lại." vẻ mặt giang thần thờ ơ đáp tôi đã nói sẽ nhận ông làm học trò bao giờ thế nghe xong lý du vô cùng lúng túng chuyện gì đang xảy ra vậy sau đó anh nhìn hà huỳnh đồng hỏi ông ngoại ông thấy thế nào kim hỏa diễm lại là thứ gì ghê gớm vậy sao thầy ơi thầy nhất định phải nhận tôi tôi cầu xin thầy đó tôi đã từng nghe tiếng tăm của kim hỏa diễm rồi nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy một lần trong đời xin thầy hãy chỉ dạy, tôi nguyện lấy tiền tích góp cả đời này để đền đáp thầy. chương 162, thật ra anh giả vờ đó. Người nhà họ Hà không hề biết gì về y học, cũng không biết kim hỏa diễm có nghĩa là gì. Đây là một phương pháp châm cứu cực kỳ uyên thâm. Cơ thể người chia ra hai luồng khí là âm và dương. Âm dương hòa hợp cơ thể mới khỏe mạnh. Âm khí quá nhiều hoặc dương khí quá nhiều đều sẽ bị bệnh. Kim hỏa diễm là một loại phương pháp châm cứu giảm lạnh, bổ sung dương khí. Cho dù là Lý Du cũng chỉ xem trong sách cổ, vẫn chưa từng nhìn thấy người ta dùng kim hỏa diễm để chữa cho người bệnh bao giờ. Lý Du quỳ dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết và khẩn cầu. Nếu như ông ta học được phương pháp châm cứu trong truyền thuyết này, vậy thì y thuật của ông ta lại nâng lên một tầm cao mới rồi. Thầy ơi, tôi cầu xin thầy, cho tôi một cơ hội đi, tôi xin thầy đó cảnh này khiến mọi người nhà họ Hà đều chố mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt Hà thần đầy nghi ngờ, hỏi, bác sĩ Lý, ông làm gì vậy? Ông là thành viên của Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc đó, sao ông có thể quỳ trước mặt đồ vô dụng này được chứ? Lý Du lạnh lùng nói, đây chính là kim hỏa diễm, đây là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết đó, cho dù là thần y phương vĩnh cát của Giang Trung cũng chưa chắc có thể hiểu được phương pháp uyên thâm như vậy. Hơn nữa kim hỏa diễm còn đi kèm với kim băng phách, người biết kim hỏa diễm chắc chắn sẽ biết kim băng phách một âm một dương kết hợp với nhau đây được gọi là kim âm dương trong giới đông y đã bị thất truyền ngàn năm rồi giang thần nhìn lý du đang quỳ dưới đất anh cũng không ngờ lý du lại biết nhiều như vậy còn biết cả kim âm dương cho dù là bác sĩ đông y gạo cội đã vào nghề mấy chục năm cũng chưa chắc biết được những chuyện này nhưng anh cũng không có ý định nhận học trò cũng không rảnh làm chuyện này anh khẽ gãi đầu người nói: Kim hỏa diễm gì chứ? Kim âm dương gì chứ? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi chỉ biết âm khí trong cơ thể ông ngoại quá nhiều, nhất là phần đầu gối, cho nên mỗi khi trời mưa phần đầu gối sẽ tăng thêm âm khí dẫn đến đau buốt. Tôi mới nhớ đến việc dùng cồn để loại bỏ khí lạnh đó. Hả? Lý Du sừng sốt. Ông ta nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói: "Cậu, cậu không biết kim hỏa diễm thật sao?" Giang Thần nghi ngờ hỏi: "Kim hỏa diễm là gì?" Nghe xong, Lý Du lập tức đứng dậy, Ông ta còn tưởng Giang Thần dùng phương pháp châm cứu trong truyền thuyết, hóa ra là làm bừa, dùng cồn để châm cứu, làm ông ta giật mình một phen. Ông ta biết ngay mà, sao một tên ngốc nghếch như Giang Thần lại biết phương pháp trong truyền thuyết này chứ? Vẻ mặt Giang Thần vô cùng ngượng ngùng, nói thật ra, do Sở Sở đã nói chuyện của ông ngoại cho tôi biết đó, tôi mới lên mạng tra cách chữa trị, thêm việc tôi cũng biết một chút y thuật, cho nên bây giờ mới thể hiện trước mặt mọi người được. Thì ra là như vậy. Tôi nói rồi mà, tuổi còn trẻ như vậy sao có thể là thần y được? Tôi còn tưởng rằng nhà họ đường có một thần y thật rồi chứ. Người nhà họ hà bỗng nhiêu đều hiểu ra. Còn Lý Du lại cảm thấy rất bối rối. Ông ta kích động quá, dẫn đến việc chưa hiểu rõ mọi chuyện đã vội quỳ xuống. Bây giờ nghĩ lại thật sự rất xấu hổ. Ông ta bỗng dưng sụ mặt, trách móc nói, chàng trai trẻ à, không biết thì đừng giả vờ, phải học hành đến nơi đến chốn Vâng, Vâng, bác sĩ Lý dạy đúng lắm." Giang Thần vội gật đầu đáp. "Chuyện này kết thúc tại đây." Người nhà họ Hà tụ tập lại, tiếp tục nói chuyện. Còn Đường Sở Sở lại kéo Giang Thần sang một bên. Cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt xem xét Giang Thần, nghi ngờ hỏi, "Anh hay lắm Giang Thần, giấu cũng kỹ ghê, thành thật nói cho em biết đi, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?" Mọi người đều tin rằng do cô nói cho Giang Thần biết. Nhưng chỉ có Đường Sở Sở biết cô chưa từng nói gì với anh. Còn Giang Thần lên mạng tra cái gì đó, hoàn toàn là chuyện vớ vẩn. Giang Thần cười hì hì nói, vợ à, nếu như anh không nói như vậy, vậy thì anh phải nói thế nào, nói anh là thần y sao, thật ra y thuật của anh cũng thường thôi, không ra hồn gì đâu, dùng cồn châm cứu cũng chẳng có gì to tát mà đúng không? Cũng đúng, đường sở sở khẽ gật đầu, cồn có thể bốc cháy, xuất hiện kim hỏa diếm cũng có thể hiểu được nhưng bây giờ cô càng ngày càng thấy giang thần thần bí hơn rồi người chồng trông có vẻ cà lơ phất phơ không thèm quan tâm đến chuyện khác này của cô bây giờ trở lên thần bí hơn rồi cô cảm thấy chắc chắn giang thần còn giấu cô rất nhiều chuyện chỉ là giang thần không nói cô cũng không hỏi nữa chồng của em cũng không phải cái gì cũng tệ trong lòng đường sở sở cũng rất đắc ý ít nhất bây giờ cô biết giang thần thật sự biết y thuật hơn nữa y thuật của anh chắc chắn rất đáng sợ Đáng sợ đến mức ngay cả thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc nhìn thấy cũng phải quỳ xuống bái làm thầy. Cô nhớ đến những lời Giang Thần đã nói lúc trước. Anh nói sẽ chỉ cho cô vài ngày, dạy cho cô một số mẹo vặt, chắc chắn sẽ có thể chèn ép đối phương trong lúc thi y thuật. Trước đây cô cảm thấy anh chỉ nói đùa. Bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ có thể làm như vậy được. Dù sao thì y thuật Giang Thần thể hiện ra cũng khiến thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền phải quỳ xuống đất bái anh làm thầy muốn theo học. Chồng ơi! Hửm! Giang thần nhìn đường sở sở, hỏi, sao thế? Anh dạy em nửa tháng, em thật sự có thể đoạt giải nhất trong đại hội y học sao? Giang thần khẽ vuốt mũi, nói chuyện này anh không chắc lắm, bởi vì anh cũng không hiểu y thuật của những bác sĩ đông y đó, cũng không biết y thuật của thần y phương, nhưng lọt vào top 10 thì không vấn đề gì. Thật sao? Vẻ mặt đường sở sở vô cùng vui mừng, cô thích thú nói, vậy, vậy anh chỉ em đi. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ mỉm cười như cô gái tuổi 19 của đường sở sở, Giang thần cũng cảm thấy rất vui, anh không biết đã bao lâu đường sở sở không cười với anh như thế. Được, đợi mai về Giang Trung, anh sẽ chỉ em, nhưng em rốt đặc cán mai về kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người, lúc về anh sẽ làm một quyển kiến thức nhập môn đông y cho em xem thử, em phải thuộc lầu lầu kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người và mỗi một tác dụng của nó trước. Hả, khó vậy sao? Vẻ mặt Đường Sở Sở lập tức chán nản, nói: "Trong nửa tháng ngắn ngủi có thể làm được không?" Giang Thần cười nói: "Em dành 10 ngày ra học, cứ học vẹt nó, tìm hiểu một chút, đến đại hội y học cũng có thể giả vờ ra vẻ được, tỏ vẻ mình rất uyên thâm, đến lúc đó anh lại dạy em một số phương pháp đã bị thất truyền, em thể hiện những phương pháp này trong đại hội y học, chẳng phải sẽ khiến mọi người kinh ngạc sao?" Giang Thần nói thầm bên tai cô: "Thật ra, anh cũng không rõ lắm, anh chỉ hiểu huyệt đạo cơ bản các loại thôi." Tiểu Hắc đã dạy cho anh một số phương pháp thất truyền, bây giờ mới làm Lý Du sợ ngây người được đó. Nghe xong, đường sở sở bật cười hì hì. Anh hư ghê. Ha ha. Giang thần cười khanh khách. Đường sở sở trợn mắt nói, em còn tưởng anh có tài thật đó, không ngờ anh chỉ đang ra vẻ hiểu biết thôi, chỉ biết giả vờ, ôi, không đúng. Đường sở sở nhìn giang thần. Anh chỉ bắt mạch đã có thể chẩn đoán ra bệnh của ông ngoại rồi, sao có thể là ra vẻ hiểu biết chứ? chắc chắn anh thật sự có tài em biết ngay mà sao chồng em có thể là người tầm thường được chứ sau khi về anh đến làm việc ở bệnh viện vĩnh thái đi với y thuật của anh chắc chắn bệnh viện vĩnh thái sẽ có thể nổi tiếng trong giới y học giang thần vừa nghe xong lập tức sợ hãi anh không muốn đi làm đâu sở sở anh gãi đầu muốn nói rồi lại thôi hửm anh muốn nói gì ngoặc kép giang thần ấp a ấp úng nói anh nói rồi em đừng giận anh được không không giận, anh nói đi. Thật ra, anh đã hỏi Hà Tâm về tình trạng sức khỏe của ông ngoại, Hà Tâm đã nói với anh, anh đã nghe ngóng kỹ về tình hình nhà họ Hà trước rồi, mục đích chính là không muốn em mất mặt, y thuật của anh thật sự rất tầm thường, cũng chỉ là gà mờ thôi, nếu như bảo anh đi khám bệnh, như thế chắc chắn sẽ khám chết người đó. Vậy sao? Vẻ mặt đường sở sở không tin. Anh đã chữa khỏi cho em hai lần, lần trước lúc ở bệnh viện Vĩnh Nhạc còn chẩn đoán bệnh cho nhiều người như vậy, Lẽ nào đây đều là trùng hợp sao? Sở Sở, anh cũng không giấu em, chữa cho em hoàn toàn không cần đến y thuật, chỉ cần biết một số phương pháp chế thuốc xưa là được, tiểu hoắc cho anh phương pháp chế thuốc, anh dựa theo phương pháp đó để chế thuốc, cho dù chưa từng học đông y cũng có thể điều chế ra được. Thật sao? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy. Giang Thần gật đầu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Đường Sở Sở, vội vàng nói, em đã nói rồi sẽ không giận mà nhỉ. Chương 163, trong thẻ không có tiền. Đường Sở Sở nghiêm mặt, cô còn tưởng rằng Giang Thần giấu tài, hóa ra tất cả đều là giả vờ. Cô đã sớm biết tính tình Giang Thần thế nào, nhưng Giang Thần cũng không phải loại mặt dày ít nhất thì còn nói sự thật với cô. "Chị Sở Sở, anh rể, hai người ở đây nói gì vậy?" Hà Tâm đi đến với vẻ mặt nghi ngờ. Đường Sở Sở quay người nhìn cô ta rồi hỏi: Hà Tâm, em đã nói cho Giang Thần biết tình trạng sức khỏe của ông ngoại sao. Hà, Hà Tâm hơi sừng sốt. Cô ta nói, cô ta nói lúc nào. Sau khi ngẩn người một lát cô ta mới kịp phản ứng lại rồi gật đầu, chị sở sở, chị cũng đừng trách em, anh dễ bắt em phải nói nên em cũng hết cách. Đường sở sở liếc nhìn Giang Thần. Vừa mới có thiện cảm với anh bây giờ thì hết rồi. Làm người phải làm cho đàng hoàng. Đúng, đúng, vợ dậy đúng lắm. Giang thần không dám phản bác lấy một câu. Hừ, đường sở sở hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Hà Tâm mới hỏi, anh rể, sao phải lừa chị sở sở, nói thật không được sao? Giang thần sờ mũi. Anh cũng không định lừa cô nhưng đường sở sở muốn anh đến làm việc ở bệnh viện Vĩnh Thái, sao có thể chứ? Anh không muốn đi làm, khó khăn lắm mới được thoải mái như vậy nếu như không trân trọng thật tốt nhớ có một ngày biên ải báo có tình hình khẩn cấp bên trên có công văn thì anh phải rời đi tiếp tục những ngày lưỡi dao nhuốm máu. Cảm ơn. Giang thần không nói nhiều mà chỉ nói một câu cảm ơn. Sau đó anh ở lại nhà họ Hà ăn trưa. Sau bữa cơm trưa mọi người lần lượt ra về. Đường Tùng lái xe thể thao đưa con cháu nhà họ Hà đi hóng gió. Còn đường sở sở thì vẫn chưa mua được quà nên cô đưa Giang Thần tiếp tục vào nội thành đi một vòng nội thành vẫn không tìm được món quà nào vừa ý. Cuối cùng đường sở sở gọi điện cho Lâm Y. Lâm Y, tôi là sở sở, tôi đang ở Giang Bắc, đúng rồi, cô có biết chỗ nào ở Giang Bắc có bán nhân sâm núi thượng hạng không, tôi mua để tặng bà ngoại. Nghe thấy vậy Lâm Y nói, Giang Bắc đúng không, sở sở, tối nay ở chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo Đường sẽ có một cuộc bán đấu giá, sẽ bán rất nhiều dược liệu quý hiếm, trong đó có một củ nhân sâm ngàn năm được lấy ở núi Trường Bạch, đây là nhân sâm thật, rất nổi tiếng trong giới dược liệu, chỉ có điều giá rất cao nên vẫn chưa bán được. Vậy sao, quá tốt rồi. Sở Sở, tôi phải nhắc nhở cô, đó là nhân sâm nữ hoàng thật, giá trị y học rất cao nên giá trên trời, giá đấu giá ít nhất cũng phải từ 100 triệu trở lên. Nghe thấy giá cả đường Sở Sở lập tức mất tự tin. 100 triệu, cô đi đâu tìm 100 triệu chứ? Mặc dù trong tài khoản của công ty có tiền nhưng đó là tiền để mở rộng công ty hơn nữa dùng 100 triệu để mua một củ nhân sâm ngàn năm tặng bà ngoại thì quá xa xỉ. Cô, cô có thể thông báo cho bên đấu giá cho tôi một vé vào đó không? Tôi đi xem thử có nhân sâm núi nào giá cả hợp lý không? Ừm, không thành vấn đề. Sau khi đường sở sở gọi điện thoại cho Lâm Y xong bèn nhìn Giang Thần rồi nói, Lâm Y nói tối nay ở chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo đường có buổi bán đấu giá, ở đó có nhân sâm ngàn năm nhưng giá bán ít nhất cũng phải 100 triệu, Thế thì mua đi, Giang thần nói, nếu như thực sự có nhân sâm nữ hoàng ngàn năm thì chắc chắn đáng một trăm triệu, cho dù mua không tặng người khác thì giữ lại cũng không thiệt. Đường sở sở trợn mắt, nói thì dễ, em lấy tiền đâu ra chứ? Anh có. Xì, si, lại bắt đầu giả vờ rồi đấy, tiền của anh đều đưa cho em mở công ty rồi anh còn tiền ở đâu chứ? Giang thần lấy thẻ hoác long ra rồi lắc lư trước mặt đường sở sở đường sở sở liếc nhìn anh, đừng có nói với em là trong thẻ còn tiền nhé. Thông minh, còn bao nhiêu tiền, dù sao thì cũng đủ mua nhân sâm nữ hoàng ngàn năm. Giang thầm anh giỏi lắm, vậy mà anh dám lừa em. Đâu có đâu, anh thực sự không lừa em, trong thẻ không còn bao nhiêu tiền, chắc tầm khoảng hơn 100 triệu. Vẻ mặt Giang thần bất lực, có tiền cũng sai sao. Đường sở sở cầm lấy thẻ hắc long rồi hừ lạnh một tiếng nói, em muốn xem xem trong thẻ của anh còn bao nhiêu tiền. Vừa nói cô vừa đi về phía cây ATM cách đó không xa. Cho thẻ vào. Mật mã, cô quay người nhìn Giang Thần. Giang Thần nói, 6 số 8. Đường sở sở nhập mật mã. Nhìn thấy số dư trong thẻ cô lập tức bật cười. Rồi lập tức nghiêm mặt trách móc nói, số dư là không, dám lừa em hả? Giang Thần sờ mũi số dư trong thẻ thực sự là không. Nhưng thẻ này có thể rút được 10 tỷ. Hơn nữa anh không cần trả lại. Sau khi dùng tiền bộ phận tài vụ quốc gia sẽ trả. Đường sở sở rút thẻ ra rồi trả lại cho Giang Thần. Mặc dù trong thẻ không có tiền nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất vui vì số tiền này không trong sạch. Cho dù Giang Thần chém gió rằng mình có tiền nhưng với tình tình Giang Thần. Chém gió giỏi hơn là việc thực sự kiếm được mấy trăm triệu hai người đi về phía chi nhánh Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường là cửa hàng dược phẩm lớn nhất ở Giang Trung do thần Y Phương Vĩnh Thát mở. Tiếng tăm của Bách Thảo Đường không chỉ ở Giang Trung mà khắp cả nước đều có mở chi nhánh, đương nhiên ở Giang Bắc cũng có. Buổi đấu giá do Bách Thảo Đường tổ chức nhằm vào những người thực sự giàu có. Bởi vì những dược liệu được bán đều rất khó tìm và vô giá trên thị trường, những dược liệu quý giá này đối với người bình thường là dược liệu nhưng đối với những người có tiền đang mắc bệnh nặng mà nói thì đó là mạng sống rất nhanh bọn họ đã đến chi nhánh giang bắc của bách thảo đường hôm nay bách thảo đường không kinh doanh bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá vì buổi đấu giá hôm nay thần y phương vĩnh cát đã chuyển rất nhiều dược liệu quý ở trụ sở chính bách thảo đường ở giang trung đến trong đó có nhân sâm nữ hoàng ngàn năm đường sở sở một giọng nói vang lên Đường Sở Sở nghe thấy tiếng nên nhìn về phía đó thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm ôm một người đàn ông đẹp trai đi đến. Hửm? Đường Sở Sở nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đi đến. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng nghĩ không ra là đã gặp ở đâu. "Cô, cô là?" "Sở Sở, là tớ đây, tớ là Kim Tĩnh Ân." "Tĩnh Ân?" Đường Sở Sở hơi ngạc nhiên. Kim Tĩnh Ân là bạn hồi cấp của cô và cũng là một trong những người bạn thân. Quan hệ giữa cô và Kim Tĩnh Ân cũng giống như với hứa tinh, đã từng là bạn thân đến mức có thể nói tất cả mọi chuyện cho nhau nghe. Kim Tĩnh Ân cười nói, tớ nghe hứa tinh nói trong nhóm lớp cậu đã hồi phục lại vẻ đẹp, hứa tinh còn gửi hình cậu nữa, lúc nhìn thấy cậu tớ không dám nhận nhìn lại ảnh lần nữa mới dám chắc chắn. Đường sờ sờ mỉm cười. Kim Tĩnh Ân kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh mỉm cười nói, đây là bạn trai của tớ, người nhà họ hứa, hứa khung. Xin chào đường sở sở giơ tay một cách tự nhiên hứa không nhìn đường sở sở có chút mất hồn lúc bắt tay cô mãi không buông đường sở sở hơi ngại ngùng khẽ vùng ra cô kéo giang thần rồi giới thiệu đây là chồng tớ giang thần a à, đây là giang thần sao kim tĩnh ân ngạc nhiên kêu lên nhìn thấy giang thần giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái vậy tớ nghe hứa tình nói giang thần là con rể ở rể lại còn là một người vô dụng ăn của hà họ đường uống của nhà họ đường cũng chẳng đi làm việc chẳng có chút ý chí vươn lên nào. chương 164, vô cực dựa ôn. Kim tĩnh ân giống hứa tĩnh đều xem thường Giang Thần, vừa mới gặp mặt đã liên tục chê bai anh. Giang Thần chỉ cười khẩy. Đường sở sở oán hận liếc nhìn Giang Thần, chuyện tốt thì không truyền ra ngoài chuyện xấu thì lan vạn dặm cái danh vô dụng của Giang Thần đã truyền đến tận Giang Bắc rồi. Cô ngại ngùng mỉm cười rồi nói, tĩnh ân Giang Thần cũng không phải là đồ vô dụng, anh ấy khiêm tốn thôi, anh ấy biết y thuật, vết thương của tớ là do anh ấy chữa khỏi, ngay cả thần y phương cũng không sánh bằng. Bây giờ cô chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù Giang Thần nói anh thực sự không biết y thuật. Nhưng trước mặt người từng là bạn thân cô cũng không muốn mất mặt nên cố gắng giải thích. Lúc này Kim Tĩnh Ân mới nhìn Giang Thần, nhưng cô ta cũng không đánh giá cao Giang Thần. Bởi vì người biết y thuật ở Giang Trung quá nhiều là một người giang trung mà không biết chút y thuật mới là chuyện kỳ lạ cô ta cũng không coi trọng mấy lời nói của đường sở sở nếu anh thực sự giỏi y thuật hơn thần y phương thì anh sớm đã nổi tiếng khắp nơi bên ngoài cũng không đồn thổi anh là tên vô dụng đúng rồi cậu cũng đến bách thảo đường tham gia buổi đấu giá sao kim tĩnh ân chuyển chủ đề ừm đường sở sở gật đầu rồi nói bà ngoại tớ mừng thọ nên tớ định mua nhân xâm rừng hứa khung lập tức đứng lên vẻ mặt anh ta vui vẻ cô đường chuyện này cứ giao cho tôi tôi có quan hệ khá tốt với người phụ trách giang bắc của bách thảo đường lát nữa tôi bảo bách thảo đường để lại cho cô một củ vậy thì cảm ơn anh đâu có đâu có cô là bạn của tĩnh ân thì cũng chính là bạn của tôi ở cái đất giang bắc này không có ai dám không nể mặt nhà họ hứa hứa không bắt đầu khoe khoang khoe khoang sức mạnh của nhà họ hứa ở giang bắc giang thần chỉ cười không nói gì sau khi bọn họ trò chuyện một lát thì đi vào trong bách thảo đường. Bách thảo đường rất lớn, bây giờ vẫn chưa đến buổi tối nên buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu. Nhưng bách thảo đường đã trưng bày rất nhiều dược liệu quý, trong đó có không ít loại sẽ được bán đấu giá vào tối nay, trưng bày trước để mọi người biết giá trị và giá cả. Giang thần và đường sở sở cũng tùy tiện đi dạo. Không biết trời tối từ lúc nào, ở tầng thượng của bách thảo đường. Nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Bắc đã đi vào trong buổi đấu giá bắt đầu như đã định tại nơi tổ chức hàng trăm gia tộc giàu có của Giang Bắc tề tựu đến đây trong đó có rất nhiều người từ nơi khác đến mục đích là để mua một loại dược liệu kéo dài tuổi thọ trước bục đấu giá một người phụ nữ mặc váy trắng với thân hình gợi cảm và vẻ ngoài xinh đẹp bước ra qua à, là Phương Thốn Tâm là Phương Thốn Tâm cháu gái của Thần Y Phương không ngờ người chủ trì buổi đấu giá hôm nay là cô ấy người ta đồn rằng y thuật của phương thốn tâm còn hơn cả thầy, được gọi là ữ thần y của Giang Trung. Người phụ nữ mặc váy trắng bước lên bục đấu giá, phía bên dưới lập tức vang lên những tiếng ồn ào. Phương Thốn Tâm cầm micro nở nụ cười rồi nhìn về phía những người nổi tiếng nói, chào mừng mọi người đến với Bách Thảo Đường tham gia buổi đấu giá của Bách Thảo Đường lần này. Buổi đấu giá lần này sẽ đấu giá rất nhiều dược phẩm đắt đỏ, không nhiều lời nữa, bắt đầu chủ đề tối hôm nay, tiếp theo đây vật phẩm đầu tiên bán đấu giá đêm nay là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm. Nhân sâm nữ hoàng ngàn năm vừa xuất hiện mọi người đều im lặng. Chuyện bách thảo đường có nhân sâm nữ hoàng không phải là bí mật nữa. cổ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này rất có tiếng trong giới thượng lưu của Giang Bắc và Giang Trung nhưng vì giá quá đắt nên mãi chưa có người mua. Khi giọng nói của Phương Thốn Tâm vang lên thì có hai cô gái trẻ gợi cảm đi đến mang theo một chiếc hộp rất đẹp, Chiếc hộp có dài hơn 1 mét và có màu đỏ. Phương thốn tâm mở hộp ra. Bên trong là một củ nhân sâm dài hơn 1 mét có hình dạng giống như người. Wow, đây là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm sao. Tôi thậm chí đã có thể ngửi thấy mùi thuốc rồi. Nghe nói giá trị sử dụng của củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này rất cao. Kết hợp với một số dược liệu quý thì có thể điều chế ra bài thuốc chữa được bách bệnh. Phía dưới thảo luận sôi nổi. Giang thần cũng có mặt tại hội trường anh nhìn thấy nhân sâm nữ hoàng ngàn năm, anh nói với vẻ mặt hài lòng, ừm, um, không tệ, quả thực có lịch sử ngàn năm, không ngờ trong thành phố phồn vinh này cũng có thể thấy dược liệu thượng hạng như vậy. Đường sở sở không hiểu về thuốc nhưng cô rất kinh ngạc khi nhìn thấy một củ nhân sâm rừng to như vậy. Trên bục đấu giá vang lên giọng nói của Phương Thốn Tâm, củ nhân sâm ngàn năm này là do ông nội tình cờ có được 8 năm trước, đây luôn là vật báu của Bách Thảo Đường, Tin rằng mọi người đã từng nghe nói giá bán đấu giá thấp nhất của nhân sâm nữ hoàng ngàn năm là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Vừa nói xong hội trường có không ít tiếng thở dài. Mặc dù những người ở đây đều là người có tiền nhưng họ vẫn bị sốc trước giá bán của nhân sâm nữ hoàng. 100 triệu, quá phóng đại. Rất nhiều người cảm thấy dùng 100 triệu mua một củ nhân sâm không đáng cho dù đó là nhân sâm nữ hoàng. Các vị Lúc này có một ông già ở phía trước hội trường đứng lên. Người đàn ông đó tầm hơn 60 tuổi mặc trang phục thời đường màu xanh lam để tóc dài và mặc đồ kiểu cũ, ông ta nhìn mấy trăm người trong hội trường nắm chặt tay. "Tôi là Đào Bạch, tôi muốn củ nhân sâm này mong mọi người nể mặt tôi đừng tranh giành." "Cái gì? Đào Bạch? Đây là Đào Bạch sao?" Không ít người cảm thán. Giang Thần khó hiểu nhìn Đường Sở Sở hỏi, "Vợ ơi, Đào Bạch là ai?" Đường sở sở chưa lên tiếng thì Kim Tĩnh Ân bên cạnh đã liếc nhìn Giang Thần với vẻ khinh thường, ngay cả Đào Bạch mà cũng không biết, anh là người học y sao? Giang Thần sờ mũi, học y nhất định phải biết Đào Bạch sao? Đường sở sở giải thích, chồng, Đào Bạch cũng khá có tiếng trong giới đông y, danh tiếng không thua kém Phương Vĩnh Cát. Ồ, Giang Thần cũng bắt đầu thấy hứng thú, anh hỏi, nói nghe thử. Đường sở sở nói, đông y đã được truyền lại 5.000 năm, Trước khi Phương Vĩnh cát thành lập Hội Y học cổ truyền Trung Quốc thì có rất nhiều trường phái Đông y. Bây giờ lấy hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc do Phương Vĩnh cát làm chính thống nhưng vẫn có một số bác sĩ Đông y kiêu ngạo không chịu gia nhập vào hiệp hội Đông y, bọn họ tự thành lập một trường phái, Đào Bạch là một trong số đó, ông ấy được biết đến với cái tên vô cực dược ông tiêu biểu cho người không thuộc trường phái nào. Giang Thần sờ mũi. Anh không ngờ Đông y có nhiều thành tựu như vậy. Hiệp hội y học cổ truyền gì đó chính thống? một mớ hỗn độn. Lần này có rất nhiều người giàu đến để mua nhân sâm nữ hoàng ngàn năm. Nhưng đấu giá còn chưa bắt đầu thì vô cực dược ông đã đứng lên muốn củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này. Những người giàu có này đều biết đào bạch, cũng không muốn đắc tội với người có y thuật cao nên đều từ bỏ ý định đấu giá. Nhưng Giang Thần không nghĩ nhiều như vậy. Đây là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm khó gặp, sao anh có thể bỏ lỡ chứ? hơn nữa dùng nhân sâm nữ hoàng ngàn năm làm quà tặng đường sở sở chắc chắn sẽ đẹp mặt. 101 triệu. Giang thần là người đầu tiên dơ bảng. Hội trường đấu giá đang yên tĩnh vang lên giọng nói của anh. Nghe thấy vậy mọi người đều nhìn về phía anh, vẻ mặt trở nên đặc sắc. Đào Bạch đã nói muốn củ nhân sâm này. Người này là ai mà dám ra giá? Đây chẳng phải là đang chống lại Đào Bạch sao? chương 165, Tạc sau khi đào bạch mở lời không có ai ra giá vẻ mặt ông ta rất hài lòng nhưng đúng lúc này thì có một giọng nói vang lên ông ta nhìn thấy giang thần ra giá vẻ mặt ông ta lập tức trầm xuống nhìn thấy vẻ mặt xa lạ của giang thần hơn nữa còn là người khá trẻ ông ta đột nhiên lạnh lùng nói anh bạn này chẳng lẽ không nghe thấy tôi nói tôi muốn củ nhân sâm nữ hoàng này sao cậu có ý gì muốn chống đối lại tôi sao giang thần không quan tâm đào bạch gì đó anh nhất định phải lấy được củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này để tặng cho đường sở sở trên bục đấu giá phương thốn tâm nhìn thấy vẻ mặt đào bạch trầm xuống cô ta biết đào bạch đây là một nhân vật rất khó đối phó hơn nữ y thuật cao không hề kém ông nội cô ta bây giờ cô ta thấy giang thần ra Gia giá cũng nhìn thấy đường sở sở ngồi bên cạnh giang thần cô ta hơi sững sờ đây chẳng phải là đường sở sở nhà họ đường sao Cô ta không biết lai lịch của Đường Sở Sở nhưng trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Y lần trước ông nội cô ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ Đường Sở Sở. Trước sự đe dọa của Đào Bạch Giang thần cười khẩy nói, ông muốn củ nhân sâm này nhưng tôi cũng muốn, nếu đã là bán đấu giá thì thì ai ra giá cao người đó thắng. Đường Sở Sở khẽ kéo Giang thần, nói nhỏ, "Chồng, thôi đi, chúng ta không cần nữa, hơn nữa chúng ta cũng không có tiền." Giang thần hơi dừng lại, ra hiệu cho đường sở sở đừng luống cuống. Còn đào bạch xa sầm mặt mũi toát lên vẻ lạnh lùng. Ông ta đứng lên nói muốn mua được củ nhân sâm này với giá thấp nhất. Không ngờ từ đâu xuất hiện một tên tên khốn. Hừ, so tiền với tôi sao? Ông ta không chịu thua lập tức hét lên, tôi trả 110 triệu. Nói xong còn liếc nhìn Giang Thần. Giang Thần lại giơ tấm bảng lên, 150 triệu. Hừ, ở hội trường vang lên tiếng thở hổn hển. Có kiểu hét giá như vậy sao? Từ 110 triệu tăng lên 150 triệu. Tên này là ai sao trước đây chưa từng thấy? Là một người lạ hoắc. Chẳng lẽ đây là cậu ấm của gia tộc lớn nào đó? Nhìn cách ăn mặc không giống như người có tiền mà. Rất nhiều người thầm ngạc nhiên. Còn đào bạch tức giận ánh mắt như tóe lửa. Cổ nhân xâm nữ hoàng ngàn năm này rất có ích với ông ta nên ông ta nhất định phải có được. Sắp đến cuộc thi y thuật mỗi năm tổ chức mỗi lần ở Giang Trung rồi, để giành được danh hiệu thần y và nổi tiếng khắp thế giới, ông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm nghiên cứu ra một phương thuốc cần nhân sâm ngàn năm làm thuốc dẫn. 200 triệu. Đào Bạch giống như hét lên. Tiếng hét của ông ta vang khắp hội trường. Mọi người đều biết Đào Bạch tức giận rồi. Ai cũng biết ông ta là người bụng dạ hẹp hòi, Giang Thần đã đắc tội với Đào Bạch, gây thì chốc oán với ông ta. 300 triệu. Giang thần không đếm xỉa tới. Chồng, đường sở sở tái mặt. 300 triệu, đúng là dám nói, cô lấy đâu ra 300 triệu chứ? Còn Kim Tĩnh Ân ở bên cạnh thì nhìn Giang thần với vẻ mặt khó hiểu, anh ra giá 300 triệu dễ dàng như vậy đúng là không coi tiền ra gì. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong hội trường đều bị sốc. Mặc dù là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm nhưng giá nhiều nhất là 150 triệu. 300 triệu là phá giá rồi. Đào bạch tái mặt ông ta nổi tiếng khắp nơi không ai dám đối đầu với ông ta vậy mà bây giờ có một tên nào đó lại dám đối đầu với ông ta ở buổi đấu giá. 300 triệu, là 300 triệu đấy, mặc dù ông ta là thần y nổi tiếng khắp nơi, phí mỗi lần khám bệnh ít nhất là vài chục vạn. Nhưng tích lũy bao năm cũng chỉ có hơn một tỷ mà thôi. 350 triệu, 500 triệu, Giang thần nói một cách thản nhiên. Cậu, Đào Bạch lùi lại sau vài bước giơ tay chỉ vào Giang Thần tức giận hét lên, rốt cuộc cậu là ai, vì sao lại đối đầu với tôi? Giang Thần nói một cách lạnh nhạt, chỉ là một tên vô danh, tôi nói rồi người ra giá cao thắng, nếu như ông muốn thì tiếp tục trả giá đi. Đường sở sở nghe Giang Thần hét giá cao ngất trời tận 500 triệu cô sở tới mức toàn thân run rẩy, liên tục kéo Giang Thần muốn anh dừng lại. Nhưng Giang Thần lại làm thinh. Được lắm, được lắm, được lắm, đào bạch tức giận cười phá lên rồi giơ bàn tay già nua chỉ vào giang thần cậu muốn thì lấy đi lấy dược liệu kéo dài mạng sống cho mình giọng điệu sặc mùi đe dọa mọi người đều nghe ra đào bạch đang rất tức giận giang thần tiêu đời rồi đào bạch không trả giá nữa trên bục đấu giá phương thốn tâm nhìn cảnh này và không nói một lời cô ta bí mật thông báo cho phương vĩnh cát ở giang trung sau khi phương vĩnh cát biết chuyện này lập tức kết nối với camera tại hội trường nhìn thấy cảnh này ông ta lập tức dặn dò, thốn tâm, nếu đường sở sở đã muốn củ nhân sâm ngàn năm này thì tặng cho cô ta đi, không lấy một đồng. Nghe thấy vậy Phương thốn tâm sừng sốt, âm thầm nói chuyện với Phương Vĩnh Cát. Ông nội, không phải chứ, bây giờ giá bán đấu giá đã là 500 triệu, là 500 triệu đó ông, cứ thế mà đi tặng sao? Nghe lời ông, vâng, Phương thốn tâm cũng không dám làm trái lời. Cô ta thấy không có ai ra giá nữa, bèn nhìn Giang Thần ở phía bên dưới rồi mỉm cười nói: Nếu không ai ra giá nữa vậy thì củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này là của cậu Giang. Nhưng Bách Thảo Đường không định nhận tiền của cậu Giang mà sẽ tặng miễn phí củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này cho cậu Giang. Vừa dứt lời, cả hội trường bất ngờ. Tặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Thần. Người đàn ông chẳng có gì đặc biệt này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến Bách Thảo Đường tặng cả củ nhân sâm ngàn năm vô giá? Giang thần cười khẩy. Anh đã sớm nghĩ đến. Chỉ cần anh ra giá chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Phương Vĩnh Cát. Phương Vĩnh Cát còn có một thân phận khác đó là quỷ kiến sầu người nắm trong tay mạng lưới tình báo ngầm. Quỷ kiến sầu biết thân phận thực sự của anh. Đường sở sở cũng bất ngờ. Tặng. Giang thần nhìn đường sở sở, người đang kinh ngạc bên cạnh, vẻ mặt mang theo ý cười nói, vợ, thần y phương đúng là nể mặt em, tặng cả củ nhân sâm ngàn năm vô giá cho em. Nể mặt em, Đường Sở Sở hơi sững sờ. Giang Thần cười ha ha, thực ra anh cũng nhìn ra điểm này nên mới dám ra giá khi không có tiền để thu hút sự chú ý, nó thực sự thành công rồi. Đường Sở Sở cảm thấy hoảng hốt. Vị thần y phương vì nể thân phận của cậu Giang Thần bí nên mới tặng nhân sâm nữ hoàng ngàn năm cho cô sao? Cậu Giang, cô Sở Sở, sau khi buổi đấu giá kết thúc ra phía sau lấy nhân sâm ngàn năm Phương Thốn Tâm nói sau đó tiếp tục đấu giá các sản phẩm tiếp theo. Kim Tĩnh Ân ở bên cạnh khó hiểu. Chuyện gì vậy? Đã ra giá 500 triệu rồi mà bây giờ Bách Thảo đường lại tặng nhân sâm ngàn năm vô giá cho Giang Thần. Chẳng lẽ anh là nhân vật máu mặt nào đó sao? Vợ, chúng ta đi thôi, đi lấy nhân sâm sau đó đi về. Giang Thần kéo đường sở sở đứng dậy rời đi. Giang Thần nhìn rồi gọi một người đấu giá khác đi ra phía sau phía sau hội trường đấu giá phương thốn tâm cung kính nói cậu giang cô sở sở phương thốn tâm món quà này quá đắt tôi không thể nhận đường sở sở đến đây từ chối sao nàng có thể muốn nhân sâm vô giá chứ cô không muốn lại nợ ân tình của cậu giang muốn sao lại không muốn giang thần lập tức nói giang thần đường sở sở mắng mỏ không có lý do chính đáng lấy đồ của người khác làm gì Giang Thần xấu hổ gãi đầu nói, "Vợ, đồ tặng không muốn thì phí." Phương Thốn Tâm vội vàng nói, "Cô sở sở, đây là tấm lòng của ông nội tôi, chỉ là một củ nhân sâm mà thôi, chẳng đáng là gì, cô nhận lấy đi." "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả." Giang Thần ôm lấy nhân sâm cười nói, "Cô Phương, cảm ơn thần y Phương giúp tôi." Nói xong, anh kéo Đường Sở Sở rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 166, một ly rượu 100 triệu. Giang thần kéo đường sở sở đi ra khỏi bách thảo đường. Bên ngoài, trên mặt đường sở sở mang theo vẻ bất mãn, cô hỏi, Giang thần, anh làm gì vậy, sao có thể lấy món đồ quý giá như vậy chứ? Tại sao không thể lấy, dù sao cũng không phải trả tiền mà. Giang thần bày ra vẻ mặt thản nhiên. Anh, đường sở sở sụ mặt xuống. Cô hít một hơi thật sâu, thôi, quên đi cô lại nở cậu Giang thần bí kia một ân tình rồi. Sau này quay lại thành phố Giang Trung, cô sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh ta. Nhân tiện cô phải nói với anh ta, sau này không cần phải đặc biệt chiếu cố cô nữa. Cô là một người dân bình thường, những nhân vật lớn kia lại cứ đối tốt với cô, một lần thì không sao, nhưng lần nào cũng như vậy, chuyện này khiến cô được nhiều người quan tâm mà lại vừa mừng vừa lo. Lấy được nhân sâm hoàng hậu ngàn năm xong, Giang Thần và Đường Sở Sở quyết định rời đi, lái xe quay trở về nhà họ hà còn chưa về tới nhà họ hà bọn họ đã nhận được điện thoại của đường tùng chị chị đang ở đâu vậy anh họ hà thần đang muốn mời chị ra ngoài ăn cơm chị nhanh đến đi thôi đi chị không đi đâu chị chị nhanh đến đi anh hà thần mời riêng chị đấy bọn em đang ở đại thực phủ chính là nhà hàng xa hoa sang trọng nhất giang bắc này đó được rồi đường sở sở cúp điện thoại cô nhìn sang giang thần rồi nói hà thần mời đến đại thực phủ ăn cơm tối vậy đi thôi giang thần mở định vị ra anh tìm vị trí một lúc rồi bắt đầu lái xe cùng lúc đó đào bạch đã sớm rời khỏi hội trường đấu giá của bách thảo đường trong một khách sạn năm sao trên phòng tổng thống tức chết tôi rồi khuôn mặt đào bạch lúc trắng bệch lúc tái mét ông ta là một thần y cho dù có thế nào đi nữa thì ông ta cũng là đối tượng được mọi người tâm bốc bỡ đỡ Hôm nay ông ta đã tự nói ra thân phận của bản thân rồi, thế mà lại bị một thằng nhóc con không coi ra gì. Trước mặt ông ta là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tôn kính nói, ông Đào đã tra ra thân phận của tên nhóc kia rồi. Nói, trên mặt Đào Bạch hiện lên ý muốn tàn độc, giọng nói lạnh lùng cất lên, dám đối đầu với tôi, đúng là tự tìm đường chết. Tôi muốn tên đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tên nhóc này tên là Giang Thần, đến từ thành phố Giang Trung cưới con gái của nhà họ đường, mà nhà họ đường kia lại là một gia tộc không mấy có tiếng tăm, tài sản của toàn bộ gia tộc tính toán ra cũng chỉ hơn 10 triệu. Hừ, đào bạch siết chặt hai tay. Một tên ở rể của gia tộc Bậc Trung cũng dám ngang ngược trước mặt tôi. Ông Đào, người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi. Ấp a à ấp úng cái gì, nói. Vâng, lúc này người đàn ông trung niên kia mới mở miệng, nói tuy rằng tên Giang Thần này chỉ là một phế vật, nhưng vợ anh ta, đường sở sở không phải người bình thường, cô ta có quan hệ khá tốt với không ít những nhân vật lớn, theo tin đồn vì 10 năm trước cô ta từng cứu một người. Người đàn ông trung niên nói ra mọi tin tức mà ông ta biết được từng chút một. Đây là nguyên nhân mà Bách Thảo đường tặng cho cô ta nhân sâm hoàng hậu ngàn năm sao. Khuôn mặt đào bạch cũng trở nên cứng lại. Cậu Giang thần bí. Đây rốt cuộc là người nào? Ông ta đi khắp cả nước, cũng thường xuyên đến thành phố Giang Trung, nhưng chưa từng nghe nói đến thành phố Giang Trung lại có một cậu Giang thần bí bản lĩnh như vậy. Nhà họ Giang 10 năm trước sao? Ông ta hít mắt. Đến cả người nhà họ Giang vào 10 năm trước ông ta còn không thèm để ý đến, huống chỉ là con cháu của nhà họ Giang 10 năm sau. Ông ta là thần y, kết bạn trên khắp đất nước. Quen biết rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Thậm chí còn có nhiều ông lớn phải nịnh bợ ông ta. Bởi vì, càng có tiền, lại càng sợ chết. Ông Đào, tôi còn điều tra được, Giang Thần và Đường Sở Sở đến Giang Bắc là để mừng thọ bà ngoại Đường Sở Sở, tổ chức vào ngày mai. Tốt lắm. Khuôn mặt của Đào Bạch u ám đến đáng sợ. Trong mắt của ông ta, Giang Thần cũng chỉ là một người sắp chết. Mà nhà họ Hà cũng xong rồi. Giang Thần lái xe đến đại thực phủ, lên tới tầng 3, tại phòng riêng sang trọng. Bên trong phòng này đã có không ít người đến. Đây đều là những người thuộc thế hệ sau của nhà họ Hà đứng đầu chính là Hà Thần. Lúc này, Hà Thần đang trò chuyện với một người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Người thanh niên đó mặc chiếc áo phông trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu, toàn bộ cơ thể đều là hàng xa xỉ, chỉ riêng một chiếc đồng hồ thôi mà giá trị cũng lên đến mấy chục vạn. Đây là người nhà họ hứa, tên là hứa áo, là bạn của Hà Thần. Nhưng mà trong mắt Hà Thần, ai cũng là bạn hết. Còn trong mắt hứa áo, Hà thần chỉ là một cái rắm. Nếu không phải hà thần nói hôm nay muốn giới thiệu cho anh ta một cô gái xinh đẹp thì anh ta cũng lười đến. Anh áo, tôi thật sự không lừa anh, em họ của tôi xinh đẹp như tiên dáng trần vậy, nhan sắc ấy không thể chê nổi. Mặc dù em ấy đã có chồng rồi, nhưng chồng em ấy lại là một kẻ vô dụng, hai người bọn họ còn chẳng ngủ chung nữa. Tôi có thể làm chứng. Đường Tùng mở miệng nói, chị tôi và tên Giang thần vô dụng kia thực sự không ở chung phòng, nhưng mà những người theo đuổi chị tôi đều là kẻ có tiền, nhà họ Ngụy đều biết cậu Ngụy đã theo đuổi chị của tôi lâu như vậy, ngoài ra còn có cậu Giang đầy thần bí kia, đây đều là những người nhiều tiền đấy, khi thì tặng xe, khi thì muốn tặng biệt thự. Ý của Đường Tùng vô cùng rõ ràng, muốn theo đuổi chị cậu ta, vậy thì phải tặng quà cáp đắt tiền. Hơn nữa giá trị quà tặng không thể thấp hơn của cậu Ngụy và cậu Giang. Vào đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Giang Thần và Đường Sở Sở đã đến người ở trong phòng riêng đứng dậy. Hà thần vội vàng bước tới, anh ta tiến đến trước mặt đường sở sở, lôi kéo tay cô đi đến bên cạnh hứa áo, giới thiệu, sở sở, đây là cậu hứa áo của nhà họ hứa, khối tài sản của nhà cậu hứa lên đến hơn 10 vạn. Hứa áo nhìn sang đường sở sở, chỉ trong nháy mắt anh ta đã bị vẻ đẹp của đường sở sở hấp dẫn. Anh ta chăm chú nhìn đường sở sở, nhìn từ đầu đến chân, ngũ quan tỉnh xảo, tóc đen dài, làn da trắng nón, Giáng người lại yêu kiều thướt tha, chuẩn hình chữ S, toàn thân cô toát ra sự quyến rũ. "Là của tôi, của tôi." Lúc này, trong lòng anh ta đang không ngừng gào thét. Trên mặt lại tỏ vẻ thong dong không vướng bận, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, coi như tôi chịu thiệt một chút đi, cô ta miễn cưỡng cũng có thể làm bạn gái của tôi." Nói xong, anh ta vỗ bả vai Hà Thần, "Hà Thần, nếu không có gì xảy ra, về sau nhà họ Hứa sẽ giúp đỡ cho nhà họ Hà." Hà Thần vô cùng mừng rỡ, anh ta vội vàng nói cảm ơn anh áo. Nói xong, anh ta chỉ vào ghế dựa nói, "Sở Sở, em ngồi xuống đây, hôm nay em uống với anh áo vài ly đi." Lúc này sắc mặt Đường Sở Sở vô cùng khó coi. Cô đến đây vì nể mặt người nhà. Không ngờ, Hà Thần này còn kêu người ngoài đến, còn muốn cô mời rượu người ngoài. Còn Giang Thần thì mỉm cười nhìn Hứa Áo, anh nói, "Anh là cậu hứa của nhà họ Hứa sao? Vậy hứa chí là gì của anh?" hứa vi là gì của anh. Hứa áo liếc mắt nhìn Giang thần một cái, nhìn thấy anh ăn mặc bình thường, anh ta không khỏi khinh bỉ nói, hứa chí và hứa vi đều là anh em họ của tôi. Vậy sao, Giang thần cười nhạt, sau đó anh nhìn sang đường sở sở, vợ à, mấy khi được cậu hứa xem trọng em, em cứ uống với anh ta vài ly đi, chỗ này buồn chán quá anh ra ngoài đi dạo một lúc. Giang thần, đường sở sở mở miệng gọi anh. Nhưng, Giang thần đã xoay người bước ra ngoài rồi. Cô nhíu mày, thầm nói, Giang Thần, anh đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt Đường Sở Sở vô cùng bất đắc dĩ, cô đành phải ngồi xuống. Ở đây có nhiều người như vậy, cô cũng không quá lo lắng hứa áo dám làm gì không phải với cô. Giang Thần bước ra ngoài, sau khi ra ngoài rồi, anh rút ra một điếu thuốc, sau đó mới lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Ngụy Quang. Nhận được điện thoại của Giang Thần, Ngụy Quang bị dọa muốn vỡ mật, ông ta vội vàng cầm lấy điện thoại nghe máy. "Chủ, chủ soái, có chuyện gì vậy ạ?" À? Giang Thần thản nhiên nói, "Ông gọi điện cho Hứa Chí đi, nói với anh ta, tôi đang ở đại thực phủ, nhà họ Hứa có phải có kẻ gọi là Hứa Áo không? Tên đó muốn vợ tôi mời rượu anh ta, trước đây tôi đã từng nói rồi, vợ của tôi mời người khác uống rượu chính là có giá trên trời, uống một ly 100 triệu." Nói xong, Giang Thần lập tức cúp điện thoại. Sau đó anh lại tiến vào, trở lại phòng riêng. Đường Sở Sở ngồi ở bên cạnh Hứa Áo hứa áo thể hiện bản thân như là một ông lớn vậy vô cùng nhiệt tình không ngừng khui rượu ra mời mọi người uống anh ta còn tự mình rót một ly cho đường sở sở anh ta đưa đến trước mặt cô trên mặt toàn là ý cười sở sở lần đầu gặp mặt uống một ly đi xin lỗi tôi không biết uống rượu đường sở sở vừa mới từ chối giang thần đã tiến vào anh ngồi xuống bên cạnh đường sở sở cười nói vợ à mấy khi được cậu hứa mời rượu sao em lại từ chối vậy chứ nhà họ hứa là gia tộc lớn đấy vẫn luôn nằm trong thương minh năm tỉnh các gia tộc lớn ở giang bắc này làm quen với cậu hứa đối với chúng ta cũng rất có lợi vẻ mặt hứa áo vô cùng đắc ý anh ta giơ tay nói đấy sở sở tôi nghe nói cô cũng có nhà máy sau này có nhà họ hứa chiếu cố cô cứ ngồi yên cũng kiếm được tiền đường sở sở biết dưới tình huống này cô không thể từ chối được nữa đành phải bưng ly rượu lên sau đó hứa áo không ngừng rót rượu đường sở sở cũng không định uống nhưng giang thần cứ khuyên cô hà thần và những người khác trong nhà họ hà cũng nhiệt tình khuyên cô không không được rồi tôi không thể uống nữa uống được mấy ly khuôn mặt đường sở sở đã đỏ ửng hết lên đỏ lên giống như quả táo vậy sở sở đây chính là cậu chủ nhà họ hứa đấy cô không nghĩ cho chính mình cũng nên nghĩ cho gia đình đi chứ đúng vậy hôm nay cô làm cho cậu hứa đây vui vẻ buổi tối đi thuê phòng sau này có cậu hứa chiếu cố chúng ta sẽ tốt lên. Người nhà họ Hà không ngừng mở miệng. Còn Giang Thần, anh tựa lưng vào ghế, một câu cũng không nói. Hứa Áo cười lớn, ha ha, đúng vậy, uống rượu rồi đi thuê phòng, sau này tôi sẽ nâng đỡ các người, cùng nhau kiếm tiền. Anh ta nhìn sang đường Sở Sở, thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, trong lòng vô cùng sung sướng. Chương 167, 20 ly, 2 tỷ. Đường Sở Sở đã uống hơn 10 ly rượu. Trước đây cô không uống rượu nhưng bây giờ lại uống nhiều như vậy, đầu cô hơi choáng váng, ai nói gì cô cũng không muốn uống nữa. Nhưng người nhà họ Hà vẫn không vừa lòng. "Đường Sở Sở, cô giả vờ thanh cao cái gì? Đừng cho là bọn tôi không biết chuyện của cô, cô đã sớm có chồng rồi, còn làm chuyện mờ ám với cậu Giang, nếu không nhờ cậu Giang thần bí chống lưng cho cô, chẳng lẽ cô sẽ có được ngày hôm nay sao?" Nhà họ Đường đã phát tài rồi, Chẳng lẽ cô không thể giúp đỡ nhà họ Hà một chút sao? Người nhà họ Hà bắt đầu nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe. Mấy người muốn làm gì? Đường Tùng đứng dậy quát, tại sao chị Sở Sở lại phải giúp đỡ nhà họ Hà mấy người? Mấy người chú ý tới lời nói của mấy người một chút đi. Cậu ta liếc nhìn Giang Thần một cái. Chỉ thấy Giang Thần đang lười biếng ngồi trên ghế, trông có vẻ như vô cùng thờ ơ, chẳng quan tâm, trên mặt cậu ta mang theo vẻ tức giận vợ bị người khác nói như vậy rồi còn không dám đứng ra đúng là phế vật tuy rằng đường tùng cũng rất muốn nịnh bợ một kẻ có tiền làm anh rể mình nhưng người nhà họ hà nói chuyện quá khó nghe rồi tùng thôi đi đường sở sở đứng dậy cô đã cho nhà họ hà mặt mũi lắm rồi hiện giờ cô phải trở về nghỉ ngơi cô đứng dậy muốn đi hà thần lại lôi kéo cô lại nói sở sở cô làm cái gì vậy đây chính là người nhà họ hứa đó nịnh bợ được người nhà họ hứa thì nhà anh ta phát tài rồi, giờ đường sở sở muốn đi, anh ta làm sao có thể để cô đi như vậy được. Đường sở sở gạt tay Hà Thần ra, làm gì đó, buông ra. Bốp, Hà Thần tát một bà tay lên mặt đường sở sở, anh ta quát, cô giả vờ thanh cao cái gì, cô có biết anh áo là ai không, để cô mời anh ta vài ly, mời đến lên giường cũng không có gì là không được. Vù, bỗng nhiên, cả người Hà Thần bay ra ngoài là do giang thần làm giang thần đứng dậy anh đá một phát cả người hà thần bay ra xa mấy mét anh không nói chuyện không có nghĩa là ai cũng có quyền khi dễ đường sở sở vốn dĩ anh không nói lời nào là vì muốn đường sở sở có thêm tài chính để xây dựng sự nghiệp tuy nói rằng anh có tiền không thiếu tiền nhưng cứ đưa trực tiếp như vậy chắc chắn đường sở sở sẽ nghi ngờ cảm thấy tiền anh đưa cô không sạch sẽ đường sở sở cũng không ngờ Giang Thần không nói lời nào đã trực tiếp ra tay, cô kéo Giang Thần lại, nói: "Chồng à, thôi bỏ đi." Lúc này Giang Thần mới ngồi xuống, anh nhìn Đường Sở Sở, hỏi: "Vợ à, em có uống được nữa không?" "Hả?" Đường Sở Sở nhíu mày lại, "Giang Thần, ý của anh là gì?" Giang Thần cười nói: "Nếu em uống được thì cứ tiếp tục uống." "Anh có ý gì thế?" Đường Sở Sở ngây ngẩn cả người. Lúc này, Hà Thần đã đứng dậy, anh ta ôm ngực, cả khuôn mặt mang theo vẻ đau đớn, anh ta chỉ tay vào giang thần, được lắm cái loại vô dụng như mày, còn dám đánh tao, hôm nay mày chết chắc rồi. Nói xong, anh ta nhìn hứa áo. Anh áo, khách sạn này cũng do anh mở ra, mau gọi bảo vệ đến đây, để tôi giết chết nó. Sắc mặt hứa áo cũng không tốt, anh ta nhìn chầm chầm vào giang thần, lạnh lùng nói, đồ vô dụng kia, mau quỳ xuống. Giang thần ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, anh cũng không nhìn hứa áo nói vợ à em còn uống được thì uống đi uống gì mà uống về thôi đường sờ sờ mắng anh cô biết giang thần có thể đánh nhau đánh mấy chục người ngã xuống trong nháy mắt nhưng cô không muốn làm lớn chuyện này còn hứa áo lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại rất nhanh sau đó cửa phòng đã bị đẩy ra mười mấy tên bảo vệ cầm côn điện tiến vào giang thần lập tức giơ hai tay lên nói đừng Đừng hành động thiếu suy nghĩ, vợ à, em uống với cậu hứa thêm vài ly nữa đi, em không uống, anh sẽ bị đánh chết mất. Nhìn thấy tình hình như vậy, Đường Sở Sở cũng hơi sợ. Cô cũng không muốn Giang Thần lại ra tay đánh người nữa, cô nhìn Hứa Áo, trên mặt mang theo vẻ khẩn cầu, "Cậu Hứa, anh cho người ra ngoài đi, tôi uống với anh thêm vài ly." Như thế này mới đúng chứ? Trên mặt Hứa Áo mang theo ý cười, ở địa bàn của anh ta, còn không phải để mặc anh ta bắt nạt sao? anh ta hơi hơi vẫy tay đám bảo vệ bước ra ngoài đường sở sở vô cùng bất đắc dĩ cô đành phải ngồi xuống tiếp tục uống rượu còn giang thần biểu tình của anh chính là không sao cả còn lôi thuốc ra hút cùng lúc đó ngụy quang nhận được điện thoại của giang thần xong thì lập tức gọi điện cho hứa trí hứa trí vừa nghe máy xong thì vô cùng hoảng hốt anh ta hung dữ mắng to thằng nhóc hứa áo chết tiệt này muốn hại chết nhà họ hứa sao nếu anh ta đang ở Giang Bắc, anh ta nhất định sẽ xử lý hứa áo ngay. Nhưng mà anh ta đang ở thành phố Giang Trung, nhất thời không kịp đến đó. Anh ta gọi điện cho người đứng đầu nhà họ Hứa bây giờ là Hứa Vinh. Cũng chính là bố của anh ta. "Bố, có chuyện lớn rồi, thằng ngu Hứa Áo đó dám để cho vợ của Hắc Long mời rượu nó, bố nhanh đến đó đi ạ, à, ở đại thực phủ." Hắc Long gọi điện thoại tới, nói mỗi ly rượu tương ứng với 100 triệu, nếu tới chậm đường sở sở uống nhiều thêm mấy ly nhà chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn tổn thất là chuyện nhỏ nhưng nếu đắc tội hắc long nhà họ hứa chúng ta coi như xong đời rồi hắc long thật sự là hắc long là tổng soái hắc long của nam hoang là ông chủ sau bức màn của thời đại khoa là người đã giết chết người đứng đầu bốn gia tộc lớn chính là hắc long lần trước ở đế vương cư con đã tận mắt nhìn thấy quản lý ngụy trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh ta hứa vinh là người của thương minh năm tỉnh ông ta vẫn luôn xử lý công việc ở Giang Bắc. Người nào mua lại thời đại khoa, đương nhiên ông ta cũng biết một chút. Bây giờ nhận được điện thoại của Hứa Chí, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Thằng ngu này, ông đây phải đi cho nó một trận. Hứa Vinh hùng hổ đi thẳng tới đại thực phủ. Đại thực phủ, đường Sở Sở đã uống không ít. Trước sau cộng lại, cô cũng đã uống đến 20 ly rồi. Cô thực sự không thể uống nổi nữa rồi, cô muốn ói tất cả ra hà thần cũng giống như bình thường anh ta rút ra một sấp tiền màu đỏ đưa cho giang thần đồ vô dụng cầm lấy xài thoải mái đi vợ mày để anh áo mang đi buổi sáng ngày mai sẽ đưa về giang thần không biểu cảm gì nhận lấy tiền động tác của anh bị đường sở sở nhìn thấy giờ phút này trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng còn hứa áo thì vô cùng kích động cuối cùng cũng được như ý muốn rồi sao nhìn đến dáng người thon thả của đường sở sở anh ta không nhịn được nuốt nước miếng Thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh phải làm gì với đường sở sở rồi. Dầm, đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra. Hơn 50 người đàn ông tiến vào, đi cùng còn có 7-8 tên côn đồ. Đánh, đánh cho tôi, đánh chết thằng nhóc này. Hứa Vinh đã tới. Hứa Áo nhìn thấy Hứa Vinh tiến vào, anh ta sửng sốt kêu lên, bác cả, sao bác lại đến đây? a à, anh ta còn chưa nói hết câu đã bị đấm vào mặt một người khác túm lấy tóc hứa áo mạnh mẽ tắt xuống anh ta bị đánh đến ngẩn người đường sờ sờ cũng ngơ ngác tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng chỉ có giang thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hứa vinh quát lên giết chết nó sau đó mấy tên côn đồ đá hứa áo xuống mặt đất bắt đầu đánh đấm túi bụi a à, bác cả đừng đừng đánh nữa hứa áo không ngừng xin tha người nhà họ hà nhìn thấy một màn như vậy tất cả đều như hóa đá. Hứa Vinh tiến tới trước mặt Đường Sở Sở, ông ta quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu, cô Sở Sở là do nhà họ Hứa không biết dạy con, mong cô thứ lỗi cho nhà họ Hứa. Đường Sở Sở uống quá nhiều rồi. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Cô vừa mới đứng dậy, muốn đỡ Hứa Vinh đang quỳ trên mặt đất lên. Nhưng mà, vừa mới đứng lên, lập tức ói ra ngoài. Cô phun một đống rượu vào người Hứa Vinh đang quỳ trên mặt đất sau đó yếu ớt ngồi xuống ghế. Hứa áo phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hôn mê bất tỉnh. Một màn này dọa cho người nhà họ Hà choáng váng. Người nhà họ Hà ngồi ở một bên, bị dọa không nói được lời nào. Giang thần nhìn vào hứa vinh đang quỳ trên mặt đất, anh thản nhiên nói, người nhà họ hứa mấy người để vợ tôi mời rượu, vợ của tôi là cành vàng lá ngọc, giá mời rượu cũng rất cao, một ly một trăm triệu, vừa rồi tôi đã đếm rõ ràng, vợ tôi uống hơn hai mươi ly, tính nhẹ cho các người 20 ly đi, tính ra là 2 tỷ, chuyện này xem như xong ở đây. Cái gì, anh điên rồi. Đường Sở Sở đang có men say thoáng chốc tỉnh hẳn, cô nhìn Giang Thần mắng, "Giang Thần, anh đừng nói lung tung, gì mà một ly 100 triệu, cái gì mà 2 tỷ chứ, anh thật sự điên rồi." "Vâng, vâng, vâng." Hứa Vinh cũng không dám phản bác lời nào. Đây có là gì chứ, Hứa Chí cũng đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi. Đây chính là Hắc Long, một pho tượng của quyền lực, người đang đứng ở đỉnh kim tự tháp. Hắc Long nói một câu, không chỉ là nhà họ Hứa, cho dù là Thương Minh năm tỉnh cũng phải xong đời. Mặc dù 2 tỷ là một con số vô cùng lớn nhưng nếu có thể dùng tiền để giải quyết việc này thì ông ta sẵn sàng vung tiền ra. Hứa Vinh ngẩng đầu, ông ta nhìn Đường Sở Sở, khẩn cầu nói, "Cô Sở Sở, tôi đưa, cô cho tôi số tài khoản, tôi chuyển cho cô 2 tỷ, tôi lập tức chuyển khoản ngay." Chuyện này, đường sở sở hoàn toàn ngây người. Hai tỷ này cũng không phải con số nhỏ đâu. Người này là ai? Hai tỷ, nói đưa lập tức đưa. mươi 168, quỳ trên mặt đất chuyển khoản. Hứa Vinh quỳ trên mặt đất, hèn mọn như con kiến vậy, ông ta lo lắng không thôi. Cô sở sở, nhanh, nhanh đọc số tài khoản cho tôi, tôi xin cô đấy, nhanh lên đi, tôi sẽ lập tức chuyển khoản ngay. Đại não của đường sở sở có chút không hoạt động được cầu xin được trả tiền sao chỉ uống vài ly rượu thôi mà đường sở sở nhìn thấy hứa áo đang nằm bất tỉnh trên mặt đất cô không nhịn được hít một hơi thật sâu chẳng lẽ lại là cậu giang thần bí kia sao cậu giang thần bí kia ở thành phố giang trung mà nơi này lại là giang bắc cậu giang thần bí sao lại biết được chuyện này vậy thế lực của cậu giang này cũng quá lớn rồi đường sở sở chỉ nghĩ được tới một người chính là cậu giang thần bí kia bên trong phòng riêng này có không ít người nhưng bây giờ toàn căn phòng đều tràn ngập sự yên lặng ai cũng không dám mở miệng nói chuyện một lúc sau đường sở sở mới mở miệng nói thôi vậy coi như không có chuyện gì đi tôi chỉ uống vài ly rượu cũng không tính là chuyện gì to tát hai tỷ cũng không phải là con số nhỏ cô cũng không dám lấy hứa vinh đang quỳ trên mặt đất liếc mắt nhìn giang thần một cái giang thần ngồi trên ghế anh hút một điếu thuốc Liếc nhìn Đường Sở Sở nói: "Vợ à, em ngốc hay sao thế, không cần gì mà không cần, đây là 2 tỷ đấy." Người bình thường có kiếm mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Anh nghe nói, gia tộc nhà họ Hứa có khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ, không thiếu tiền đâu. "Vâng, vâng, đúng vậy." Hứa Vinh đang quỳ trên mặt đất cũng vội vã mở miệng nói: "Nhà họ Hứa chúng tôi thật sự không thiếu tiền, thằng trời đánh này dám để cho cô Sở Sở mời rượu, đúng là đồ to gan lớn mật." Cô Sở Sở là lá ngọc cành vàng, cho dù uống một ly rượu phải trả 100 triệu cũng không đắt chút nào. Chuyện này, trên mặt Đường Sở Sở mang theo vẻ khó xử. Giang Thần nhìn Đường Tùng và Ngô Mẫn còn đang đứng ngơ ra, anh không ngừng nháy mắt với hai người bọn họ. Lúc này Đường Tùng mới phản ứng lại, cậu ta nói chị, chị còn lo lắng gì nữa, mau đọc số tài khoản đi. Nói xong, cậu ta nhìn Hứa Vinh, tài khoản của tôi được không, đây là chị của tôi ông chuyển tiền cho tôi cũng giống như cho chị tôi thôi hứa vinh liếc mắt nhìn giang thần một cái giang thần lập tức mắng đường tùng cậu muốn làm gì đây là tiền của chị cậu đấy chuyển cho cậu à chuyển rồi có lấy lại được không hứa vinh gấp đến muốn khóc ông ta bắt đầu dập đầu xuống đất chán liên lục đập xuống sàn nhà cô sở sở tôi cầu xin cô mau cho tôi xin số tài khoản đi tôi sẽ lập tức chuyển khoản ngay cốp cái chán của ông ta đã muốn chảy máu. Ông, ông mau đứng lên trước đi. Đường sở sở muốn đứng dậy đỡ hứa vinh. Nhưng hứa vinh không dám đứng dậy. Đường sở sở cũng không còn cách nào khác, cô đành phải đọc số tài khoản ngân hàng của mình ra. Hứa vinh không dám chậm trễ, ông ta lập tức chuyển khoản. Hứa vinh là chủ của nhà họ hứa, ông ta là khách quý của ngân hàng, cho dù chuyển nhiều hay ít tiền đi nữa cũng chỉ mất mấy giây là đến nên rất nhanh sau đó Đường Sở Sở đã nhận được tiền, toàn bộ quá trình còn không mất đến 5 phút. Đường Sở Sở nhìn vào số dư tài khoản của mình, cô cảm thấy điều này hình như không phải là sự thật. 2 tỷ đã đến tay cô rồi sao? Cô Sở Sở, cô đã nhận được tiền chưa? Hứa Vinh vẫn đang quỳ trên mặt đất. Đường Sở Sở thật thà nói, "Rồi, nhận được rồi." "Vậy, tôi, tôi có thể đi chưa? Có thể đem theo thằng trời đánh này đi không?" "Được." Đi đi. Vâng. Hứa Vinh như được lệnh ân xá. Ông ta phân phó người đưa Hứa Áo đang hôn mê bất tỉnh đi, nhanh chóng rời khỏi phòng riêng. Sau khi bọn họ rời đi, người nhà họ Hà mới lần lượt phản ứng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên người Đường Sở Sở. Bọn họ đã sớm biết Đường Sở Sở quen biết với không ít nhân vật lớn, lúc ở thành phố Giang Trung đã như vậy. Nhưng không ngờ rằng, thế lực của Đường Sở Sở lại lớn như vậy. Ngay cả gia chủ của nhà họ Hứa lớn như vậy cũng phải tự mình quỳ trên mặt đất, xin cô cho trả 2 tỷ. "Chị, thật sao? Thật sự là 2 tỷ sao?" Đường Tùng nhìn Đường Sở Sở bằng đôi mắt mong đợi. "Đâu, làm gì có 2 tỷ?" Sắc mặt Đường Sở Sở trắng bệch liếc mắt nhìn Đường Tùng, cô nói, "Một đồng cũng không có, em nói xem 2 tỷ là số tiền như thế nào, nói đưa thì đưa sao?" "Không, không phải, người nhà họ Hứa kia quỳ trên mặt đất đòi chuyển khoản, chị, chị đừng lừa em." em không cần tiền của chị, cho dù có cần đi nữa cùng lắm em chỉ lấy 100 triệu thôi, 2 tỷ nhiều như vậy, chị cho em 100 triệu thì có là gì? Em là em trai ruột của chị đấy. Cho đến tận bây giờ, đường sở sở vẫn còn hoảng hốt không thôi. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà người nhà họ Hà tất cả đều tiến đến. Hà thần nghỉ hoặc nói, sở sở, chuyện gì thế này? Người này là Hứa Vinh, là người đứng đầu của nhà họ Hứa, là ông chủ lớn với khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ vậy mà ông ta lại chạy đến đây quỳ trước mặt em sao đúng vậy sở sở rốt cuộc cô có lai lịch như thế nào vậy là ai đang đứng sau lưng giúp cô vì sao gia chủ của nhà họ hứa là hứa vinh lại sợ cô đến như vậy người nhà họ hà mỗi người một câu người này chưa nói xong thì người khác đã bắt đầu nói rồi chuyện này khiến đường sở sở cũng vô cùng kinh ngạc nhưng đại khái cô có thể đoán ra do cậu giang thần bí kia ra tay cô chỉ không ngờ thế lực của cậu giang này lại lớn đến như vậy ngay cả ông lớn ở giang bắc là hứa vinh cũng phải e ngại cô hít một hơi thật sâu hiện giờ trong đầu cô vẫn còn đang mơ hồ hoàn toàn không muốn nghĩ đến những việc này không có chuyện gì rồi trở về thôi à đúng rồi tôi nhắc nhở mấy người một chút chuyện của ngày hôm nay đừng có nói lung tung ra bên ngoài người đó là chủ của nhà họ hứa Hứa Vinh đấy, trị giá lên đến hàng trăm tỷ, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta, chỉ dựa vào thế lực nhà họ hứa, muốn hạ bệ nhà họ hà là chuyện vô cùng dễ dàng. Đường sở sở nhắc nhở một câu rồi đứng dậy rời đi. Mới đi được vài bước, đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Đúng lúc này Giang Thần đứng dậy đỡ cô. Với sự giúp đỡ của Giang Thần, đường sở sở từ từ rời khỏi phòng riêng. Còn người nhà họ hà ở lại thì cứ anh nhìn tôi, Tôi lại nhìn anh. Anh thần, thế lực phía sau đường sở sở lớn đến như vậy sao? Đúng thế, đến cả người Oai Phong một cõi như Hứa Vinh cũng quỳ xuống mặt đất như chó vậy, chuyện này quá khả nghi rồi. Hà thần ngồi trên ghế, lấy ra một điếu thuốc. Anh ta là người làm ăn cũng quen biết không biết bao nhiêu nhân vật lớn, nhưng còn chưa biết đến Hứa Vinh, bởi vì ông ta là chủ của toàn gia tộc, anh ta còn chưa đủ tư cách anh ta cũng không ngờ được tại sao bây giờ Hứa Vinh lại quỳ trên mặt đất như vậy, còn ngoan ngoãn lấy ra 2 tỷ. Uống một ly 100 triệu. Chuyện này thật đáng sợ. Giờ phút này anh ta mới biết Đường Sở Sở thật sự rất đáng sợ. Không phải, bây giờ không phải Đường Sở Sở thật sự đáng sợ, mà là người đứng phía sau lưng Đường Sở Sở thật sự rất đáng sợ. Chuyện của Đường Sở Sở anh ta cũng có nghe qua. Người đứng sau lưng Đường Sở Sở chính là cậu Giang, là cậu Giang thần bí kia chuyện hôm nay đều giữ yên trong bụng cho tôi nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì được anh thần một câu tôi cũng không nói cùng lúc đó đường sở sở đã ở trên xe cô uống khá nhiều rồi đầu óc choáng váng cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa vợ à chúng ta quay về nhà họ hà hay là đến chỗ nào đường sở sở dựa vào ghế cô hơi mở mắt nói thôi đừng chúng ta không quay lại đấy nữa đi đến khách sạn ngủ, ngày mai mới trở về. Ừ. Giang Thần, ừ, một tiếng, sau đó anh mở di động ra tìm khách sạn gần đó rồi lái xe đến. Rất nhanh sau đó đã đến một khách sạn 5 sao, sau khi đỗ xe, anh bước ra mở cửa của ghế phụ, dìu Đường Sở Sở xuống xe. Đường Sở Sở uống rất nhiều, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, toàn thân chẳng có chút sức lực nào cả. Sau khi dìu cô xuống xe cả người cô cứ dựa sát vào lồng ngực của Giang Thần hương thơm mê người của cô truyền vào mũi anh làm cho dây thần kinh của giang thần bị kích thích mạnh giang thần ôm lấy eo nhỏ của cô trong lòng không khỏi kích động anh ôm lấy đường sở sở đi về phía khách sạn cách đó không xa mấy tên côn đồ uống rượu ở xa đang hò hét bước tới gần nghiêu anh nghiêu anh mau mau nhìn xem tên côn đồ kia nhìn thấy giang thần đang ôm đường sở sở nháy mắt tên đó đã tỉnh táo lại anh ta chỉ vào đường sở sở kêu lên nghe vậy mọi người quay sang nhìn vừa nhìn thấy bọn họ tỉnh cả người cực phẩm đúng là một cô gái cực phẩm đã từng gặp qua không ít cô gái xinh đẹp nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đến như vậy anh yêu nhìn này đúng là cô gái xinh đẹp đến cực phẩm anh xem thằng nhóc kia ăn mặc rất bình thường vừa nhìn đã biết là kẻ không có tiền khẳng định là anh ta tìm thấy cô gái xinh đẹp này ở bên đường định mang đi thuê phòng, cũng không thể cứ thế để cho thằng nhóc này được hưởng không được. chương 169, anh Nhiêu trả thù. Anh Nhiêu, tên đầy đủ là Nhiêu Đại Phú. Năm nay anh ta đã gần 30 tuổi, không có nghề nghiệp. Anh ta thường lang thang ở các quán bar, quán cây TV hay những chỗ ăn chơi khác, bên dưới anh ta có đến khoảng 50 tên đàn em. Anh ta thường sinh sống bằng cách trộm cướp tiền, vơ vét tài sản của người khác hôm nay anh ta đi uống rượu ở một quán bar gần đây giờ cùng mấy tên đàn em ra ngoài vừa nhìn thấy đường sở sở hai mắt anh ta như sáng rực lên bọn họ là người từng trải xưa nay thường lui tới các quán bar đón những người đẹp say rượu kia sau đó kéo đi thuê phòng làm chuyện đó xong bọn họ còn chụp hình quay video lại đe dọa cô gái kia thế là lại kiếm được thêm một khoản tiền vừa nhìn thấy giang thần và đường sở sở bọn họ đã biết có chuyện gì xảy ra rồi thằng nhóc kia đúng là may mắn, gặp được cô gái xinh đẹp đến như vậy. Trên mặt Nghiêu Đại Phú lộ vẻ tham lam, anh ta nói với mấy tên đàn em bên người, đi, cản người lại cho tôi, nam thì đánh, nữ đem lại đây. Dạ, mấy tên đàn em dục dịch chuẩn bị hành động. Cô gái xinh đẹp, cực phẩm đến thế, anh Nghiêu được thoải mái rồi, sau đó cũng đến lượt bọn họ được sung sướng. Giang thần ôm đường sở sở vừa đi đến cửa khách sạn thì gặp mấy tên côn đồ ăn mặc giữ tợn tiến đến ngăn cản, một tên huyết sáo, nhìn vào giang thần, trên mặt mang theo cười thô bỉ, thằng nhóc, đừng nói bọn tao không cho mày cơ hội, buông cô gái xinh đẹp kia ra rồi quỳ xuống đất lại ba cái, hôm nay bọn tao sẽ bỏ qua cho mày, nếu không, bọn tao đánh gãy chân mày. Như đại phú đi tới, anh ta bất mãn nói, nói nhiều làm gì, trực tiếp đánh nó. Giang thần đi tới liếc nhìn anh Nhiêu. Anh ta khoảng 30 tuổi, mặc áo màu đen, đầu tóc khá dài, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, Cả người xăm trổ hình một con thanh long, nhìn qua vô cùng có khí phách. Chỉ với con rồng như vậy đã hù dọa được không ít người rồi. Cút. Sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Đường Sở Sở cũng không hoàn toàn hôn mê, cô vẫn còn một chút ý thức, cô hơi mở mắt ra thì nhìn thấy có người đang đứng chắn trước mặt bọn họ. "Chồng ơi, có chuyện gì vậy?" Một tiếng "chồng ơi" vang lên, hơi thở như hoa lan. Trong giọng nói lại mang theo sự hấp dẫn, quyến rũ vợ ơi anh ở đây một tên đàn ông nở nụ cười thô bỉ định đỡ đường sở sở giang thần nhấc chân lên đạp một phát vào chính giữa đúng quần tên đó a à, hai tay tên đàn ông kia ôm lấy đúng quần hét lên một tiếng thảm thiết ngay sau đó anh ta ngã xuống đất nằm trên mặt đất một hồi lâu cũng không dậy nổi xông lên giết chết nó như đại phú hét lớn mấy tên côn đồ bắt đầu lôi dao găm ra một tên trong số đó đâm mạnh về phía giang thần nhưng còn chưa kịp tới gần giang thần tay của tên đó đã bị anh nắm lấy giang thần nắm được cổ tay anh ta mạnh mẽ dùng sức giác chỉ trong nháy mắt tên côn đồ kia đã bị gãy xương cổ tay dao găm trong tay rơi xuống mặt đất còn tên côn đồ kia thì kêu lên một cách thảm thiết giang thần nhanh chóng ra tay mấy tên côn đồ lập tức bị đánh ngã hết xuống mặt đất như đại phú đang có men say trong người thân thể anh ta hơi lùi về phía sau. Giang thần ôm lấy đường sở sở, anh bước từng bước về phía Ngưu Đại Phú. Đường sở sở yếu ớt nói, chồng ơi, chồng, đừng, đừng đánh người nữa. Lúc này Giang thần mới ngừng lại, anh lạnh lùng nói với Ngưu Đại Phú cút. Thằng nhóc kia, tao nhớ kỹ mày, dám đánh người của Ngưu Đại Phú tao, mày xong đời rồi, mày chờ đó cho tao. Ngưu Đại Phú nhìn thấy mấy tên đàn em của mình đều nằm trên mặt đất, anh ta không dám đánh nhau với gian thần chỉ có thể quay lại dọa mấy câu rồi chán nản rời đi mãi cho đến khi gian thần đã vào trong khách sạn rồi anh ta ta mới dám vòng trở lại mấy tên đàn em của anh ta đang từ trên mặt đất đứng lên vô dụng như đại phú hét lên anh nghiêu chuyện này cũng không trách chúng em được ai mà ngờ thằng nhóc này lại có thân thủ tốt như vậy như đại phú tức giận quát điều tra cho tao tao phải biết rõ gốc gác của thằng nhóc này là ai tao phải giết chết nó. Như Đại Phú cũng đã lăn lộn trong giới giang hồ bao nhiêu năm, quen biết không ít người, anh ta đến chỗ ghi chép của khách sạn lấy thông tin của giang thần cũng không phải chuyện khó khăn, sau đó nhanh chóng đi thăm dò. Không bao lâu anh ta đã tìm ra lai lịch của giang thần. Tới từ thành phố Giang Trung, trên mặt Ngưu Đại Phú mang theo vẻ trầm thấp hiếm thấy. Sau đó, anh ta đi tìm đại ca của mình. Giang Bắc, một sòng bạc ngầm bên trong một căn phòng. Như đại phú cong lưng, vẻ mặt tôn kính nói, anh ba, đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền đấy, em đã tìm hiểu rõ ràng rồi, kẻ đánh người của chúng ta chính là Giang Thần, tới từ thành phố Giang Trung, vội vàng đến đây để mừng thọ nhà họ Hà, tài sản của nhà họ Hà cũng đến vài chục tỷ đấy. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi trên sofa. Người đàn ông này tên là Trần Ba. Người này chính là một ông chủ lớn chân chính, ông ta có nhiều quán bar, cây tivi, còn có sòng bạc ngầm, thậm chí còn cho vay nặng lãi. Có biết chi tiết về nhà họ Hà không?" Trần Ba không để ý hỏi. Có thể đi đến bước này đương nhiên ông ta làm gì cũng vô cùng cẩn thận, những người không thể động đến, đương nhiên ông ta sẽ không động đến, người có thể động, nhất định ông ta sẽ làm cho người đó táng ra bại sản. Đã hỏi thăm rõ ràng rồi, ông cụ nhà họ Hà từng là người làm cách mạng, nhà họ Hà cũng có mấy người làm lãnh đạo, nhưng bọn họ dám đánh người của chúng ta thì phải bồi thường cho dù làm lãnh đạo lớn như thế nào cũng chẳng thể bằng ông lớn đứng sau anh ba được. Hơn nữa, vợ của tên Giang thần kia là Đường Sở Sở, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được bầu là người đẹp số một của thành phố Giang Trung. Như đại phú nói không ngừng nghỉ. Quả thật anh ta ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Nhưng nơi này là Giang Bắc, những chuyện mà anh ta nghe được đều là chuyện được lan truyền ra bên ngoài. Còn những tin tức chính xác nhất anh ta lại không biết. Anh ta càng không biết được, địa vị của đường sở sở ở thành phố Giang Trung là người mà giới nhà giàu, có quyền, có tiền cũng không dám đắc tội đến. Trần Ba gật đầu, ừ, nói cũng đúng, cho dù có làm lãnh đạo, nhưng làm sao có thể lớn bằng người phía sau chúng ta được, để tôi nói chuyện với ông lớn một tiếng. Lần này ít nhất cũng lấy của nhà họ hà 2 tỷ, sau đó lấy ra một tỷ cảm ơn ông lớn, để ông lớn âm thầm giúp đỡ chúng ta một chút, chân áp mấy lãnh đạo của nhà họ hà. Đại ca thật sáng suốt, như đại phú bắt đầu tâng bốc trần ba liếc nhìn anh ta một cái ông ta thản nhiên nói làm lớn chuyện này lên đem mấy tên đàn em của cậu ra đánh gãy hai chân đi ngày mai đến nhà họ hà gây sự sau khi xong chuyện này sẽ không thiếu phần cậu đâu vâng em sẽ đi làm ngay như đại phú vui vẻ rời đi trong mắt anh ta nhà họ hà xem như xong đời rồi trước đây cũng có vài người có chức có quyền đắc tội đến anh ba cuối cùng bị làm cho táng ra bại sản có khi còn bị đi tù. Cùng lúc đấy, Giang Thần đang ở bên trong khách sạn. Vừa vào trong khách sạn, Đường Sở Sở đã nằm gục trên giường. Cô uống quá nhiều và nôn mửa khắp giường. Giang Thần cũng bắt đầu dọn dẹp giường chiếu lại. Sau khi dọn dẹp xong Giang Thần mới tiến đến cởi quần áo của Đường Sở Sở ra, ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô. Ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc, men say của Đường Sở Sở đã vơi bớt đi rất nhiều cô chỉ ló cái đầu ra ngoài nhìn thấy giang thần khuôn mặt đường sở sở đỏ ửng lên cô khẽ cười giang thần cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả anh nhìn đường sở sở giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vậy chồng ơi lấy khăn cho em đi em không ngâm nữa nóng muốn chết đi được khuôn mặt đỏ rực của đường sở sở đã nóng đến mức toát mồ hôi cô đỏ mặt nhỏ giọng nói giang thần đi lấy khăn cho cô vẻ mặt đường sở sở ngượng ngùng nói, anh, anh ra ngoài trước đi. Vợ à, em uống nhiều quá rồi, để anh giúp em, anh là chồng em, không phải người ngoài. Vậy, được rồi. Đường sở sở cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô đứng dậy. Khi đứng dậy, toàn thân, dáng người hình chữ S hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt Giang Thần. Giang Thần cảm thấy phần bụng dưới như có một ngọn lửa sông thẳng lên não, suýt chút nữa thì phun cả máu mũi. Đường sở sở muốn bước ra bên ngoài bồn tắm, nhưng mà cô đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Giang thần nhanh nhẹn đỡ lấy cô, hai tay anh chạm vào da thịt trắng nõn mịn màng của đường sở sở. Cả người đường sở sở khẽ run lên, sau đó thân thể cô cứng nhắc, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, lại còn vô cùng xấu hổ. Cho dù người chạm vào cô là giang thần, là chồng của cô. Cô mạnh mẽ tự chấn tĩnh bản thân. Đường sở sở, đây là chồng của cô, vợ chồng có tiếp xúc ra thịt cũng là chuyện bình thường. Trong lòng cô đang không ngừng tự an ủi chính mình. Nghĩ như vậy, tinh thần đang căng thẳng của đường sở sở mới từ từ thả lỏng. Cô nhìn sang giang thần, khóe miệng nhếch lên ý cười. Cô mỉm cười trêu anh, chồng ơi, dáng người của em đẹp không? Một câu hỏi dáng người đẹp không lại tràn ngập sự mê hoặc. Giang thần giống như hoàn toàn rơi vào tay giặc, anh hoàn toàn bị chinh phục rồi. chương 170, tín ngưỡng. Đường Sở Sở cảm thấy tình cảm của mình và Giang Thần có hơi bình yên, tẻ nhạt. Cô bắt đầu khiêu khích Giang Thần. Cô không biết rằng, mỗi một lời nói của cô có lực sát thương lớn như thế nào đối với anh. Giang Thần, người ở trên chiến trường oai phong lẫm liệt, bây giờ chỉ vì một câu nói của cô mà bại trận. Giang Thần nuốt nước miếng, đẹp, đẹp lắm. Đường Sở Sở đỏ mặt, cô nói, vậy còn không mau ôm em đứng lên. Lúc này Giang Thần mới phản ứng lại anh nhanh chóng ôm lấy đường sở sở ra khỏi bồn tắm bước ra ngoài phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ anh đặt cô xuống giường đường sở sở lập tức kéo tấm trải giường lên che đi thân thể mềm mại của cô cô đỏ mặt nhìn giang thần mỉm cười cũng muộn rồi mau ngủ thôi ừm giang thần khẽ ừm một tiếng rồi lên giường ngủ còn đường sở sở thì quấn chân quanh người mặc kệ giang thần cô làm cho giang thần nóng như bốc hỏa cũng mặc kệ không dập lửa cho anh cơ thể giang thần không phải không có cảm giác gì nhưng anh đành mạnh mẽ chịu đựng chứ không ép buộc cô một màn đêm yên lặng không một tiếng động ngày hôm sau giang thần thức dậy từ rất sớm còn đường sở sở vẫn còn đang say giấc giang thần đi vào phòng khách trên phòng tổng thống lấy điện thoại ra anh bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp cho người trong quân khu buổi trưa sẽ gửi một ít thuốc lá và rượu đặc biệt từ quân khu đến cho nhà họ hà nói chuyện điện thoại xong anh nhàm chán ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa một lúc sau đường sở sở cũng bước ra cô đã mặc lại quần áo rồi nhưng tóc tai vẫn còn bù xù khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đáng yêu lại có chút mê người chồng ơi cô xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi xuống sofa giang thần nói vợ ơi bây giờ vẫn còn sớm em vào ngủ thêm chút nữa đi đường sở sở lắc đầu cô mở di động ra nhìn thấy tin nhắn báo số dư tài khoản mà hôm qua ngân hàng gửi giang thần ghé người sang Nhìn vào số dư của cô, anh giả vờ kinh ngạc kêu lên: "Ồ, vợ à, đúng là có 2 tỷ thật sao? Chúng ta phát tài rồi, chúng ta thật sự phát tài rồi. Sau này trở về thành phố Giang Trung, chúng ta đi mua biệt thự thôi." Đường Sở Sở nhìn sang Giang Thần, cô chừng mắt nói: "Anh mơ cũng đẹp lắm. Số tiền này em muốn dùng để xây dựng sự nghiệp, mở rộng Vĩnh Thái, có 2 tỷ này rồi Vĩnh Thái sẽ nhanh chóng phát triển thôi." "Chồng ơi." "Ơi." chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao nhà họ hứa lại đưa tiền cho em sao? Giang thần cười nói, chắc chắn là cậu Giang thần bí kia chứ còn ai, cậu Giang thần bí kia tặng em nhiều quà như vậy, chắc chắn do anh ta biết hứa áo ép em uống rượu, nên tức giận rồi bắt hứa Vinh đến quỷ xin lỗi. Nếu anh biết sao anh lại không tức giận? Giang thần cười nói, chuyện này có gì mà anh phải tức giận chứ, đến cả nhân vật lớn còn yêu thích vợ của anh, chứng tỏ vợ của anh quá tài giỏi, có thể lấy được em là phúc ba đời của anh, anh vui mừng còn không kịp nữa, sao lại phải tức giận chứ? Hừ, Đường Sở Sở cong môi, nói anh còn không biết vươn lên, em sẽ đá anh đi, đi tìm cậu Giang thần bí kia đấy. Vợ ơi, đừng mà, anh đang tiến bộ mà, anh đã đi tìm việc rồi, đúng rồi, anh còn chưa nói với em anh đang làm việc ở đâu. Giang thần lấy thân phận quản lý ở thời đại khoa ra nói, em xem, anh đang làm ở thời đại khoa mà, anh làm chức vụ quản lý luôn đấy đường sở sở chừng mắt cái gì mà làm chức vụ quản lý chứ mấy chuyện này cô biết rất rõ nhưng mà có thể làm việc ở thời đại khoa đã là chuyện rất tốt rồi tập đoàn thời đại khoa là tập đoàn rất lớn anh phải cố gắng lên được được mà vợ đã dặn như vậy anh nhất định sẽ làm việc thật tốt vợ à đừng đá anh đi có được không đường sở sở cong môi cái này phải xem biểu hiện của anh thế nào em đi trang điểm đây cô đứng dậy tiến vào phòng rửa mặt chải đầu. Giang thần thì dựa vào ghế sofa, anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Khoảng thời gian này qua đi vô cùng thoải mái. Đường Sở Sở trang điểm rất nhanh. Sau đó hai người rời khỏi đây, đi đến nhà họ Hà. Thời điểm trở về nhà họ Hà đã là 9 giờ sáng. Hôm nay là mừng thọ của bà cụ, tuy không phải đại thọ nhưng nhà họ Hà cũng được coi là gia tộc lớn, những người có quan hệ thân thích đều đã đến đông đủ hôm qua đều là con cháu thân thiết trong nhà của nhà họ hà còn ngày hôm nay tất cả mọi người đều đã đến rồi hà huỳnh đồng có bốn người con hai người là con gái ngoài ra còn có ba người cô và năm người ông khuôn viên nhà họ hà vô cùng náo nhiệt giang thần và đường sở sở trở về nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của không ít người mọi người nhỏ giọng thảo luận nói cái gì cuối cùng hà diễm mai cũng đã phất dậy có thể ngẩn cao đầu với mọi người rồi Hà Diễm Mai đi tới, bà ta giận dữ quát mắng, giang thần, cậu làm gì thế, kéo con gái của tôi đi thâu đêm suốt sáng. Đường sở sở giải thích mẹ, chuyện này không liên quan đến giang thần mà, đêm qua con uống chút rượu, nên đi thuê phòng bên ngoài. Dì Mai, hôm qua là con mời sở sở đi ăn cơm. Hà thần đứng dậy cười nói, sở sở không biết uống rượu, hôm qua uống hơi nhiều, dì đừng mắng em ấy. Lúc này sắc mặt Hà Diễm Mai mới hòa hoãn lại không ít. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, dừng ở trước sân. Là lão nhị ra hà sán tới. Mọi người đều đứng dậy đi chào đón anh ta. Bố, mẹ, ông nội, bà nội. Một người thanh niên khoảng 25, 26 tuổi mặc đồng phục bước xuống xe, chào hỏi mọi người. Đường sở sở đứng bên cạnh giang thần, cô nhỏ giọng nói, đây là cậu hai tên hà sán, hiện giờ là đội trưởng đội đặc công, trong tay nắm rất nhiều quyền lực, là niềm hãnh diện của nhà họ hà ừ giang thần nhẹ nhàng gật đầu tuổi còn trẻ như vậy đã được lên làm đội trưởng đội đặc công cũng không tồi đường sở sở lại nói ông ngoại cũng từng là người làm cách mạng có rất nhiều học trò em nghe mẹ nói thời còn trẻ thành tích tốt nhất của ông ngoại đã lên đến cấp cục trưởng rồi cấp bậc của cục trưởng chắc chắn cũng rất cao ừ chắc là vậy đấy giang thần trả lời cho có lệ hà sán được mọi người chào đón anh ta nhanh chóng bước vào trong viện ngồi xuống một đám người vây quanh anh ta. Hà Huỳnh Đồng và bà cụ Hà ngồi bên cạnh anh ta. Giống như đứa cháu này làm cho nhà họ Hà vô cùng hãnh diện. Sáng này, dạo này công việc của con có thuận lợi không? Ông nội, dạo này công việc của con vô cùng thuận lợi, hơn nữa, con còn có tin tốt muốn nói với ông. Hà, Hà Huỳnh Đồng vô cùng hứng thú hỏi, có tin tốt gì thế? Ánh mắt tất cả mọi người trong nhà đều đổ đồn trên người Hà Sán hà sán nói ông nội ông biết không tiêu giao vương phái một đội đặc biệt đi đến quân khu chính của cả nước làm bộ đội đặc công trong hàng vạn quân nhân chọn ra một ngàn quân tham gia huấn luyện trong ba tháng sau khi hoàn thành khảo hạch sẽ trở thành một bộ đội đặc biệt mà người lần này tham gia huấn luyện cho bọn con là ông nội ông đoán xem là ai hà sán khẽ hỏi hà huỳnh đồng nhanh chóng hỏi là ai vậy chẳng lẽ là tiêu giao vương tự mình huấn luyện cho các con bà cụ hà nghe vậy bà ta cười đến sung sướng, sán à, con đúng là niềm hãnh diện của gia đình, còn có thể được gặp tiêu giao vương. Hà sán lắc đầu nói, ông nội, bà nội, không phải tiêu giao vương đâu, mà là Hắc Long, là tổng soái Hắc Long của Nam Hoang. Nói đến Hắc Long, cơ thể hà sán không nhịn được sự kích động, anh ta run rẩy đứng dậy. Người này là thần trong quân nhân, là tín ngưỡng của quân nhân. Nhưng mà, Hắc Long có dáng vẻ như thế nào thì không ai hay biết. Chủ soái tiêu giao vương nói rằng, chỉ cần có thể được tuyển vào trong đội đặc biệt thì sẽ được nhìn thấy Hắc Long. Hà Huỳnh Đồng cũng từng tham gia cách mạng. Lúc bà cụ Hà còn trẻ cũng từng làm việc trong quân đội. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã về hưu nhưng làm thế nào bọn không biết đến Hắc Long được. Còn người nhà họ Hà đa số đều là quân nhân, đương nhiên truyền thuyết về Hắc Long không ai là không biết. Anh Sán, anh thực sự có thể sẽ được gặp Hắc Long sao? Người này chính là chiến thần bảo vệ quốc gia đấy, nếu không có hắc long, đất nước chúng ta đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Đến nằm mơ tôi cũng muốn được nhìn thấy hắc long. Trên mặt đám con cháu của nhà họ Hà tràn đầy sự hâm mộ. Hà sán kích động nói, đúng vậy, để có thể được gặp hắc long, thời gian tiếp theo con phải cố gắng tham gia huấn luyện, được gia nhập vào đội đặc biệt sau đó được nhìn thấy hắc long thật sự. Nghe nói thực lực của tổng soái hắc long là có một không hai, còn có khả năng chữa bệnh độc nhất vô nhị. Mọi người bắt đầu trò chuyện về Hắc Long. Chỉ có Hà Tâm yên lặng liếc nhìn Giang Thần. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 171, nhân sâm ngàn năm giả. Chẳng ai có thể ngờ Hắc Long mà mọi người đang bàn luận lại đang ở hiện trường. Nhưng Hà Tâm không dám nói ra thân phận của Giang Thần. Bởi vì lúc nào Giang Thần cũng kín tiếng, chưa bao giờ công khai. Ít lâu sau, người nhà họ Hà lần lượt tề tựu khuôn viên nhà họ Hà càng trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại nhà họ Hứa, Hứa Vinh lo lắng cứ đi tới đi lui trong phòng khách. Đêm qua, sau khi trở về, ông ta đã nhận được tin rằng bên trên muốn chèn ép nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là gia tộc lớn nhất Giang Bắc, người nhà họ Hứa có mặt cả trong quân đội, cảnh sát và chính phủ. Người báo tin cho Hứa Vinh là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong quân đội và cũng là thành viên cốt yếu của nhà họ Hứa người đó nói bởi vì sáng ngày hôm qua tại hiệu thuốc đệ nhất hứa vi đã gây chuyện với khách mà không biết rằng vị khách ấy chính là đại ca ngầm qua điều tra của hứa vinh sau khi biết người hứa vi ức hiếp là giang thần và đường sở sở ông ta đã tức đến suýt ngất ông ta trằn trọc không ngủ suốt đêm qua bên trong phòng khách có rất nhiều người đây đều là những nhân vật cốt hiếu của nhà họ hứa anh cả anh mau nghĩ cách gì đi một người đàn ông trung niên lên tiếng hứa vinh tức giận quát lên cách hả tôi biết cách quái gì bây giờ tại thằng con trời đánh khoái gây chuyện của chú cả đấy đụng ai không đụng lại đi đụng đường sở sở hứa khung và bạn gái kim tĩnh n cũng đang ở đây hứa khung cảm thấy vô cùng khó hiểu đường sở sở thì sao chứ tại sao không thể đụng vào đường sở sở đêm qua anh ta còn mới gặp đường sở sở nữa mà bác cả rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mắc mớ gì không được đụng đường sở sở, chuyện này thì liên quan gì nhà họ hứa chúng ta? Đúng đó, đường sở sở là cái thá gì chứ? Thích đụng thì đụng thôi, nhà họ hứa chúng ta sợ chắc. Hứa Vinh đang sốt ruột gần chết, mà người nhà họ hứa lại rửng dưng không biết gì. Ông ta quát lên, khoái động lắm hả? Cũng không suy xét thử xem đường sở sở là ai. Hứa Chí gọi tới, nói chồng của đường sở sở là Hắc Long Nam Hoang, đắc tội đường sở sở chính là đắc tội Hắc Long hắc long đã alo rồi tình hình là giờ tướng quân niếp sẽ ra tay với nhà họ hứa câu nói chấn động hắc long chồng của đường sở sở là hắc long sao hứa khung và kim tĩnh n cũng trợn tròn cả mắt giang thần là hắc long một kẻ khét tiếng là phế vật lại là đại tướng tổng soái hắc long của nam hoang anh cả giờ chỉ còn một cách duy nhất hôm nay là lễ mừng thọ của bà ngoại đường sở sở chúng ta lập tức chuẩn bị đại lễ mang đến nhà họ hà Gặp mặt đường sở sở tạ lỗi, chỉ cần đường sở sở bỏ qua, mọi chuyện sẽ yên ổn. Hứa Vinh đăm chiêu, hiện tại có thể cứu được nhà họ Hứa, e rằng chỉ có đường sở sở. Bởi ông ta biết, Giang thần trong mắt hầu hết mọi người chính là một tên vô dụng, rất ít ai biết anh là Hắc Long. Hứa Chí cũng đã nói với ông ta rằng Giang thần rất coi trọng đường sở sở, tất cả mọi thứ đều lấy đường sở sở làm trung tâm. Hơn nữa, Hứa Chí còn nói, Giang thần rất kín tiếng không muốn người khác biết thân phận của mình. Mau mau, mau chuẩn bị quà, chúng ta phải đến nhà họ Hà. Vì cứu cả nhà, hứa Vinh đành đích thân đến nhà họ Hà để chúc thọ bà Hà, sẵn tiện xin đường sở sở tha cho nhà họ hứa, cho nhà họ hứa một cơ hội. Cùng lúc đó, trong quân khu, Nhiếp Vân đã sắp xếp xong mọi chuyện. Ông ta nhìn thời gian, rồi ra lệnh, chuẩn bị ít thuốc quý, rượu ngon, chúng ta đến nhà họ Hà một sĩ quan phụ tá hỏi tướng quân là nhà họ hà kia ấy ạ à? là nhà họ hà đừng hỏi nhiều nữa nhiếp vân liếc nhìn anh sĩ quan phụ tá và thản nhiên nói sĩ quan phụ tá gật đầu để tôi đi chuẩn bị À mà thưa tướng quân ngài đi xe quân đội hay xe riêng ạ à? xe riêng đi cậu ấy không thích quá lộ liếu nhiếp vân đến nhà họ hà với hai mục đích một là trả lại đồ cho giang thần hai là đem rượu và thuốc quý đến cho anh Hoắc Đông đã dặn là phải nhanh, nếu không, nhớ Giang Thần trách tội xuống thì cuộc đời sự nghiệp của anh ta coi như chấm dứt. Tuy anh ta là người đứng đầu quân khu, nhưng quân hàm mới chỉ có một sao. Tướng một sao ở trong nước rất nhiều, còn Giang Thần thì đã là tướng năm sao. Trên khắp cả nước, được cấp bậc như vậy cũng chỉ có năm người. Tổng soái năm sao muốn cách chức tướng quân một sao thì vỏn vẹn một câu nói là đủ, thậm chí là không cần nộp đơn báo lên trưởng quan cấp trên. Cả quân khu của Niếp Vân đều đang chuẩn bị quà cáp để đích thân đến nhà họ Hà. Phía đảo Bạch, Trần Ba cũng không nhàn dỗi gì. Giang thần đã cướp lấy nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của ông ta trong buổi đấu giá, nên ông ta buộc phải xả cục tức này. Còn Trần Ba thì đang muốn nhân cơ hội này để tốn tiền nhà họ Hà, thậm chí là muốn khiến nhà họ Hà táng ra bại sản. Trước khi hành động, Trần Ba đã điều tra thông tin chi tiết về nhà họ Hà. Ông Hà có rất nhiều học trò cấp bậc cao nhất lên đến cục trưởng cục thành phố. Trong số thành viên nhà họ Hà cũng có nhiều người làm việc trong lực lượng quân đội, cảnh sát và chính phủ, nhưng cấp bậc không cao. Còn đại ca của ông ta thì chính là ông trùm thực thụ, là người quyền lực thứ hai Giang Bắc, quyền thế ngập trời. Tại khuôn viên nhà họ Hà, những nhân vật quan trọng của nhà họ Hà gần như đã đến đủ. Hà Huynh Đồng và bà Hà ngồi ở phía trước. Hiện tại vẫn chưa mở tiệc. Theo tập tục của nhà họ Hà, chỉ sau khi vãn bối tặng quà xong thì giờ tiệc mới mở Hà thần bước lên đầu tiên và lấy ra món quà đã chuẩn bị trước đó Bà ơi, mấy năm nay bà rất hay chú trọng việc bồi bổ sức khỏe Vậy nên, cháu đã đặc biệt đến Giang Trung Tìm thần y phương và mua phương thuốc bồi bổ này với giá cao mất ngưỡng đấy ạ à. Phương thuốc do đích thân thần y phương kê hả cháu Bà Hà mặc đồ màu đỏ, nay bà rất vui Dù đã 80, nhưng vì bà vẫn duy trì lối sống lành mạnh nên trông bà lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nghe thấy đây là phương thuốc do thần y phương tự tay kê, bà rất ngạc nhiên. "Dạ đúng thưa bà, cháu đã phải tốn 100 triệu mới có được nó ạ." À? Hà Thần hé miệng cười. "Thực ra, phương thuốc này không phải của thần y phương, mà là của một thầy thuốc Đông y lành nghề khác. Bởi vì lịch hẹn của thần y phương đã đặc kín, e là mãi đến nhiều năm sau cũng chưa hết lịch." anh ta không đặt hẹn được nên đành tìm một thầy thuốc nổi danh khác và nói cho người đó tình hình thân thể của bà hà những năm gần đây để người đó đoán bệnh kê đơn không hổ là hà thần đến cả thần y phương mà cũng gặp được tôi nghe nói đặt lịch hẹn thần y phương khó hơn lên trời khối nhà giàu còn phải hẹn trước vài năm nhiều khi đợi tới xuống lỗ cũng chưa được gặp thần y phương công nhận hà thần tài thật chú tư đẻ được thằng con mát lòng mát giả hết sức người nhà họ hà bắt đầu bàn luận Ông Hà cười không ngớt, ông khen rằng đúng là cháu ngoan của ông, Hà Thần thật có lòng. Chỉ cần bà vui lòng, dù có tốn nhiều tiền hơn cũng đáng. "Dạ bà nội, cháu xin tặng bà một bức tranh thư pháp." Một đứa cháu khác lên tặng quà. Nụ cười trên bà Hà bỗng sững lại nhưng vẫn gật đầu. Tiếp sau đó, từng con cháu nhà họ Hà đưa lên các món quà. Trừ quà của Hà Thần, những món quà khác đều rất tầm thường, bà Hà chỉ gật đầu đường sở sở cười nói, thưa bà ngoại, nhân đây cháu cũng có một món quà nho nhỏ. Dạ đây là nhân sâm ngàn năm, là bảo vật của bách thảo đường. Nói xong, đường sở sở bảo giang thần mở hộp. Giang thần mở hộp ra. Mọi người nhìn thấy củ nhân sâm siêu to khổng lồ, đều kinh ngạc hòa lên. Wow, củ nhân sâm này lớn thật đấy. Chắc đắt dữ lắm. Đúng ha, ít nhất cũng phải vài triệu nhân dân tệ. Cái gì mà vài triệu chứ, Tôi biết nè, này là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của Bách Thảo Đường, nghe đâu là báu vật vô giá, giá trị của nó ít gì cũng một hai trăm triệu nhân dân tệ. Không phải chứ, một hai trăm triệu nhân dân tệ, đắt dữ vậy hả? Cả cái công ty của đường sở sở chắc cũng chỉ có giá hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Cô chi được chừng ấy tiền để đến Bách Thảo Đường mua nhân sâm ngàn năm thật à? Mọi người bàn tán ầm ỉ. Nói đây là nhân sâm ngàn năm của Bách Thảo Đường, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra sự nghi hoặc. Chị sở sở, chắc không phải chị mang hàng giả đến lừa bà đâu ha. Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự hà sán. Anh ta biết nhà cô đã phất lên, đường sở sở cũng trở nên có tiền, còn tự lập công ty. Nhưng anh ta cũng đã nghe tới nhân sâm nữ hoàng ngàn năm chứ danh của Bách Thảo Đường. Nó là báu vật vô giá, không phải cứ có tiền là sẽ mua được. Hà Sán vừa dứt lời, mọi người càng nhìn đường sở sở trong nghi hoặc. Sở sở, đừng nói con lấy hàng giả ra lừa bà thật đó nha. Đường sở sở, đừng tưởng mọi người là con nít 3 tuổi muốn nói gì nói, nhân sâm nữ hoàng giá một hai trăm triệu chứ có phải củ cải ngoài chợ đâu, chẳng nhẽ cô mua nổi. Mà dù cô có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Đúng đó, đúng là người nhà họ đường có khác, được cái chém gió là hay. Cũng mới đây thôi, tôi nghe người ta đồn đường thiên long chủ nhà họ đường bày đặt phách lối, thể hiện này nọ nọ kia tới lúc vỡ lỡ thì đổi quần với người ta tại chém gió mà nhà họ Đường bây giờ là trò hề của cả cái Giang Trung rồi tiếng xấu vang tới tận Giang Bắc nữa đây này nhiều người lên tiếng nghị luận bọn họ đều nghĩ nhân sâm ngàn năm mà Đường Sở Sở mua là giả bà ngoại cháu Cam Đoan nó là hàng thật trăm phần trăm đêm qua cháu phải lặn lội đến hội trường đấu giá của Bách Thảo được để mua nhưng sau đó Bách Thảo Đường lại tặng nó cho cháu chuyện này hoàn toàn là sự thật những lời của cô đã khiến mọi người phá lên cười. Tặng cho cô. Đường sở sở, cô nghĩ cô là ai? Bách thảo đường tầm cỡ chừng nào chẳng nhẽ cô không biết, bày đặt nói bách thảo đường tặng cho cô nữa chứ. Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt không tin. Bọn họ nào biết, Phương Vĩnh Cát đã nhất mực bảo vệ đường sở sở trong tiệc của Lâm Y, cũng chẳng biết, bây giờ đường sở sở đã là cái tên đáng gờm mà giới quý tộc Giang Trung không dám đắc tội, tất cả là vì trình họ chưa tới và không đủ tư cách biết những chuyện này. Bị nghi ngờ, đường sở sở cũng cảm thấy sốt ruột. Cô nhìn Giang Thần và nói, anh à, anh mau giải thích giúp em đi, nhân sâm ngàn năm này là thật mà. Giang Thần thờ ơ nói, là thật thì không phải giả, là giả thì không phải thật, mắc gì phải giải thích. Nếu ngoại không thích thì chúng ta lấy về tự dùng là xong. Chương 172, ai nói đây là giả? Giang thần không định giải thích gì. Bởi chẳng có gì để giải thích cả. Mà anh không giải thích, người nhà họ Hà lại càng chắc chắn rằng nhân sâm ngàn năm này là giả. Đường sở sở bị người lớn nhà họ Hà bao quanh trách móc, chửi bới đủ kiểu. Hà Diễm Mai cũng không chịu nổi mà tức giận ra mặt. Tặng gì không tặng, lại đi tặng hàng giả. Theo bà ta, chuyện đường sở sở tặng hàng giả là do Giang Thần xúi dục. Bà ta đứng lên quát, Giang Thần, cậu bị điên à, mắc cái chứng gì đi suối sở sở tặng hàng giả nói xong bèn giơ tay tắt anh giang thần né đi theo bản năng anh giải thích mẹ mẹ nói gì kỳ vậy người khác không tin sở sở đã đành đến cả mẹ cũng không tin sao mẹ mẹ đừng làm ầm lên nữa đường sở sở kéo hà diễm mai lại hà thần đứng dậy lên tiếng thưa ông bà và các cô các bác đây không phải hàng giả đâu ạ à. đêm qua tận mắt anh ta nhìn thấy ông chủ nhà họ hứa quỳ dạp trước mặt đường sở sở chuyện đến nhường đó rồi, sao có thể là hàng giả? Những người có mặt tại hiện trường đêm qua đều lần lượt lên tiếng thay đường sở sở. Nít xanh như mấy đứa thì biết quái gì mà nói. Một bậc trưởng bối lên tiếng, sắp nhỏ đành im miệng. Sở sở, bố của Hà Thần, và cũng là con trai thứ tư tên Hà Nhuận của Hà Huỳnh Đồng đứng dậy. Ông ta liếc nhìn nhân sâm trên bài rồi nói, cậu cũng gặp qua nhiều dược liệu quý hiếm rồi. Vừa nhìn đã biết ngay củ nhân sâm này là giả sở sở con lấy của nhân sâm này đâu ra vậy có phải bị lừa rồi không hà nhuận vừa cất lời người nhà họ hà bèn khẳng định chắc chắn rằng đây là nhân sâm giả bởi vì ở nhà họ hà ông ta là người có tiền và kiến thức sâu rộng nhất ông ta đã nói đây là giả thì chắc chắn nó là giả bố đây là thập tê hà thần còn chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt của hà nhuận anh ta đành phải ngậm miệng lại và giữ nghẹn trong lòng những lời định nói nhân sâm này là thật do chính tay Phương Thốn Tâm ở Bách Thảo Đường tặng cho con. Đối mặt với sự nghi ngờ của cả gia đình, trong lòng đường sở sở vô cùng khó chịu. Cô có lòng đem nhân sâm ngàn năm được mệnh danh là báu vật vô giá đến tặng cho bà ngoại, chỉ mong đổi lấy chút ít niềm vui của bà, ai ngờ lại bị nói là hàng giả. Đường sở sở, cô nghĩ cô là ai? Mua được cái công ty quèn mà tưởng mình là trùng thật à? tận mấy trăm triệu nhân dân tệ của người ta mà nói tặng là tặng nhẹ hều vậy đó hả? cả cậu và mở của đường sở sở cũng không ngừng chỉ trích cô. đến cả hà diễm mai cũng theo đó mà của trách giang thần. giang thần không nói gì chỉ lặng lặng đi tới chỗ vắng rồi lấy điện thoại gọi cho quỷ kiến sầu. kêu cháu gái phương thốn tâm đang ở giang bắc của ông đến nhà họ hà đặng giải thích vụ nhân xâm một tí. quỷ kiến sầu cũng chính là phương vĩnh Khát sau khi nhận được điện thoại của giang thần thì không dám chậm một giây nào ông ta vội vàng gọi điện cho phương thốn tâm phương vĩnh cát không ngờ hôm qua phương thốn tâm đã tìm hiểu lý do đường sở sở đến giang bắc và biết được rằng cô đến đây để mừng thọ bà ngoại ông nội cô ta coi trọng đường sở sở như vậy nên cô ta quyết định sẽ nhân cơ hội này để làm quen đường sở sở ông nội cô ta vừa gọi điện thoại đến cô ta đã tức tốc đi đến nhà họ hà cái gì chứ giải thích chuyện nhân sâm ấy hà nội người nhà họ hà nói nó là nhân sâm giả hà phương thốn tâm ngây cả người cô ta nói ông nội con đến nhà họ hà ngay đây con sẽ đến nhanh thôi nói xong cô ta cúp điện thoại rồi dặn tài xế lái xe thật nhanh đến nhà họ hà chỉ vài phút sau cô ta đã có mặt tại sảnh nhà họ hà mọi người trong sảnh đều đang vây quanh đường sở sở của trách cô tại sao lại tặng hàng giả cho bà trên mặt bà hà cũng mang theo vẻ bất mãn tặng hàng giả đã đành lúc bị phát hiện còn cứng đầu chối quanh co có cháu ngoại như vậy bà ta vô cùng thất vọng thôi được rồi đừng cãi nữa bà cụ hà lên tiếng mãi đến lúc này mọi người mới chịu im lặng bà cụ hà hất mạnh củ nhân sâm trên bàn xuống đất rồi sụ mặt quát lớn đường sở sở ôm hàng giả rồi biến về đi cả diễm mai nữa con lo mà về dạy lại con gái cho đàng hoàng đừng có làm trò mất mặt nữa dạ mẹ Hà Diễm Mai không dám nhiều lời. Bà ta xoay người, hung dữ nhìn Giang Thần, tức giận quát, còn ngây ra đó làm quái gì nữa, chưa đủ mất mặt hay gì, đi mau đi. Ai nói đây là đồ giả? Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cô gái mặc đồ trắng, dáng người cao gầy, toàn thân toát lên khí chất bất phàm đi tới. Cô là ai? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ai vậy? người đứng đầu nhà họ Hà trực tiếp đứng dậy nghênh đón, cô gái, cô là ai? Người vừa đến chính là Phương Thốn Tâm. Cô thấy nhân sâm ngàn năm bị ném xuống mặt đất bèn tiến lại gần rồi nhặt lên. Tôi là Phương Thốn Tâm cháu gái của Phương Vĩnh Cát nổi danh Giang Trung, cũng là người phụ trách của Bách Thảo Đường. Đây đích thực là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của Bách Thảo Đường chúng tôi, và cũng là nhân sâm do chính tay tôi tặng cho cô sở sở, của nhân sâm này có giá trị ít nhất là 150 triệu nhân dân dân tệ mấy người nói nó là giả hà cô ta nhìn mọi người cả hiện trường bao gồm mấy chục người giờ bỗng im ắng đến lạ thường tại sao người phụ trách của bách thảo đường lại có mặt ở nhà họ hà giang thần thấy phương thốn tâm thì cũng hơi bất ngờ anh mới gọi không lâu mà cô đã có mặt tốc độ thế này quả là hơi khủng chẳng nhẽ cô ta bay đến đây phương thốn tâm đi tới trước mặt đường sở sở rồi nở nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn cô ta nói chào cô sở sở Vâng, chào cô Phương. Đường Sở Sở cũng chào một tiếng. Cô không ngờ Phương Thốn Tâm lại đến nhà họ Hà. Phương Thốn Tâm đã xuất hiện giải thích đến thế, ai nấy nhà họ Hà giờ chỉ biết nín học, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám hó hé nửa lời. Bà cụ Hà đứng lên, khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc cô, cô là cháu gái của Thần Y Phương thật à? Nói xong, bà ta liếc nhìn Hà Thần. Thần à, chẳng phải cháu nói cháu đến Giang Trung gặp Thần Y Phương rồi sao? đây là cháu gái ông ấy thật à? Cháu! Hà thần xấu hổ! Anh ta nào có được gặp thần y phương, nên làm gì có chuyện biết mặt cháu gái ông ấy? Nhưng, anh ta dám chắc rằng đây thực sự là cháu gái thần y phương, và cũng là người phụ trách của Bách Thảo Đường. Anh ta gật đầu nói, dạ phải. Cô Phương, Hà Nhuận đứng dậy, ông ta mời bắt tay và tươi cười nói, chào cô, tôi là Hà Nhuận chủ tịch công ty Nhuận Phát. Phương Thốn Tâm chỉ liếc nhìn ông ta chứ cũng không nói gì. Hà Nhuận xấu hổ. Đây, đây là nhân sâm ngàn năm thật sao? Ngay cả Hà Nhuận cũng thừa nhận thân phận của Phương Thốn Tâm, bà cụ Hà vô cùng ngạc nhiên, bà ta nhìn nhân sâm ngàn năm và tỏ vẻ vui mừng. Lúc này, Đường Tùng mới đứng ra lên tiếng, con đã nói từ đầu rồi, đồ chị sở sở tặng là hàng thật mà mọi người đâu có chịu tin, còn mắng chị con nữa chứ, mọi người mau cho chị con một lời xin lỗi đi người nhà họ hà lại tiếp tục anh nhìn tôi tôi nhìn anh bà cụ hà quát lớn còn đứng ngó gì nữa mau xin lỗi đi lúc này người nhà họ hà mới nháo nhào lên tiếng xin lỗi con nghe sở sở cậu cả hiểu lầm con rồi sở sở cậu hai cũng hiểu lầm con rồi mong con đừng để bụng sở sở là hiểu lầm cả thôi đường sở sở xua tay nói mọi người không tin cũng không sao dù có nói thế nào thì nó vẫn là nhân sâm quý hiếm bản chất vô giá. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Phương Thốn Tâm cũng đem quà mình chuẩn bị ra tặng cho bà cụ Hà. Đều là những dược liệu vô giá, vô cùng có lợi cho sức khỏe. Bà Hà vui sướng cười tâu tuét. Cuối cùng, Phương Thốn Tâm đưa ra một tấm thẻ, bà Hà, đây là thẻ dành cho khách hàng VIP của Bách Thảo Đường. Có thẻ VIP trong tay, sau này bà có thể thoải mái mời ông nội tôi xem bệnh mà không cần hẹn trước. Ông nội tôi chỉ mới tặng thẻ VIP thế này cho khoảng 10 người thôi nghe vậy mọi người trong nhà họ hà đều kích động không thôi tặng cả thẻ vip của bách thảo đường quả thật quá hào phóng phương thốn tâm nhìn đường sở sở và mỉm cười sau đó nói lời chào rồi rời đi quà cần tặng cũng tặng xong rồi không cần phải ở lại nữa sau khi cô ta rời đi người nhà họ hà vẫn còn ngây ngất vì món quà cô ta mang đến chu cha đông vui quá ta Phương Thốn Tâm vừa rời đi chưa được 10 phút thì có một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Mọi người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh thì thấy một ông già mặc trang phục thời đường, kéo theo đó là hơn trăm người xuất hiện bên ngoài nhà họ Hà. Chương 173, phiền phức kéo đến. Người vừa xuất hiện chính là Đào Bạch. Khi ở hội trường đấu giá, Giang Thần phất lờ ông ta, còn tranh nhân sâm ngàn năm với ông ta. Nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này có ảnh hưởng rất lớn đến đại hội y thuật của Giang Trung sắp tới. Nếu ông ta muốn đánh bại Phương Vĩnh Khát và đoạt lấy danh hiệu thần y thì nhất định phải dựa vào củ nhân sâm ngàn năm này. Ông ta tìm đến nhà họ Viên, một gia tộc lớn ở Giang Bắc. Địa vị của nhà họ Viên ở Giang Bắc cũng gần tương đương với nhà họ Hứa, cũng là một gia tộc quyền lực vô cùng lớn. Đào Bạch cũng là thần y một thời, là ân nhân cứu mạng của tộc trưởng nhà họ Viên. Hôm qua ông ta đã đến nhà họ viên và nói về chuyện của nhân sâm ngàn năm. Nhà họ viên đều bày tỏ sự ủng hộ đào bạch lấy lại nhân sâm ngàn năm. Cụ viên cử con trai lớn tên viên thành đích thân theo đào bạch đến nhà họ hà, trong số người đi theo còn có một đại ca do đào bạch nhờ đến. Ông ta tên Tuần Khải. Vào những năm đầu, Tuần Khải là đại ca xã hội lăn lộn giang hồ. Còn hiện tại thì ông ta đã chuyển sang làm ăn chân chính là mở một công ty bảo vệ ở Giang Bắc hơn trăm người đi theo, đều là người của công ty bảo vệ dưới trướng ông ta. Ba người gồm Đào Bạch, Viên Thành và Tuần Khải đi tới làm mọi người ai nấy cũng sửng sốt. Giang thần nhíu mày, tự hỏi sao lão già này lại tới đây. Khuôn mặt đường sở sở cũng hiện lên đầy sự lo lắng. Cô biết người này, đêm qua người này có xung đột với Giang thần trong hội đấu giá, cô cũng biết người này đến không có ý tốt. Cô kéo tay Giang thần, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng chồng ơi chuyện này giang thần an ủi không sao đâu xem thế nào đã rồi tính hà huỳnh đồng đứng dậy đích thân nghênh đón ông ta khẽ cười xin hỏi các vị là viên thành hà nhuận nhận ra một người trong số đó đó là ông chủ lớn bạc chục tỷ hà nhuận đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên dù chưa từng gặp mặt người này ông ta vẫn biết đến ông ta hà thần cũng nhận ra nhưng anh ta không ngờ một ông chủ bậc nhất bạc chục tỷ lại đến nhà họ hà nhỏ bé này đây đây là tuần khải chủ tịch của công ty bảo vệ hà nhuận còn nhận ra thêm một người trong số đó còn đây nữa đây chẳng phải đào bạch sao đào bạch nào cơ thì đào bạch được mệnh danh là vô cực dược ông đó tay nghề không thua kém gì thần y phương cũng là một thần y vang trấn khắp nước ta người nhà họ hà lần lượt nhận ra danh tính những người vừa đến bà cụ hà nghe thế thì biết được đây đều là nhân vật lớn bà ta cười tâu tuét. các vị cảm ơn các vị đã đến chúc thọ bà già này tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh bà cụ hà cũng đi tiếp đón mọi người nhưng khi bà ta vừa đứng dậy còn chưa kịp đi tới trước mặt họ thì đã bị đám bảo vệ chặn lại sắc mặt đào bạch trầm xuống ông ta nói chúc thọ gì chứ bà hà hà bà xem trọng bản thân quá rồi đó hôm nay tôi đến là để giải quyết ân oán hà sắc mặt bà Hà cứng đờ. Hà Huỳnh Đồng vô cùng thắc mắc, ông ta hỏi N oán. N oán gì chứ, nhà họ Hà chúng tôi có ân oán gì với mấy người? Hà Nhuận tiến lên, ông ta tươi cười chào hỏi, chào thần y đào, chủ tịch viên, chủ tịch tuần, tôi là Hà Nhuận, tôi là... Ông ta còn chưa dứt câu thì đã bị một tên bảo vệ đá vào người. Cú đá trực diện khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Mãi đến lúc này, trên dưới nhà họ Hà mới nhận thức được rằng đám người này đến không phải để chúc thọ mà là đến để kiếm chuyện. nhưng bọn họ vẫn băn khoăn, tự hỏi liệu người nhà họ Hà đã làm gì mà lại chọc phải những nhân vật lớn thế này. đào bạch chỉ tay vào giang thần, lạnh lùng nói, thằng quát kia biến qua đây quỳ xuống nhận lỗi. tất cả mọi người quay sang nhìn giang thần. lúc này họ mới biết, hóa ra là thằng nhóc giang thần không biết trời cao đất dày đã đắc tội những nhân vật lớn này. Dưới ánh nhìn của hàng tá người, Giang thần sải bước hiên ngang tới trước mặt đào bạch, anh rừng dưng nói, là ông à, ông đến đây làm gì? Tôi khuyên ông biết điều thì tốt biến khỏi đây, bằng không, lát có hối hận cũng không kịp. Phía bên đào bạch còn chưa mở miệng, Hà Diễm Mai đã nhanh chóng bước tới, thằng não lợn này, mày lại đi gây chuyện quái gì để đắc tội người ta nữa rồi. Nói xong, bà ta giơ tay lên. Giang thần tránh đi theo bản năng. Đường sở sở bước tới kéo Hà Diễm Mai lại và nói, mẹ, chuyện này không liên quan đến giang thần. Tại Đào Bạch muốn có nhân sâm ngàn năm, nhưng Phương Thốn Tâm lại đem nhân sâm cho con. Ai có rẻ Đào Bạch lại là hạng người chấp phật như vậy. Ha ha, nghe vậy, Đào Bạch cười ha hả Tao chấp phật đó rồi sao? Khôn hồn thì giao nhân sâm ngàn năm ra đây, sau đó tao sẽ thương tình mà chỉ đánh gãy hai chân thằng nhãi đó. Còn nữa, cả cô em cũng phải đi theo tao, chỉ cần mày làm việc cho tao 3 tháng, tao sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này, nếu không. Ông ta quét mắt nhìn tất cả mọi người. Ông ta lạnh lùng nói, nếu không, cả nhà họ Hà mấy người coi như tiêu. Viên Thành đứng ra nói, tao có thể xác nhận, lời của ông Đào cũng chính là lời của tao. Nếu không làm theo lời ông Đào, nhà họ Viên bọn tao sẽ chèn ép nhà họ Hà. Tao dám cam đoan, chỉ trong một ngày, nhà họ Hà mấy người sẽ phá sản. Tuần Khải cũng tiếp lời, nếu tụi bây không làm theo lời của ông Đào, tao cũng dám cam đoan, nay sẽ là bắt đầu cho chuỗi ngày tăm tối tại Giang Bắc của tụi mày. 30.000 nhân viên trong công ty bảo vệ của tao sẽ đến thăm non tụi mày mọi lúc mọi nơi. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà họ Hà đều thay đổi sắc mặt. Những người này đều là những nhân vật lớn có tiếng lẫn miếng trong xã hội. Nhà họ Hà không đắc tội được. Bọn họ nói muốn nhằm vào nhà họ Hà, thì chắc chắn nhà họ Hà sẽ tiêu đời thằng mất dạy vô dụng, bà Hà quát lớn, còn chưa chơi ra đó nữa, còn không mau quỳ xuống nhận sai, xin lỗi ông đào đi. Nói xong, bà ta chỉ vào nhân sâm ngàn năm ở trên bàn, rồi nói với vẻ mặt kính cẩn, ông đào, nhân sâm ngàn năm ở đây, ông cần thì cứ lấy. Tất cả là tại thằng quát họ Giang kia, chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà họ Hà chúng tôi cả. Bà Hà, bà làm cái gì vậy? Hà Huỳnh Đồng bất mãn ông ta là lão thành cách mạng nên ông ta ghét nhất là loại người hiếp thiện sợ ác. Chuyện đã như vậy ông ta cũng hiểu, Giang thần không hề sai, tất cả là do đào bạch quá nhỏ mọn. Ông đào, nhân sâm ngàn năm này là do chính tay bách thảo đường tùng cho cháu gái tôi, chứ đâu phải chúng tôi rượt từ trên tay ông xuống. Chúng tôi đường đường chính chính, nhưng ông lại đem cả đống người tới đây kiếm chuyện, lý lẽ quái gì đây hả? Tôi không tin, giữa ban ngày ban mặt thế này, mấy người có thể làm gì được nhà họ hà? Ha ha ha. Đào Bạch cười to, lời tao nói chính là lý lẽ. Hôm nay, hai chân thằng nhóc này buộc phải gấy, đường sở sở cũng buộc phải theo tao. Nếu không, tao cho nhà họ Hà tụi bay gà bay chó chạy. Tất cả người nhà họ Hà bị khí thế của hàng trăm tên bảo vệ hung hăng làm cho sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Chỉ có Hà Sán là dám đứng dậy, sắc mặt anh ta trầm hẳn, các người muốn gì? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, Tôi lệnh cho các người lập tức rời khỏi nhà họ Hà, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Là một cảnh sát đặc nhiệm, lại còn là đội trưởng, Hà Sán là một người có chính nghĩa. Anh ta vừa lên tiếng, mẹ anh ta đã đứng dậy kéo anh ta về phía sau rồi quát, "Sán ơi là Sán, con làm gì vậy? Đây là chuyện của Giang Thần và Đường Sở Sở mà, con ra mặt làm cái gì? Con ơi là con, con biết đây là ai không? Người ta là Đào Bạch, là nhà họ Viên." thế lực của người ta lớn đến mức con không tưởng tượng nổi đâu con, con muốn hại chết nhà họ Hà hay gì. Hà sán tức giận, mẹ. Mẹ anh ta quát lên, đi vô nhà. Ha ha ha. Thấy vậy, Đào Bạch lại bật cười. Ông ta đã nắm rõ chi tiết về nhà họ Hà trong lòng bàn tay. Để đảm bảo không có bất chắc gì xảy ra, ông ta còn đặc biệt đến tìm nhà họ Viên và Tuần Khải. Có hai người này ở đây, nhà họ Hà dù gan cỡ nào cũng không dám bảo vệ cho Giang Thần, một khi bảo vệ giang thần nhà họ hà sẽ phải đối mặt với sự trả thù của nhà họ viên một đội trưởng đội cảnh sát nhỏ nhoi thì có là gì chỉ cần nhà họ viên ra mặt sự nghiệp của anh ta sẽ lập tức tiêu tan đường sở sở giang thần đây là chuyện hai cô cậu tự gây ra hai cô cậu tự đi mà giải quyết đừng có liên lụy nhà họ hà đúng đó tự làm tự chịu đừng có kéo nhà họ hà vào ông đào à chuyện này không liên quan gì đến nhà họ hà các bậc trưởng bối trong nhà họ Hà lần lượt lên tiếng phủi sạch mọi quan hệ. Sắc mặt của người nhà họ đường cũng tràn ngập hoảng sợ. Chỉ mỗi giang thần là vẫn thong dong Chật chật, náo nhiệt giữ ta. Ngay lúc này, bên ngoài cửa nhà họ Hà lại vang lên một giọng nói. chương 174, sóng trước chưa yên, sóng sau đã ập tới. Mọi người lại nhìn về phía phát ra âm thanh, ở phía xa lại xuất hiện một nhóm người đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest, cách ăn mặc trông như những người thành đạt. Ông ta là Trần Ba. Đi sau ông ta là một thanh niên mặc áo ba lỗ màu đen, để tóc dài và trên người có xăm hình con rồng. Anh ta là Nghiêu Đại Phú. Ở phía sau cùng là hơn 20 anh em khác. Những người này đang khiêng cáng cứu thương. Có rất nhiều người đang nằm trên những cái cán đó, họ đều bị thương rất nặng, miệng thì không ngừng kêu rên đau đớn, khốn khổ. Những người này là ai? ai nấy nhà họ hà đều nhìn nhau trong nghi hoặc hà huỳnh đồng bước tới trầm mặc nhìn họ ông ta không dám lỗ máng chỉ nhẹ nhàng hỏi mọi người đây là giang thần đâu như đại phú phớt lờ hà huỳnh đồng anh ta hung hăng hét lên mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về giang thần đường sở sở cũng mang theo vẻ mặt khó hiểu lại xảy ra chuyện gì nữa đây cô cảm thấy như đại phú có hơi quen quen nhưng lại không nhớ bản thân đã gặp ở đâu Giang thần nhìn như Đại Phú và lập tức nhận ra, đây là người đã gây chuyện tối qua. Anh bước lên phía trước, vẻ mặt ung dung, anh điềm tĩnh nói, tôi ở đây, sao, có chuyện gì? Vừa thấy Giang thần, như Đại Phú đã rút ra một con dao sắc bén và lao về phía nhanh về phía anh, anh ta hét lên, tao giết mày, trả mạng lại cho anh em tao. Giang thần lướt nhẹ để tránh khỏi lưỡi dao, sau đó lấy tốc độ nhanh như gió nắm chặt cổ tay như Đại Phú rồi dùng lực bẻ cổ tay anh ta. A, à, Nưu đại phú kêu la thảm thiết, cơ thể cúi gập xuống, cùng với đó là vẻ mặt đau đớn tột cùng. Cút, Giang Thần hất mạnh tay, sau đó nhấc chân lên đá đối phương. Cú đá của anh khiến Nưu đại phú bay xa khoảng 2 mét, cái đó còn lăn lộn trên mặt đất vài vòng. Anh ta đau đớn hét to và nằm mãi trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Người nhà họ Hà nhìn thấy cảnh này cũng ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ đều đoán ra rằng giang thần lại gây chuyện tuần khải thấy trần ba thì cũng cau mày ông ta bước tới cười nói với trần ba anh trần thật là trùng hợp sao anh cũng tới đây trần ba liếc nhìn ông ta và lập tức nhận ra tuần khải hai người họ đều là những người trong thế lực ngầm của giang bắc nên quen biết nhau là lẽ đương nhiên anh tuần đây mà sao anh lại ở nhà họ hà tuần khải cười nói ở đây có kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dám đắc tội với anh Đào, nên tôi mang theo vài anh em tới đây đòi lại công bằng cho anh Đào ấy mà. Trần Ba liếc nhìn Đào Bạch rồi gật nhẹ đầu với ông ta xem như chào hỏi. Sau đó Trần Ba lập tức nói, xem ra mục đích của chúng ta là giống nhau. Tối qua, thằng nhãi giang thần này đã đánh vài anh em của tôi, nên hôm nay tôi cũng tới đây để tính sổ. Ông cụ Hà nhanh trí đứng ra nhìn họ rồi vội vàng nói, chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Hà chúng tôi, giang thần không phải người nhà họ hà vậy sao trần ba lạnh lùng nói giang thần là con rể nhà họ đường mà vợ của đường bác là hà diễm mai cũng chính là con gái của ông ông còn dám nói nó không có liên quan gì tới nhà họ hà thật thật sự là không có liên quan bà hà thực sự đang rất sợ hãi tất cả họ đều là những nhân vật khét tiếng giang hồ không thể đắc tội bà ta vội vàng nói tôi sẽ lập tức gạch hà diễm mai khỏi gia phả từ giờ trở đi Hà Diễm Mai không còn chút quan hệ gì với nhà họ Hà nữa. Sắc mặt Hà Diễm Mai tái mét, bà ta quát mắng, thằng Giang thần chết tiệt, rốt cuộc mày đã gây ra chuyện gì, tại sao mới tới Giang Bắc có một ngày mà lại đắc tội nhiều người vậy hả? Đường sở sở cũng không hiểu nổi. Cô biết chuyện của Đào Bạch, nhưng những người này là thế nào chứ? Cô nhìn về phía Giang thần. Giang thần vẫn điềm tĩnh đến lạ, chẳng thèm xem những người này ra gì ánh mắt Đào Bạch và Trần Ba đổ dồn về Giang Thần. Đào Bạch chửi bới, thằng nhãi, khuôn hồn thì xéo ra đây cho tao chặt chân, rồi để con vợ mày theo tao, chuyện này sẽ coi như kết thúc. Trần Ba chỉ về phía những anh em bị đánh gãy chân đang nằm trên cán, rồi lạnh lùng nói, đánh người ta cho đã rồi bỏ qua là bỏ qua thế quái nào. Đâu có dễ vậy, bồi thường 2 tỷ nhân dân tệ thì ok cho qua. Nếu nhà họ đường không có tiền thì nhà họ hà buộc phải chi. Còn nếu không đưa, hừ vậy thì đừng trách sao tao không khách khí người nhà họ Hà im thiên thiết mục đích những người này tới đây là vì gian thần nên người nhà họ Hà rất thức thời không dám hé lời nhưng Hà Huỳnh Đồng thì lại không nuốt trôi cục tức này hàm hồ ông ta đứng dậy chửi mắng đây là nhà họ Hà tôi xem ai dám làm loạn bố bố đừng nói nữa mình không đắc tội nổi đâu đúng đó bố đây không phải chuyện của chúng ta bố đừng can dự vào Bố, bố biết người ta là ai không? Đây là Trần Ba, là ông hoàng thế lực ngầm của Giang Bắc. Con nghe người ta đồn, từng có một gia tộc đắc tội ông ta, kết cục là không những táng ra bại sản mà còn rơi vào lao lý. Người nhà họ Hà lần lượt lên tiếng ngăn Hà Huỳnh Đồng tham dự vào. Nhưng Hà Huỳnh Đồng là lão thành cách mạng, sao ông ta có thể dễ dàng để những người này làm loạn như vậy? Ông ta lôi điện thoại ra gọi cho học trò mà mình tự hào nhất, cũng chính là cục trưởng cục thành phố, Tiểu Hải, là thầy đây, thầy là Hà Huỳnh Đồng, chuyện là thế này, bây giờ đang có rất nhiều người tới nhà họ Hà kiếm chuyện. Trong văn phòng cục trưởng, Trịnh Hải nhận được điện thoại của Hà Huỳnh Đồng. Hà Huỳnh Đồng là thầy của ông ta, đã từng giúp đỡ anh ta rất nhiều chuyện. Có thể nói, nếu năm đó không có Hà Huỳnh Đồng thì sẽ không có ông ta của bây giờ. Nhưng sáng hôm nay, cấp trên đã đặc biệt gọi điện nhắc nhở ông ta rằng không được nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hà, nếu không sẽ không ai bảo vệ được ông ta. Thầy à, thật lòng xin lỗi thầy, con thật sự đang rất bận, không có thời gian rảnh. Hay vậy, để hôm nào rảnh con đem quà tới nhà họ Hà thăm thầy nha, cứ vậy nha thầy, con tắt máy đây. Tút tút tút. Hà Huỳnh Đồng đang định nói gì đó, nhưng Trịnh Hải đã tắt máy. Chuyện gì đây chứ? Sắc mặt Hà Huỳnh Đồng rất nghiêm trọng. Tuy ông ta đã có tuổi nhưng vẫn chưa tới mức già rồi hồ đồ. Từ sự qua loa lấy lệ của Trịnh Hải, ông ta đã nhận ra rằng người mà Giang Thần đắc tội chắc chắn là một nhân vật vô cùng thế lực, át là đã có người nhúng tay vào chuyện này. Người nhà họ Hà nhìn về phía Hà Huỳnh Đông. Trần Ba bật cười, ông Hà, ông gọi cho cục trưởng Trịnh đó à, e là phải khiến ông thất vọng rồi. Hôm nay, dù có là cục trưởng Trịnh cũng không bảo vệ được nhà họ Hà. Tôi nói rồi, tôi là người rất giữ chữ tín, đưa hai tỷ đây, chuyện này sẽ coi như chấm dứt, nếu không nếu không thì sao gương mặt của hà huỳnh đồng trầm xuống trông rất đáng sợ đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hà sán vang lên sau khi nghe nội dung trong điện thoại anh ta khủy xuống đất tiêu rồi tiêu thật rồi con tiêu thật rồi người nhà họ hà nhìn về phía anh ta hà huỳnh đồng không hiểu hà sán chuyện gì ông ông nội sắc mặt hà sán tái mét anh ta bất lực nói cháu cháu bị cách chức rồi cùng lúc này tất cả người nhà họ Hà đều lần lượt nhận được thông báo, bọn họ đều bị đuổi việc. Chuyện này khiến nhà họ Hà cực kỳ hoảng loạn. Ha ha ha, như đại phú đứng dậy, cười ha hả như tên điên. Hôm nay, nếu tụi bây không cho bọn tao một câu trả lời thỏa đáng, hư, chuẩn bị tinh thần đi, nhà họ Hà sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Bắc. Nghe vậy, người nhà họ Hà càng thêm sửng sốt tột độ. Giang thần, bố cha thằng phế vật nhà mày, rốt cuộc mày đã gây ra chuyện gì? đường sở sở mày đúng là đồ sao trổi tôi đã nói đường sở sở là sao trổi rồi mà mấy người đâu có tin hà diễm mai bà nhìn đứa con gái bà sinh ra với thằng con rể tốt đẹp của bà kia các người muốn nhà họ hà phải gánh bao nhiêu tội nữa mới vừa lòng đây hả người nhà họ hà liên tiếp chỉ trích cả nhà hà diễm mai nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ đây cả hà diễm mai giang thần đường sở sở và đường bác đều đã chết tỷ tỷ lần hôm nay nếu tụi bây không cho bọn tao một câu trả lời thỏa đáng, hư, chuẩn bị tinh thần đi, nhà họ Hà sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Bắc. Đường sở sở mày đúng là đồ sao trổi. Tôi đã nói đường sở sở là sao trổi rồi mà mấy người đâu có tin. chương 175, lật ngược tình thế. Chỉ trong chốc lát, cả nhà họ Hà đều đã bị đuổi việc. Do đó người nhà họ Hà ai nấy cũng cực kỳ hoảng loạn. Liên tiếp nguyền rủa nhà họ đường trên gương mặt của đường sở sở cũng dần mang theo vẻ nghiêm trọng vốn là bữa tiệc tốt đẹp sao tự dưng lại xảy ra nhiều chuyện vậy chứ cô cũng đang nghĩ cách cô muốn gọi điện thoại cho cậu giang thần bí ở giang trung nhưng cô lại không có số điện thoại của anh ta túm đầu thằng nhãi giang thần ra đây đào bạch ra lệnh người nhà họ hà đều hoảng hết cả lên ai nấy cũng nhanh chân lùi về phía sau đường bắc và đường tùng cũng lùi hết về phía xa hà diễm mai cũng nhanh tay kéo đường sở sở lùi về sau sau đó mười mấy thanh niên mặc đồ đen tiến lên phía trước bao vây giang thần giang thần nhìn tất cả những người đang có mặt tại nhà họ hà anh thản nhiên như thể chẳng chút đếm xỉa gì tới họ bây giờ các người rời đi còn kịp đó nếu không đợi lát nữa có muốn đi cũng không đi được đâu các người không biết vợ tôi là ai à sau lưng vợ tôi có lão đại chống lưng các người biết cậu giang thần bí của giang trung không người đó là ông trùm quyền thế che trời chứ không phải tôm tép như ai đâu ha 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 đào bạch cười lớn và nói bày đặt cậu giang thần bí này nọ đồ hôm nay cho dù có là ông trời tới thì cũng không cứu được mày vậy sao đúng vào lúc này một người đàn ông trung niên tiến vào sảnh nhà họ hà giọng nói ông ta uy nghiêm như một tiếng sấm rền vang bên tai của tất cả mọi người tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, trên người mặc một bộ vest màu xanh lục giản dị, bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại toát lên một khí chất bất phàm. Phía sau ông ấy còn có hai người đàn ông khác đi theo. Nhìn thấy họ, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Viên Thành. Thân là người nhà họ Viên, người thừa kế sản nghiệp mấy trăm tỷ của gia đình, ông ta sao có thể không biết thân phận của người đàn ông trước mặt. Đây chính là người đứng đầu của quân khu Giang Bắc. Sự tồn tại của ông mang tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thành phố này. Tướng, tướng quân Niếp. Sắc mặt của Viên Thành rất khó coi, ông ta miễn cưỡng gọi một tiếng. Niếp Vân bước tới nhìn hàng trăm người đang bao quanh nhà họ Hà, sắc mặt của ông ta trầm xuống, ông ta quát lớn, chuyện gì đây hả? Giang thần nói, những người này tới nhà họ Hà kiếm chuyện. Hình như ông ta là người nhà họ Viên, lai lịch có chút ghê gớm. Còn cả ông ta nữa, tên là Trần gì gì đấy hình như không phải người lương thiện gì, với cả hình như ông ta quen biết mấy đại ca giang hồ, dở thủ đoạn âm thầm đuổi việc hết người nhà họ hà. Ồ, là vậy sao, còn có cả chuyện này nữa à? Nhếp Vân nhìn Viên Thành và Trần Ba, rồi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, ông ta lại tiến về phía giang thần và mỉm cười với anh. Kế đó lại đi đến trước mặt đường sở sở, ông ta cười và nói, cô sở sở, tôi tới muộn rồi, cô không sao chứ, có bị dọa sợ không? hả? Đường sở sở hơi sướng sốt. Đây chẳng phải là tướng quân niếp sao. Cô cũng từng gặp ông ấy vài lần. Một lần là tại tiệc mừng thọ của đường Thiên Long, một lần là lúc cô tới Giang Bắc tại hiệu thuốc đệ nhất. Và đây là lần thứ ba. Tướng, tướng quan niếp, sau một lúc sửng sốt, cô mới bắt đầu mở miệng chào hỏi, nét mặt cô như thể được yêu ái quá hóa yêu sầu. Sau khi Niếp Vân chào hỏi đường sở sở xong, ông ta xoay người lại và nhìn về phía đảo Bạch, Viên Thành, Tuần Khải, Trần Ba và Ngưu Đại Phú. Ánh mắt ông ta lướt tới đâu, người ở đó run sợ tới nấy. Viên Thành cũng không chịu được nữa, ông ta quỳ phịch xuống đất. Tướng, tướng quân Niếp, chuyện này không hề liên quan gì tới tôi, là do Đào Bạch ép tôi tới đây, không liên quan gì tới tôi cả. Đào Bạch trợn tròn cả mắt. Đây là người thừa kế của nhà họ Viên, là người có địa vị và quyền lực vô cùng lớn ở Giang Bắc, sao giờ lại quỳ dạp trước mặt người đàn ông này? Ông ta gọi người đàn ông này là tướng quân Niếp. Tướng quân Niếp này rốt cuộc là ai? Giang Thần vội vàng đứng ra và nói, "Tướng quân Niếp, chính ông ta là người uy hiếp nhà họ Hà, nói chỉ cần vài phút là có thể khiến nhà họ Hà phá sản." "Được lắm." Sắc mặt của Niếp Vân trầm xuống, ông ta lôi điện thoại ra gọi điện, một loạt mệnh lệnh được đưa ra, thông báo cho tất cả những bộ phận có liên quan đi điều tra nhà họ Viên cho tôi, suy xét kỹ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc. Nếu có chỗ mờ ám, cần tạm ngừng kinh doanh thì cứ ngừng, cần niêm phong thì cứ niêm phong. Lập tức chấp hành mệnh lệnh. Viên thành toát hết mồ hôi lạnh. Sản nghiệp nhà họ viên lên đến hàng tỷ nhân dân tệ, để có thể đạt được thành tựu như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút việc làm không đoan chính. Bây giờ cấp trên mà điều tra thì nhà họ viên coi như xong đời. Ông ta quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tướng quân niếp, chuyện này không hề liên quan tới tôi, cũng không hề liên quan tới nhà họ viên, tất cả đều là do đào bạch. Tuy nhiên, dù cho viên thành có dập đầu thế nào thì Niếp Vân cũng không chút quan tâm. Ông ta nhìn về phía Tuần Khải. Giang thần lại nói, tướng quân Niếp, hình như người này có mở một công ty bảo vệ gì gì đó. Ông ta nói công ty của ông ta có hơn 30.000 người, có thể tìm nhà họ Hà gây chuyện bất cứ lúc nào, còn nói cái gì mà sẽ khiến cuộc sống nhà họ Hà trở nên tăm tối, không dám bước ra khỏi cửa. Hửm! Sắc mặt của Niếp Vân trầm xuống, ông ta nói, không ngờ ở Giang Bắc lại có một công ty bảo vệ như vậy, đúng là gan to bằng trời. Coi bộ công ty bảo vệ này cũng không đàng hoàng gì, phải điều tra một chút mới được. Nghe vậy, sắc mặt Tuần Khải tái mét, hai chân cũng trở nên mềm nhũn, ông ta quỳ phịch gối xuống. Tướng quân Niếp, chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Niếp Vân nói với người đàn ông ở bên cạnh, gọi điện cho mấy bộ phận có liên quan, bắt hết tất cả những người tới nhà họ Hà gây chuyện cho tôi. Tuân lệnh người nhà họ hà nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng mất chữ a mồm chữ o người này là ai mà lại khiến những nhân vật thế lực đều phải quỳ gối trước mặt ông ta sau đó giang thần lại chỉ tay về phía trần ba và nói tướng quân niếp tên này cũng trâu bò lắm hình như cũng không phải dạng vừa vì ông ta mà hình như tất cả người nhà họ hà đều bị đuổi việc nói xong anh chỉ về phía hà sán và nói còn không nhanh tới đây chào tướng quân niếp hà sán vẫn còn rất bàng hoàng Thân là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, làm gì có chuyện anh ta không biết tướng quân Niếp. Chẳng qua là lúc trước anh ta chỉ được nhìn thấy ông ấy trên tivi. Anh ta không ngờ, lãnh đạo quân khu Giang Bắc lại đích thân tới nhà họ Hà. Tiếng gọi của Giang Thần như thức tỉnh anh ta khỏi cơn bàng hoàng, anh ta nhanh chóng bước tới, đứng thẳng, cúi người và rõng rạc nói, "Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hà Sán của khu Đông Giang Bắc chào tướng quân Niếp." Giang Thần hừ lạnh một tiếng, Đừng có mà bôi vàng lên mặt mình nữa, cậu bị đuổi việc rồi. Chuyện này, Hà Sán ngượng ngùng. Những lời mà Giang Thần nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói của anh đều như nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Trần Ba. Bây giờ ông ta mới nhận thức sâu sắc rằng bản thân coi như xong đời rồi. Không những bản thân mình xong đời mà ngay cả người sau lưng ông ta cũng tiêu. Tướng quân Niếp, là lỗi của tôi. Trần Ba quỳ phịch dưới đất giọng nói run rẩy hiện rõ sự sợ hãi. Nhiếp Vân nói với một người khác ở bên cạnh, điều tra bối cảnh của tên nhóc này cho tôi, những người có liên quan tới chuyện này thì đừng hòng thoát tội. Tuân lệnh, ngôn tình tổng tài. Nghe vậy, Trần Ba sợ hãi tới mức lăn đùng ra ngất. Người nhà họ hà thì tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Tình thế đảo ngược quá nhanh. Nhanh tới mức bọn họ không kịp phản ứng lại. Sau khi giải quyết xong, Niếp Vân đi tới bên cạnh Hà Huỳnh Đồng và bắt tay ông ta. Ông Hà, nghe danh ông đã lâu, rất muốn tới gặp nhưng mà bận quá không có dịp. Hà Huỳnh Đồng kích động tới mức rơi nước mắt. Thân là lão thành cách mạng, sao ông ta có thể không biết Niếp Vân? Cho dù chưa gặp qua bao giờ nhưng ông ta cũng đã nhìn thấy vô số lần trên TV. Tướng, tướng quân Niếp. Hà Huỳnh Đồng vô cùng kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Ông Hà, ông đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Niếp Vân bắt đầu bắt chuyện làm quen với Hà Huỳnh Đồng. Còn Giang Thần thì lại đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, anh giơ ngón tay cái lên thành hình dấu like và nói: "Bà xã, em giỏi thật đấy, ngay cả tướng quân Niếp cũng phải nể mặt em." "Hả, nể mặt em hả?" Đường Sở Sở ngỡ ngàng. Các đấng tai to mặt lớn của giới kinh doanh nể mặt cô thì đã đành, nhưng sao có chuyện một vị tướng lừng danh của quân đội cũng nể mặt cô? cậu Giang thần bí kia có thân phận gì, rốt cuộc anh ta là một người thế nào. Nhiếp Vân vừa tới đã dễ dàng giải quyết tất cả rắc rối của nhà họ Hà. Nhiếp Vân cùng với Hà Huỳnh Đồng nói về một số chuyện của cách mạng, còn những người trẻ tuổi đều đứng ở một bên. Còn những người tới gây chuyện thì quỳ cả dưới đất, dén đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đến giờ phút này, đường Tùng lại bắt đầu kiêu ngạo, khoe khoang với đám người nhà họ Hà. Đấy, mấy người thấy gì chưa? chị của tôi rất lợi hại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Sở Sở, ai đấy cũng kinh ngạc. Còn Giang Thần lại ngồi ở bên cạnh hút thuốc. Hà Tâm thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn về phía Giang Thần. Mọi người đều cho rằng Niếp Vân tới đây là để lấy lòng Đường Sở Sở, nhưng nào có ai ngờ Niếp Vân tới đây thực chất là vì Giang Thần. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 176, cầu xin tha thứ nhiếp vân vẫn chưa rời đi mà tạm thời vẫn ở lại nhà họ hà cùng nói mấy chuyện liên quan tới cách mạng với hà huỳnh đồng còn lớp trẻ nhà họ hà thì lại vây quanh đường sở sở không ngừng lấy lòng cô thấm thoát một tiếng đồng hồ trôi qua hơn trăm chiếc xe quân đội xuất hiện ở phía ngoài sân nhà họ hà một nhóm người mặc quần áo vũ trang xuất hiện lúc này nhiếp vân mới đứng dậy đi tới giữa sân những người dẫn đầu đoàn quân đi tới họ đứng nghiêm và chào hỏi theo tác phong quân đội Tướng quân Niếp, giọng nói rõng rạc. Niếp Vân phất tay, sau đó chỉ vào những người đang quỳ trên mặt đất và phân phó, áp giải những người này đi, điều tra nghiêm minh, trừng trị nghiêm khắc. Tuân lệnh, áp giải đi. Toàn bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí tiến lên áp giải tất cả những người đang quỳ trên mặt đất đi. Sau khi dẫn người đi thì lúc này Niếp Vân mới gọi người đem loại thuốc lá mà ông ta đã đặc biệt chuẩn bị đưa cho Hà Huỳnh Đồng. Ông Hà cứ yên tâm, người nhà họ Hà sẽ được khôi phục lại chức vị nhanh thôi. Còn những người gây ra chuyện này chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm minh. Hà Huỳnh Đồng nắm lấy bàn tay của Niếp Vân, gương mặt của ông ta kích động và nói có tướng quân Niếp chính là một niềm hạnh phúc vô bờ của người dân Giang Bắc. Vì nước yêu dân, vì dân phục vụ thôi mà, Niếp Vân cười và nói, ông Hà, tôi còn có việc phải làm, nên không trò chuyện với ông được nữa, khi nào có thời gian tôi lại tới thăm ông, tôi xin phép về trước nói xong ông ta đi tới bên cạnh đường sở sở đường sở sở vội vàng đứng dậy cô sở sở tôi về trước nhé nhiếp vân phải đi nhưng ông ta vẫn tới để hỏi ý của đường sở sở còn về phía giang thần ông ta biết giang thần kín tiếng không muốn bản thân bại lộ thân phận ông ta cũng biết giờ đây người mà giang thần quan tâm nhất chính là đường sở sở chỉ cần đường sở sở vui vẻ thì giang thần ắt cũng vui theo a à, ơm đường sở sở được yêu ái mà cảm thấy lo sợ Đi thì đi đi, hỏi tôi làm gì chứ? Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi chứ chẳng phải ông to bà lớn gì cả. Tướng quân Niếp, nếu ông bận thì ông cứ đi. Ừm. Niếp Vân xoay người rời đi. Khi mới bước được mấy bước, ông ta đột nhiên nhớ tới giấy chứng nhận của Giang Thần. Ông ta đi tới trước mặt Giang Thần và nói, "Này, Giang Thần, cậu tới đây tôi có chuyện cần nói." Giang Thần gật đầu. Dưới bao nhiêu con mắt nhìn tới, Giang thần đi theo Niếp Vân ra ngoài sân nhà họ Hà. Ở ngoài sân, Niếp Vân lấy tờ giấy chứng nhận Hắc Long, ông ta dùng hai tay đưa cho Giang thần. Giang thần nhận lấy và điềm tĩnh nói cảm ơn. Nói xong anh xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước anh lại dừng lại và nói, đúng rồi, người tên Hà Sán kia rất được, là nhân tố có thể bồi dưỡng. Vâng, tuân lệnh, Niếp Vân tuân lệnh. Giang thần cười nhạt. Cả nhà họ Hà rất ít người dám đứng ra lên tiếng, chỉ có ông cụ Hà là một và Hà Sán là hai. Tuy Hà Sán đã bị mẹ lôi lại, nhưng khi đối mặt với nhiều người có thế lực thì lại không chút sợ hãi, đó là điểm rất đáng tuyên dương. Giang thần đi vào bên trong. Đường sở sở bước tới kéo lấy anh và hỏi, tướng quân niếp gọi anh ra ngoài làm gì vậy? Giang thần nói, không có gì, chỉ là hỏi anh xem em và tiêu giao vương có quan hệ gì. Hả, tiêu giao vương? Đường sở sở ngây cả người. Giang thần khẽ nói, tướng quân Niếp nói là do tiêu giao vương gọi điện thông báo cho ông ta, cho nên ông ta mới tới đây, ông ta hỏi anh xem rốt cuộc em và tiêu giao vương có mối quan hệ gì. Sắc mặt đường sở sở dần trở nên nghiêm trọng. Tiêu giao vương, cô và tiêu giao vương chẳng có chút quan hệ nào cả. Chẳng nhẽ là vì cậu Giang thần bí kia và tiêu giao vương rất thân thiết. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Vợ này, coi bộ cậu Giang thần bí kia có lai lịch rất ghê gớm, đến cả tiêu giao vương mà cũng quen. Tiêu giao vương là tổng soái năm sao, khắp cái quả đất này chỉ có 5 người có thể nhờ vả được tiêu giao vương, bốn người khác là đại soái, còn một người nữa chính là nhân vật trong Hoàng Triều Kinh Đô. Chuyện này, em cũng không biết nữa, sắc mặt của đường sở sở hơi mơ hồ. Giang thần cười nhẹ, anh đã nói nhiều như vậy, có lẽ đường sở sở đã có thể đoán được thân phận của cậu Giang thần bí kia. Sở sở, còn đứng đơ ra đó làm gì, lại đây ngồi đi này, một vị trưởng bối của nhà họ Hà lôi đường sở sở và tìm một chỗ cho cô ngồi xuống. Một đám người nhà họ Hà quay xung quanh. Bọn họ đều tra hỏi xem đường sở sở và Niếp Vân có mối quan hệ gì. Giờ khắc này, Hà Diễm Mai nở mày nở mặt, đã mười mấy năm rồi hôm nay là lần đầu tiên mà quay trở về nhà họ Hà mà thấy tự hào như vậy. Đường Tùng hội họp với lớp trẻ nhà họ Hà, sau đó bắt đầu khoe mẽ và tâng bốc cậu Giang Thần bí kia. Còn Giang Thần lại đi ra ngoài sân ngồi, anh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa sau đó thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã tới giữa trưa, cũng là lúc khai tiệc. Những người bạn thân thiết tới mừng thọ đều đã ngồi vào ghế. Đúng vào lúc này một chiếc xe xa hoa dừng phía ngoài sân nhà họ Hà, một người đàn ông trung niên mặc một âu phục quý phái đắt đỏ, khí chất người ngợi tiến vào. Trong tay ông ta cầm rất nhiều quà. Nhìn thấy người vừa tới, Hà nhuận kích động và đứng lên trong kinh ngạc ông ta nói là hứa vinh, người giàu nhất Giang Bắc. Ngoặc kép, chúc bà Hà phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Hứa vinh bước vào trong sân, hô gióng giạc, hứa vinh của nhà họ hứa xin tặng bà Hà 888 vạn tiền mặt, 88 bức tranh thư pháp cổ, cùng với một tượng Phật bằng ngọc. Những lời của hứa vinh khiến tất cả người nhà họ Hà đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả Hà Nhuận cũng bị sốc đến tận óc. Xong, người nhà họ Hà đều cảm thấy rất tò mò, người giàu có nhất giang bắc tại sao lại đột nhiên tới nhà họ hà mừng thọ nhà họ hà có mối quan hệ gì với nhà họ hứa sao hà huỳnh đồng đích thân đứng dậy vẻ mặt mang đầy vẻ nghi hoặc ông hứa ông ông đây là ánh mắt của hứa vinh quét quanh bốn phía sau đó nhìn về phía mà đường sở sở đang ngồi bỗng nhiên ông ta quỳ xuống mặt đất khiến tất cả người nhà họ hà hoảng hốt lại là chuyện gì nữa đây hứa vinh dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ông ta vừa quỳ vừa tiến tới chỗ đường sở sở sau khi tới bên cạnh đường sở sở ông ta không ngừng dập đầu và cầu xin cô sở sở xin cô hãy tha cho nhà họ hứa hả ông nói gì cơ đường sở sở đứng hình mấy năm giây sau đó mới vội vàng đứng dậy đỡ hứa vinh lên ông hứa ông đang làm gì vậy ông đứng lên đi cô sở sở nếu như cô không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên đâu rồi rồi tôi đồng ý với ông ông đứng lên trước đi lúc này hứa vinh mới chịu đứng dậy hôm qua ông ta đã dập đầu đến bị thương ở trán đến giờ máu lại chảy ra sắc mặt của người nhà họ hà ai nấy cũng sửng sốt đây đường đường là người giàu có nhất giang bắc nhưng giờ lại giống như một con chó sắp chết quỳ xuống dưới chân đường sở sở cầu xin lại cộng với việc đã xảy ra vừa nãy trời à người nhà họ hà ai nấy cũng ngơ ngác ngỡ ngàng Rốt cuộc Đường Sở Sở đã kết thân được với thần thánh phương nào? Sau khi Đường Sở Sở đỡ Hứa Vinh dậy, cô hỏi, "Ông Hứa, có chuyện gì vậy?" Hứa Vinh nói, "Cô Sở Sở, chuyện ở hiệu thuốc đệ nhất là do nhà họ Hứa tôi không đúng, cho nên tôi xin lỗi cô. Mong cô nói với tướng quân Niếp một tiếng, bảo ông ấy tha cho nhà họ Hứa." "Tôi, tôi đâu có quen tướng quân Niếp." Lời của Đường Sở Sở đã khiến Hứa Vinh hoang mang tột độ. Lúc Hứa Vinh đang định quỳ xuống lần nữa, Đường sở sở bèn vội nói, đừng, đừng quỳ nữa. Tôi đồng ý với ông, tôi sẽ bảo tướng quân niếp bỏ qua cho nhà họ hứa. Đội ơn cô, đội ơn cô. Hứa Vinh vui mừng như thể được ánh sáng chân lý soi sáng, sau khi đạt được mục đích, ông ta vội vàng rời đi. Sau khi ông ta rời đi, ánh mắt của tất cả người nhà họ hà lại lần nữa đổ dồn về đường sở sở. Đường sở sở nói trong vẻ mặt ngây thơ vô tội con, con không biết gì hết ác mọi người nhìn con làm gì? Sở sở, đứng đó chi, lại đây ngồi ăn nè con. Sở sở, uống chút nước đi. Sở sở, em bóp vai cho chị nha. chương 177, thỉnh cầu của Niếp Vân. Một bữa tiệc mừng thọ lại trở thành sân khấu tỏa sáng của đường sở sở. Bây giờ cho dù có là bà Hà cũng không có sức ảnh hưởng bằng đường sở sở. À, cả nhà đang ăn tiệc thì Hà sán nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh ta bật dậy và hét lên. Bà cụ Hà bất mãn, tự nhiên la làng la xóm. "Không phải, bà nội ơi, cháu vừa nhận được điện thoại, ha ha cháu được thăng chức rồi, còn được điều tới quân khu nữa." "Cái gì? Thăng chức hả?" Cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc. Chuyên TG ang đọc TG huyện T Yên, N. Khi khổng khi không, sao đột nhiên lại được thăng chức? Sau một lúc bất ngờ, tất cả mọi người lại nhìn về phía đường sở sở đường sở sở cũng có không hiểu chuyện gì, cô giải thích, sao tự nhiên nhìn con, chuyện này không liên quan tới con nha, con không biết gì đâu. Hà sán này, con được lên chức gì trong quân khu? Đúng đó anh sán, anh đừng giấu nữa, mau nói đi mà, anh lên chức gì dạ? Hà sán nói, con cũng không biết nữa, người ta chỉ gọi điện tới thông báo cho con phải tới quân khu báo danh. Vậy còn ngồi đó làm gì, mau đi đi chứ? Dạ hà sán ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà lập tức đứng dậy rời đi còn người nhà họ hà thì lại tiếp tục ăn cơm và trò chuyện cùng nhau trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của đường sở sở ở nhà họ hà được nâng lên rất nhiều cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người nịnh bợ vốn dĩ đường sở sở dự định đến chiều sẽ về nhưng người nhà họ hà lại không ngừng níu giữ cho nên hà diễm mai quyết định sẽ ở lại đây một đêm đường sở sở cũng đành thuận theo ý của hà diễm mai sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Sở Sở về phòng nghỉ ngơi. Cô ở yên trong phòng và nghĩ về chuyện của nhà họ Hứa. Cô vốn không quen Niếp Vân, nhưng cô đã lỡ đồng ý với Hứa Vinh rằng sẽ xin Niếp Vân bỏ qua cho nhà họ Hứa. Bây giờ không quen biết Niếp Vân, cô cũng cảm thấy rất là phiền não. "Vợ sao thế, không vui chuyện gì à?" Giang Thần bước tới ngồi bên cạnh cô. "Em..." Trên mặt của Đường Sở Sở hiện lên chút khó xử. Cô nói: "Em không quen tướng quân Niếp, nhưng em lỡ đồng ý với Hứa Vinh rồi, em phải làm sao đây?" Giang Thần cười nói: "Thì ra là vì chuyện này, anh vẫn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo chúng ta." "Hả?" Đường Sở Sở thất thanh kêu lên một tiếng, "Có người theo dõi chúng ta sao?" "Ừm." Giang Thần gật đầu, sau đó nói: "Chắc là người của Hắc Long ở Nam Hoang. Nếu anh đoán không nhầm, thì khả năng cao là do cậu Giang Thần bí kia sai đến để bảo vệ em." mà rất có thể cậu Giang thần bí kia cũng chính là Hắc Long Nam Hoang. Cho nên em yên tâm đi, có lẽ giờ tướng quân Niếp đã biết chuyện em đồng ý bỏ qua cho nhà họ Hứa rồi. "Hả?" Đường Sở Sở nhìn Giang thần và hỏi, "Sao anh biết?" Giang thần nói, "Đừng nói em quên chuyện anh từng là quân nhân của Nam Hoang rồi nha, hơn nữa anh cũng đã gặp qua chủ soái và biết chủ soái ấy họ Giang. Còn chuyện cảm nhận được có ai đó theo dõi mình?" thì đương nhiên là anh dựa vào trực giác và kinh nghiệm của một quân nhân rồi, nói chung là hết sức bình thường. Ồ, vậy sao? Trên gương mặt của đường sở sở hiện lên chút hoài nghi, cô không tin lời nói của Giang Thần là mấy. Nhưng mà cô lại rất có hứng thú với cậu Giang Thần bí kia, cô càng muốn biết thật nhiều thông tin liên quan tới anh ta cho nên không kìm chế được lại hỏi chủ soái Hắc Long Nam Hoang đó tên là gì. Giang Thần hơi do dự một chút rồi mới nói, chủ soái đó cũng tên Giang Thần, cùng họ cùng tên với anh luôn. Cũng vì sự trùng hợp này mà chủ soái rất yêu ái anh. Giang Thần Á, anh ta cũng tên Giang Thần thật á hả? Đường Sở Sở kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, Giang Thần nhìn Đường Sở Sở và hỏi, sao vậy, có gì không ổn hả? Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại, cô nói, không, không có gì. Người mà 10 năm trước cô cứu là Giang Thần, chẳng phải cũng chính là người yêu của Từ Thanh 10 năm trước ư? cô lại đi thích bạn trai của bạn thân sao? Nghĩ tới điều này cô lắc thật mạnh đầu mình, gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mình ra. Đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì đó, cô nhìn Giang Thần. Trông à, anh! Hừm, sao vậy? Đường sở sở lắc đầu và nói, không, không có gì. Cô muốn hỏi anh rằng, anh có phải là hắc Long? Nhưng cô đã từng gặp cậu Giang Thần Bí, tuy rằng người đó mang mặt nạ không thể nhìn thấy mặt nhưng mà khí chất của anh ta khác xa giang thần. Chồng của cô tuyệt đối không thể nào là cậu giang thần bí, lại càng không thể là hắc long được. Và cũng sẽ không phải là người vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô. Tuy đường sở sở không nói gì nhưng mà giang thần cũng đại khái đoán ra rằng đường sở sở đang nghi ngờ mình. Anh cũng không nói gì. Thoáng chốc đã đến buổi tối. Hà sán cũng đã trở về cả nhà đều quay xung quanh anh ta hỏi chuyện hôm nay anh ta đi tới quân khu. Gương mặt của Hà Sán có chút đắc ý, anh ta cười và nói, thân phận hiện tại của con có chút đặc biệt, chẳng những là thành viên của đội huấn luyện tác chiến mà còn là thân tín của tướng quân Niếp, dưới một người trên vạn người. Cái gì cơ? Hà Sán, thật hả? Là thân tín của tướng quân Niếp thật hả? Người nhà họ Hà đều mang vẻ mặt khó tin. Hà Huỳnh Đồng cũng kích động không thôi, Sán, chuyện này không đùa được đâu. Ông nội, cháu không đùa đâu, chuyện này do đích thân tướng quân nhiếp chỉ thị, ông ấy còn nói đợi sau khi cháu tham gia khóa huấn luyện xong thì có thể đi theo ông ấy, giúp ông ấy xử lý một số chuyện. Ngày mai cháu phải đi tới quân khu báo cáo và tham gia buổi thuyết giảng cuối cùng, sau đó sẽ đi tới Giang Trung tham gia huấn luyện 3 tháng. À đúng rồi, Hà Sán bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh ta nói, buổi thuyết giảng ngày mai cháu có thể dẫn theo 5 người nhà đi theo, ông nội, Ông nghĩ xem cháu nên dẫn ai đi đây. Anh Sán, em nè, em muốn đi. Em cũng muốn đi. Em lớn chứng này rồi mà vẫn chưa được đến quân khu bao giờ, anh Sán dẫn em theo với, em thật sự rất muốn xem thử coi nghi thức duyệt binh tuyển chọn chiến sĩ đặc nhiệm là thế nào. Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi. Bởi vì mối quan hệ của Hà Huỳnh Đồng cho nên từ nhỏ bọn họ đã rất sùng bái quân đội rồi. Bây giờ đang có cơ hội cho nên họ không thể bỏ lỡ hà huỳnh đồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói nếu như có được dẫn người nhà theo vậy thì dành cơ hội này cho mấy đứa trẻ để bọn chúng được mở mang tầm mắt đi cả gia đình túm tụm lại với nhau bàn bạc xem ai đi xem buổi tổng duyệt còn giang thần thì lại bước ra khỏi phòng và đi ra sân sau của nhà họ hà anh chỉ tùy tiện nói một câu bảo niếp vân tìm cơ hội nâng đỡ cho hà sán thôi ai mà ngờ được niếp vân lại sắp xếp hà sán làm thân tín bên cạnh chuyện này thật quá khoa trương sau khi anh ra ngoài anh gọi điện thoại cho Hoác Đông nói rằng muốn lấy số điện thoại của Niếp Vân. Hoác Đông đưa số điện thoại của Niếp Vân cho Giang Thần, sau đó anh lập tức gọi cho Niếp Vân nhắc nhở ông ta rằng mình đã đưa số điện thoại của ông ta cho Giang Thần, và nói cho ông ta biết số điện thoại của Giang Thần phòng trường hợp ông ta lại từ chối cuộc gọi. Niếp Vân lập tức gật đầu. Sau khi tắt điện thoại, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ nghi hoặc, chủ soái muốn số điện thoại của mình làm gì chứ, chẳng nhẽ mình làm sai chuyện gì hả ta? khi ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, chính là Giang thần, ông ta lập tức nghe máy, thái độ kính cẩn, chủ soái. Giang thần bất mãn trách móc, Niếp Vân, ông đang bày trò gì vậy? Tôi chỉ bảo ông cất nhắc Hà Sán một chút thôi, ông đưa hẳn cậu ta lên làm thân tín bên cạnh làm quái gì? Làm chuyện gì cũng phải từng bước một, há lại có chuyện một bước lên mây, chẳng nhẽ ông không biết đạo lý này? Chủ soái, tôi, lập tức hủy bỏ cho tôi tôi ghét nhất là cái loại lợi dụng quan hệ để thăng quan tiến chức. Tôi bảo ông cất nhắc, để bạt cậu ta một chút, chứ không có bảo ông giúp cậu ta một bước lên mây. Vâng, vâng, chủ soái nói phải. Nhiếp Vân lập tức gật đầu. Giang thần dậy bảo ông ta một hồi, Nhiếp Vân rất ngoan ngoãn lắng nghe. Cuối cùng ông ta cầu xin, chủ soái, nếu chủ soái đang ở Giang Bắc, vậy thì ngày mai cậu có thể tới quân khu một chuyến để giảng đạo cho lớp trẻ không? Tôi tin rằng, nếu họ biết anh tới, chắc chắn họ sẽ vui như được mùa và lấy đó làm niềm tự hào nhất cuộc đời cho xem. Nhiếp Vân đã biết chuyện Giang Thần là giáo quan chính trong khóa huấn luyện đặc biệt, nên ông ta mới to gan đưa ra thỉnh cầu này. Nếu không, bình thường có cho ông ta 100 lá gan ông ta cũng không dám nói. Chuyện này, Giang Thần có chút khó xử. Nếu như anh xuất hiện thì thân phận của anh sẽ bị lộ, bởi vì ngày mai sẽ có người nhà họ Hà đến xem. Chủ soái, tôi cầu xin cậu đấy. Cậu là vị thần trong quân đội, là niềm tin của mọi quân nhân, là... Ngoặc kép. Được rồi, tôi đồng ý với ông, nhưng mà hủy bỏ chuyện người thân được đi tới tham dự cho tôi, vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nhiếp vân vui mừng. Sau khi tắt điện thoại, Giang thần sờ mũi và cười lẩm bẩm là vị thần trong quân đội, là niềm tin của mọi quân nhân. Người khác chỉ biết các câu chuyện của anh, biết anh là một huyền thoại, nhưng không ai biết trong mười mấy năm qua anh đã trả giá những gì chương 178, khiêu chiến. Sau khi Giang Thần tắt điện thoại, anh ở bên ngoài hút một điếu thuốc xong mới tiến vào trong phòng. Người nhà họ Hà vẫn còn đang thảo luận xem ai sẽ được đi theo. Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hà Sán vang lên. Anh ta nghe điện thoại. Vâng, vâng thưa tướng quân Niếp, tôi hiểu rồi. Anh ta nghe xong bèn tắt máy. Người nhà họ Hà đều nhìn anh ta. Hà Huỳnh Đồng hỏi, Sán, tướng quân niếp gọi điện cho cháu hả? Dạ. Hà sán hít một hơi thật sâu sau đó nói, ông nội, cháu nói cho ông một tin tốt. Ngày mai, chủ soái Hắc Long của Nam Hoang sẽ xuất hiện ở quân khu để đưa ra phát biểu cho các thành viên trúng tuyển vào đội huấn luyện đặc biệt. Nói xong, anh ta kích động nhảy lên. Chủ soái Hắc Long đó, cuối cùng cũng có thể gặp được vị thần trong quân đội rồi. Người nhà họ hà mắt cho A mồm chữ O. Chủ soái Hắc Long chủ soái hắc long tới giang bắc rồi sao đường sở sở cũng có một chút thất thần trong lòng thầm nghĩ cậu giang thần bí cũng tới giang bắc rồi sao hà sán sau khi kích động một lúc thì ngồi xuống anh ta tiếp tục nói nhưng tướng quân niếp báo là sẽ hủy bỏ việc người nhà được đến xem nên lần này cháu không thể dẫn mọi người theo được rồi nói xong mấy người nhà họ hà ai nấy cũng mang vẻ mặt thất vọng nhưng khi nghĩ tới việc ngày mai hà sán sẽ được gặp vị thần trong quân đội chiến thần của đất nước thì cũng vô cùng kích động. Họ vây lấy Hà Sán. Anh Sán, anh có thể giúp em xin chữ ký người đó không? Anh Sán, ngày mai anh nhất định phải kể lại cho em nghe những gì mà chủ soái Hắc Long nói đó nha. cả đám vây quanh Hà Sán. Còn Hà Tâm thì lại nhìn về phía Giang Thần. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, anh rể đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại muốn tới quân khu? Tuy cô ta rất thắc mắc, nhưng mà đó là chuyện của Giang Thần, nên cô ta cũng không dám hỏi. Cả đêm hôm nay Đường Sở Sở rất thất vọng. Tại một căn phòng ở tầng 3 trong nhà họ Hà. Đường Sở Sở nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót và thẫn thờ nhìn trần nhà. Giang Thần cũng ngồi ở bên cạnh, trong lòng anh mang theo phiền muộn, ngày mai phải tìm cái cớ gì để rời đi đây. Vốn dĩ anh không hề muốn đi, chỉ là chuyến đi Giang Bắc này, Niếp Vân đã giúp anh rất nhiều, nếu như ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này mà anh cũng không làm được thì đúng là nhỏ mọn. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng và ngồi trên ban công, sau đó lấy một điếu thuốc ra hút. Sau đó lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Tâm. Ngày mai anh phải đi tới quân khu một chuyến, em nghĩ cách giúp anh để anh tạm thời rời đi không để sở sở nghi ngờ. Hà Tâm đang nằm trằn trọc trên giường chưa ngủ được. Sau khi nhìn thấy tin nhắn thì cô ta lại càng không ngủ được, cô ta bắt đầu nằm nghĩ cách giúp Giang Thần. Màn đêm vắng lặng cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau, sáng sớm hà sán đã đi tới quân khu báo cáo còn người nhà họ đường vẫn chưa rời đi họ dự định ăn xong cơm trưa rồi mới về hà tâm đi tới bên cạnh đường sở sở cô ta cười và nói chị sở sở chúng ta ra ngoài chơi đi lâu lắm rồi chị chưa về giang bắc mấy năm nay giang bắc thay đổi nhiều lắm để em dẫn chị ra ngoài tham quan cũng được quả thật là rất nhiều năm rồi đường sở sở mới trở về giang bắc nếu lần này đã tới thì phải đi dạo quanh một chuyến cho thỏa thích mới phải. Anh rể, anh có đi không? Hà Tâm nhìn Giang Thần, cô ta nháy đôi mắt ra hiệu. Giang Thần xua tay và nói, "Thôi, anh không đi đâu. Không cần phải để ý anh ấy đâu, Đường Sở Sở lôi kéo Hà Tâm. "Chị, em cũng muốn đi," Đường Tùng cũng lên tiếng xin đi. Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi cùng. Rất nhanh sau đó Hà Tâm đã dẫn Đường Sở Sở và người nhà họ Hà bước ra cổng sau khi thấy họ đã đi xa giang thần mới đi ra ngoài và nhanh chóng lái xe tới quân khu quân khu giang bắc trên sân huấn luyện đang có hàng trăm nghìn quân nhân đứng đó ai nấy cũng đứng thẳng người vô cùng nghiêm túc họ đều là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau họ là thành viên của đội huấn luyện tác chiến đặc biệt xung quanh còn có rất nhiều quân nhân khác mang đủ loại quân hàm từ lớn cho tới nhỏ cấp bậc từ tướng cho tới lính cả một quân khu quy tụ hơn trăm nghìn người những người này đều đang kiên nhẫn đợi chờ. Đợi một người tới, người đó không ai khác mà chính là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang. Là một trong ngũ soái của đất nước, là vị thần của quân đội, là chiến thần Hắc Long của đất nước. Hàng trăm nghìn người có mặt ở đó ai nấy cũng yên lặng đến lạ lùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không bao lâu sau, một chiếc xe Maserati từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến, đến rồi sao? hắc long đến rồi ư. Tất cả mọi người đều ngừng hít thở, họ chìm chằm chằm chiếc xe Maserati đang xuất hiện trước mặt mình. Hà Sán cũng như hàng trăm nghìn quân nhân khác, thấy chiếc xe này, trong phút chốc anh ta có chút thất thần. Đây chẳng phải là xe của Giang Thần, chồng của đường sở sở sao, sao chiếc xe này lại tới quân khu. Ở bốn phía toàn là quân nhân. Dưới ánh mắt của vô số người, cửa xe được mở ra, một thân hình cao lớn mặc quần áo hết sức bình thường bước xuống xe cúi chào. Một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều đứng thẳng người giơ tay phải lên, ngón giữa chạm vào lông mày. Động tác gọn gàng và dứt khoát. Nhiếp Vân ăn mặc chỉnh tề bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Giang Thần, ông ta lễ phép nói, "Nhiếp Vân của quân khu Giang Bắc kính chào chủ soái Hắc Long, tất cả thành viên trong đội huấn luyện đặc biệt đã tập trung đông đủ, mời chủ soái phát biểu." Giang Thần phẩy nhẹ tay. Sau đó, dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người, anh đi đến trước mặt họ. Hà Sán nhìn thấy Giang Thần thì trên gương mặt của anh ta tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Sao, sao có thể chứ? Anh ta cảm thấy khó mà tin đây là sự thật. Anh ta không cách nào tin Giang Thần là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang, là một trong ngũ soái của đất nước, là chiến thần bảo vệ đất nước. Giang Thần ung dung đi tới, khi anh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người thì hơi thở ở trên người anh dường như thay đổi anh của giây phút này không còn là một giang thần lười nhắc kia nữa, mà thay vào đó là khí chất toát lên đầy sát khí. Loại sát khí này hình thành từ xương máu quân thù mà ra, loại sát khí này lập tức đè ép những quân nhân trẻ chưa trải mùi vị chiến tranh, khiến tất cả mọi người đang đứng phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Những tinh anh nổi bật giữa hàng trăm nghìn quân nhân khi đối mặt với giang thần cũng cảm thấy bản thân mình như đang đối diện với giã thú hung ác thời hồng hoang. Nghỉ một giọng nói uy nghiêm mang tới cảm giác không thể kháng kháng. Lúc này quân nhân mới buông tay xuống. Nếu như đã gia nhập đội tác chiến đặc biệt, trở thành một thành viên của đội huấn luyện vậy thì mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện. Trong tương lai, quốc gia sẽ cần sự giúp sức của các bạn, giang thần mở lời. Không nhiều lời lẽ, sau khi nói xong thì anh xoay người rời đi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh đi tới chiếc Maserati của mình, đúng lúc đang định mở cửa xe chủ soái một giọng nói truyền tới giang thần dừng động tác và quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói một người đàn ông khoảng 40 tuổi nước da hơi ngăm đen đang chạy tới người đàn ông đó hành lễ sau đó to giọng nói tổng chỉ huy đội tác chiến đặc biệt phi ưng kính chào chủ soái ưng ừ. giang thần nhẹ gật đầu sau đó nói sao vậy có chuyện gì à phi ưng lớn giọng nói nghe danh chủ soái đã lâu biết chủ soái là chiến thần của đất nước còn nghe nói chủ soái là người mạnh nhất thiên hạ, y thuật cũng thiên hạ vô song. hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp, cấp dưới to gan, khẩn xin được lãnh giáo chủ soái, mong được chủ soái chỉ điểm. khiêu chiến tôi à, giang thần hơi nheo mắt lại. niếp vân đi tới khiển trách, phi ưng, ông đang làm gì đó, mau lui xuống. phi ưng đứng nguyên chỗ cũ lớn tiếng nói, tướng quân niếp, đây là tâm nguyện của tôi đồng thời cũng chính là tâm nguyện của đội tác chiến đặc biệt phi ưng hơn nữa nó cũng là tâm nguyên của tất cả quân nhân. Uy danh của chủ soái đều chỉ trong truyền thuyết giang hồ chứ chưa một người nào tận mắt nhìn thấy thân thủ của cậu ấy. Nói xong ông ta nhìn giang thần. Mong chủ soái đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của cấp dưới, để cấp dưới được mở mang thực lực của chủ soái. Giang thần khẽ gật đầu. Anh đi về phía trước và tới một bãi đất trống. Anh nhìn về phía phi ưng, sau đó giơ tay ra và nói, ra tay đi. Chủ soái, Xin phép đắc tội. Phi ưng vọt lên, khí thế giống như một con đại bàng hung ác. Năm ngón tay nắm chặt, biến nắm đấm thành móng vuốt sắc bén, tốc độ ra đòn nhanh như vũ bão, tràn đầy khí thế. Bịch, nhưng ngay sau đó, ông ta còn chưa tới gần Giang Thần thì cơ thể đã bay ra xa, ông ta rơi mạnh xuống đất, bụi bay tứ tung. Chương 179, tâm tư của Đường Sở Sở. Giang Thần đã đi rồi, hiện trường lại chết lặng chỉ có phi ưng nằm dưới đất, phát ra tiếng rên đau đớn. Phù, thật lâu sau mới có tiếng giật mình hoảng sợ truyền đến. Phi ưng là ai? Anh ta là sĩ quan huấn luyện của đội đặc biệt phi ưng, rất có bản lĩnh, anh ta đã huấn luyện ra đội đặc biệt phi ưng vô cùng có tiếng ở Giang Bắc. Đã từng dẫn dắt đội đặc biệt phi ưng chấp hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Mạnh như phi ưng, thế mà lại bị đánh bại bằng một chiêu. Thấy rõ không? chủ soái hắc long ra tay như thế nào hình như nhìn thấy rồi đấm một phát vào ngực huấn luyện viên phi ưng có không ít tiếng bàn tán vang lên còn giang thần thì không quan tâm nhiều như vậy anh cũng chỉ cho niếp vân một cái ơn nghĩa đến thể hiện một chút mà thôi sau khi lái xe rời đi anh gửi cho niếp vân một tin nhắn bảo ông ta nói lại cho người của quân khu giang bắc thân phận của anh là chuyện hết sức cơ mật mọi người đều phải ký bản thỏa thuận bảo mật không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của anh, bằng không sẽ xử lý theo pháp luật trong quân đội. Sau khi nhận được tin nhắn, Niếp Vân đứng ra, nhìn hơn 100 tinh anh được chọn ra từ các đơn vị, cất cao giọng nói, các cậu cũng nhìn thấy chủ soái Hắc Long rồi, thân phận của chủ soái là chuyện hết sức cơ mật. Những gì hôm nay nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ xử lý theo pháp luật trong quân đội, đã nghe thấy chưa? Đã nghe thấy, tiếng đồng thanh vang to. Giang thần lái xe về nhà họ Hà. Lượt đi lượt về chưa đến 2 tiếng. Mà đường sở sở và những người khác vẫn chưa trở về. Người nhà họ Hà không đợi gặp anh, nhìn thấy anh cũng sụ mặt, mà anh cũng không đi làm cái chuyện mặt nóng rán mông lạnh làm gì. Anh ngồi trên bậc thềm chơi Plan vs Zombie. Rất nhanh đã đến trưa. Đường sở sở và những người khác ra ngoài đã trở về. Sắp đến thời gian ăn cơm, Hà Sán cũng trở về. Phòng khách nhà họ Hà. Một đám con cháu nhà họ Hà vây quanh Hà Sán. Anh Sán, thế nào, đã nhìn thấy chủ soái Hắc Long chưa? Rốt cuộc vẻ ngoài của Hắc Long trông như thế nào? Chủ soái bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không? Đối diện với sự dò hỏi của đám con cháu nhà họ Hà, Hà Sán nhịn không được nhìn về phía Giang Thần đang ngồi chơi điện thoại vui vẻ trên sofa gần đó, anh ta hít sâu một hơi. Ai mà ngờ được, Giang Thần lại chính là Hắc Long. Cuối cùng bây giờ anh ta cũng biết, Niếp Vân hoàn toàn không phải vì đường sở sở mà đến. Ông ta đến vì Giang Thần. Anh ta cũng đã biết vì sao địa vị của Đường Sở Sở ở Giang Trung lại cao như vậy, là vì chồng cô là một nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực. Anh ta cũng đã biết, bởi vì Hắc Long, anh mới có thể được điều đến quân khu. Mặc dù bây giờ tạm thời không thể đi theo bên cạnh Niếp Vân, nhưng anh ta biết, tiền đồ sau này của anh ta là vô hạn. Anh, anh ta muốn lên tiếng nhưng anh ta đã ký bản thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ thân phận của Hắc Long. Anh, anh đã ký bản thỏa thuận bảo mật, không thể bàn tán về thân phận của chủ soái Hắc Long. Anh có thể nói cho các em một cách chắc chắn rằng, chủ soái Hắc Long rất đẹp trai, hơn nữa tuổi tác cũng sắp xỉ anh, quan trọng hơn là anh ấy đã kết hôn rồi, các em đừng có mê trai nữa. Hả, kết hôn rồi à? Ai mà hạnh phúc thế, có thể gả cho Hắc Long? Ôi, thanh xuân của em mất rồi. Không ít con gái nhà họ Hà kêu than. Đường Sở Sở cũng thấy rất hứng thú với Hắc Long, cô nhìn Hà Sán, hỏi, rốt cuộc là chủ soái Hắc Long trông như thế nào, có thể nói với chị không? Hà Sán nhìn Đường Sở Sở một cái. Ngay cả Đường Sở Sở mà Giang Thần cũng không nói sao? Em, em thật sự không thể nói. Nghe thế, Đường Sở Sở lộ vẻ mất mát. Giang Thần thì lộ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Bọn họ ăn chưa ở nhà họ Hà? Sau bữa trưa, cả nhà Đường Sở Sở cũng rời đi. Nhà họ Hà, ngoài sân có không ít người đang đứng ở đây. Những người đó đều là người nhà họ Hà. Một số người nhà họ Hà nhìn đám người giang thần rời đi. Hà Tâm kéo Hà Sán qua một bên, hỏi nhỏ: "Anh Sán, anh thật sự nhìn thấy Hắc Long rồi à?" "Tâm, em đừng hỏi anh nữa, anh biết là em sùng bái Hắc Long, nhưng mà anh đã ký bản thỏa thuận bảo mật rồi, anh không thể nói ra điều gì." hà tâm bĩu môi nói em cũng chẳng thèm anh nói đâu em chỉ hỏi có phải là anh đã thật sự nhìn thấy hắc long rồi hay không thôi chứ còn gì nữa hà sán hít sâu một hơi em không thấy chủ soái hắc long mạnh đến mức nào đâu phi ưng mạnh nhất trong quân khu giang bắc cũng không đỡ nổi một chiêu của anh ấy bị hạ gục trong một chiêu nhớ đến cảnh đó hà sán vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào nghe thế hà tâm khẳng định hà sán thật sự đã nhìn thấy giang thần rồi Phù. cô ta cũng nhịn không được hít một hơi. khoảng thời gian này cô ta sắp nghẹn chết rồi. cô ta sớm đã biết thân phận của giang thần nhưng mà lại không thể nói. hiện tại nhà họ Hà lại có thêm người biết thân phận của giang thần, cô ta cũng có thể nói về giang thần với Hà Sán rồi. anh Sán, thật ra em sớm đã biết thân phận của giang thần rồi. anh ấy không những là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang và lại còn là ông chủ đứng sau thành phố mới thời đại khoa và trung tâm tài chính thời đại khoa ở Giang Trung. Em có thể đi làm ở thời đại khoa, toàn bộ đều do Giang thần sắp xếp. hà Hà sán há hốc miệng. Em, em sớm đã biết rồi. Xuyệt. Hà tâm ra hiệu im lặng, nói nhỏ, anh nói nhỏ chút, anh muốn cho cả thế giới đều biết hả? Hà. hà sán lập tức ngậm miệng lại. Nhìn xung quanh một cái, phát hiện không có ai đến gần mới nói nhỏ tâm, vì sao Giang Thần phải che giấu thân phận của mình để đến gần sở sở chứ? Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Hà Tâm nói, có lẽ là anh vẫn chưa biết một lớp thân phận khác của Giang Thần. Anh ấy là người nhà họ Giang 10 năm trước, còn chị sở sở vào 10 năm trước đã xông vào biển lửa cứu anh ấy ra, anh ấy làm vậy hẳn là để báo đáp ơn cứu mạng của chị sở sở. Hà Tâm lộ vẻ ngưỡng mộ. Đường sở sở thật sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ngôn tình hài sau lưng cô có một người đứng trên kim tự tháp quyền lực và kim tự tháp tiền tài. Hà Sán hỏi, cho dù là vậy, cũng không cần phải che giấu thân phận của mình chứ. Hà Tâm lắc đầu, nói có lẽ anh rể có nỗi khổ tâm cũng không biết chừng. Hai người thủ thì chuyện của Giang Thần. Còn Giang Thần đã lái xe rời đi rồi. Lúc này, anh đã chạy lên đường cao tốc. Đường sở sở ngồi ở ghế phó lái, vẻ mặt không yên lòng. Vợ, làm sao vậy? sao trông giàu gì không vui thế đường sở sở phản ứng lại nói không không có gì tập trung lái xe đi đừng phân tâm vâng tuân mệnh giang thần tập trung lái xe không hỏi nhiều nữa rất nhanh đã về đến giang trung nhưng mà đường sở sở lại không về nhà mà bước xuống xe bảo giang thần về nhà trước giang thần cũng không nói thêm gì tự mình lái xe về sau khi xuống xe đường sở sở gọi xe chạy đến tập đoàn Giang Long. Cậu Giang thần bí đã giúp cô nhiều lần như vậy, cô nhất định phải đến giáp mặt nói cảm ơn, phải nói chuyện rõ ràng, nói cậu Giang thần bí đó đừng âm thầm giúp đỡ cô nữa, cô nhận được sự giúp đỡ cũng cảm thấy thẹn. Rất nhanh đã đến tập đoàn Giang Long. Người tiếp đón đường sở sở là Tần Niên. Tập đoàn Giang Long, phòng tiếp đón. Tần Niên hỏi, cô sở, có chuyện gì sao? Đường sở sở ngồi trên sofa, có hơi căng thẳng. Cô nhìn Tần Nhiên, cổ họng khẽ động, phát ra tiếng nói rất nhỏ, "Xin, xin hỏi chủ tịch có ở đây không? Tôi, tôi muốn gặp anh ấy." Cô sở, "Chủ tịch không có ở đây, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho chủ tịch." "Không, không có gì." Đường Sở Sở đứng dậy rời đi. Cô vừa mới đi, Tần Nhiên lập tức thông báo cho Giang Thần. Lúc này, Giang Thần đã về đến nhà cả nhà đường tùng đã đến căn biệt thự lớn ở khu biệt thự cảnh tú rồi trong nhà chỉ có giang thần giang thần ngồi trên sofa nhìn thấy tin nhắn tần niên gửi đến thì ra sở sở không về là vì đi tìm cậu giang thần bí xem ra địa vị của cậu giang thần bí ở trong lòng sở sở ngày càng cao rồi anh nhỏ giọng thì thào điều này cũng có thể tha thứ bởi vì anh âm thầm làm nhiều chuyện như vậy mà đường sở sở vẫn luôn cho rằng đều là do cậu giang thần bí làm trong lòng có anh cũng có thể hiểu được. Thật là phiền phức. Giang thần khẽ dây huyệt thái dương. Có trách thì chỉ có trách đường sở sở quá xinh đẹp, là đàn ông nhìn thấy đều sẽ động lòng, cho nên mới gây ra nhiều rắc rối như vậy. Anh nghĩ nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho tần nhiên. Cô sở, chủ tịch không có ở đây, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho chủ tịch. Đại ca, anh muốn chế tạo mặt nạ ra người, anh muốn làm gì vậy? Tiểu Hắc vừa nghe thấy số vật liệu đó, lập tức biết Giang Thần muốn làm gì. "Tần Nhiên, chuẩn bị giúp tôi một chiếc điện thoại mới, sau đó thông báo cho Đường Sở Sở buổi tối gặp mặt." Anh nói ra những vật liệu mình cần. Chương 180, đổi một thân phận khác. Bây giờ Giang Thần có hơi không hiểu suy nghĩ của Đường Sở Sở. Anh không chắc chắn là Đường Sở Sở có phải đã thật sự thích thân phận kia của anh hay không cho lắm. Nếu như phải, vậy nên làm sao đây? để xác thực suy nghĩ trong lòng mình, anh định thăm dò đường sở sở. Đổi một thân phận khác, dùng thân phận cậu giang thần bí tiếp xúc với cô, thăm dò suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Anh không nói gì thêm với tiểu hắc. Anh cúp máy, sau đó kiên nhẫn ở nhà chờ đợi. Đường sở sở mất mát rời khỏi tập đoàn Giang Long, còn chưa về đến nhà, đã nhận được cuộc gọi từ tần niên. Cô đường, chủ tịch đã nói, tối nay có thể gặp cô, tình hình cụ thể, chủ tịch sẽ liên hệ với cô nhận được cuộc gọi này đường sở sở vui mừng không thôi giờ phút này cô bắt đầu chờ mong chờ mong buổi tối đến cô về nhà miệng ngâm nga đi vào nhà giang thần ngồi trên sofa nhìn đường sở sở bước vào nhà không khỏi hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì sao lại vui vẻ như vậy đường sở sở quá vui mừng khó có thể che giấu sự kích động trong lòng chỉ là cô không cách nào chia sẻ niềm vui này với giang thần cô khẽ lắc đầu nói không có gì em đi tắm sau đó sẽ đến công ty nói xong cô lập tức về phòng còn giang thần cũng không nói thêm điều gì rất nhanh đường sở sở đã đi ra cô đã thay một bộ đồ khác không phải là bộ đồ công sở mà là một chiếc váy gọi cảm xinh đẹp hơn nữa cô còn dày công trang điểm giang thần trêu đùa cười hỏi vợ ăn mặc xinh đẹp như thế em muốn đi hẹn hò đấy à khuôn mặt xinh đẹp của đường sở sở khẽ đỏ, vội vàng giải thích, làm, làm gì có, hẹn hò cái gì. Em đến công ty gặp một vị khách quan trọng. Giang thần cười cười. Em, em ra ngoài đây, buổi tối sẽ không về ăn cơm. Ừm, Giang thần ừm một tiếng. Đủ loại biểu hiện của đường sở sở đã khiến anh khẳng định, chắc chắn là cô đã yêu cậu Giang thần bí rồi. Anh khẽ dây huyệt thái dương. Sao chuyện này lại trở nên phức tạp như vậy chứ? sau khi đường sở sở ra ngoài, Giang Thần cũng không ở lại thêm nữa, anh đi đến phòng khám phàm nhân của Tiểu Hắc. Anh mới rời đi không bao lâu. Đường Tùng và Ngô Mẫn đã trở về. Hai người mở cửa vào nhà, ngồi trên sofa. Chồng, Ngô Mẫn kéo cánh tay Đường Tùng, làm núng, anh nhìn đi, bây giờ nhà họ đường cũng phát triển rồi, cũng sắp chuyển vào biệt thự lớn rồi, còn nhà em thì vẫn chen chúc trong một căn nhà nhỏ hơn 100 mét vuông. Em trai em cũng sắp cưới vợ, xính lễ cần mấy chục vạn nữa, anh phải giúp em đấy. Anh, sao anh giúp được chứ? Đường Tùng bất đắc dĩ nói, số tiền đó cũng không phải của anh. Không phải mẹ chúng ta có mấy nghìn vạn tiền tiết kiệm sao? Anh là con trai của bà ấy, xin một ít, hẳn là mẹ sẽ cho chứ. Hơn nữa, chị sở sở. Ngô Mẫn nói nhỏ, lúc ở Giang Bắc, tộc trưởng của nhà họ hứa đã đưa cho chị sở sở 2 tỷ, là 2 tỷ lận đó. Đường Tùng nhìn cô ta, em có ý gì? Ngô Mẫn nói nhỏ, xin chị sở sở đi. Nếu như chị không cho, vậy thì chúng ta lấy trộm. Làm, làm vậy sao được? Đường Tùng lập tức từ chối. Anh ngốc à, Ngô Mẫn sụ mặt, nói chị ấy là chị anh. Sau khi lấy trộm được thẻ, thì chúng ta lặng lẽ chuyển vào tài khoản của mình. Cho dù có bị phát hiện, thì cũng có làm sao, em không tin chị sở sở sẽ báo cảnh sát bắt anh. Ngô Mẫn nói như thế, đường tùng cũng thấy trộn rộn. Nói không sai, hứa vinh đưa cho đường sở sở 2 tỷ, cậu ta lấy vài trăm triệu, chắc là sẽ không sao. Có được vài trăm triệu đó, thì sẽ có tất cả. Vợ, chuyện này, chúng ta phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, và lại anh cũng không biết mật khẩu thẻ ngân hàng của chị sở sở, chúng ta phải nghĩ cách lấy được mật khẩu trước. Ừm, hai người tụ tập lại với nhau, bắt đầu bàn bạc chuyện này. Mà lúc này, Giang thần đã đến phòng khám phạm nhân. Anh Giang, vừa vào phòng, có một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi mỏng cùng váy jean ngắn, cột tóc đuôi gà mỉm cười chào hỏi Giang thần. Đây là Văn Tâm. Văn Tâm đã ở chỗ tiểu hắc được mấy ngày rồi, hơn nữa còn trải qua chuyện trước kia Giang thần kêu người đến san bằng khu nhà máy của công ty dược phẩm Bạch Vân. Cộng thêm mấy ngày nay cô ta đã âm thầm thăm dò, nên cũng biết sơ sơ về thân phận của Giang thần. Mặc dù không biết chi tiết, nhưng cô ta cũng biết, Giang Thần là nhân vật lớn đến từ Nam Hoang. Ừm. Giang Thần khẽ gật đầu với Văn Tâm, đi vào phòng. Tiểu Hắc lập tức đi đến, kêu lên "Anh Giang." "Đồ tôi cần đâu?" Tiểu Hắc chỉ một cái thùng ở dưới đất, nói "Ở đây, vừa mới đưa đến." Giang Thần đi qua, nhấc cái thùng lên, đi vào phòng trong, bắt đầu bận rộn. Bên ngoài, Văn Tâm kéo vai Tiểu Hắc, cả người như sắp dán lên người anh ta, cười mỉm hỏi, anh Hắc, anh Giang muốn làm gì vậy? Tiểu Hắc nhún vai, nói, sao tôi biết được? Giang thần ở phòng trong, bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người. Anh tinh thông y thuật, muốn chế tạo mặt nạ ra người là việc rất đơn giản. Dáng vẻ anh chế tạo chính là anh của 10 năm trước. 10 năm trước, cả người anh đều bị bỏng, bị hủy dung. Sau khi chữa khỏi, khuôn mặt cũng có sự thay đổi. Bây giờ anh chế tạo mặt nạ ra người có dáng vẻ của anh 10 năm trước sau khi làm xong anh đi đến tập đoàn giang long tập đoàn giang long phòng làm việc của chủ tịch giang thần đã thay một bộ vest sang trọng đeo đồng hồ hàng hiệu khí chất trên người thay đổi kinh trời anh đeo mặt nạ ra người mà mình đã chế tạo dáng vẻ thay đổi biến thành một thanh niên điển trai da rẻ trắng nón khuôn mặt đẹp trai trông có cảm giác như mấy chàng trai trẻ khôi ngô anh trong dáng vẻ này và trước đó trông như hai người khác nhau trước gương Giang Thần nhìn khuôn mặt trong gương, nhìn thấy khuôn mặt đó, anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Nhớ lại người nhà họ Giang, nhớ đến ông nội, nhớ đến ba, nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ anh lúc anh còn rất nhỏ. Anh không biết mẹ anh là người như thế nào, chỉ biết lúc anh còn rất nhỏ, mẹ của anh đã vứt bỏ anh, rời khỏi nhà họ Giang. Anh cũng nhớ đến Hứa Tinh, người con gái mà anh đã yêu đương hồi cấp 3. "Chủ tịch." Sau lưng có một giọng nói êm tai truyền đến giọng nói đó đã kéo Giang Thần ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh xoay người. Tần Sương đứng sau lưng. Cô ta mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng và chân váy ôm màu đen, mái tóc dài màu đen xóa ngang vai, vóc người trước ưỡn sau cong, bày ra đường cong hình chữ S. Ừm, anh khẽ gật đầu, coi như đáp lại Tần Sương. Tần Sương lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, đưa bằng hai tay, đây là chiếc điện thoại mới chuẩn bị. Giang thần nhận lấy. Chủ tịch, còn có chuyện gì dặn dò nữa không? Giang thần khẽ xua tay, nói cô ra ngoài đi. Vâng, tần xương gật đầu, cúi người lui ra. Giang thần thì ngồi trên chiếc ghế văn phòng bằng da thật, xem giờ, bây giờ mới là 4 giờ chiều, cách buổi tối còn một chút thời gian. Không quảng cáo, đọc truyện tại Trung Ti Việt Nam. Anh lại lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Niên. Quản gia Tần, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Cậu chủ, xe theo đẳng cấp gì? Càng cao cấp càng tốt. Thân phận này không phải là người ở rể của nhà họ đường, mà là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, là ông chủ có giá trị con người mấy chục tỷ, sao có thể khiêm tốn. Và lại, người anh muốn đi gặp là người vợ đường sở sở của anh, sao có thể bùn xỉn? Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.